Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Lục Trường Sinh dự tính là mảnh võ đạo cấp võ thánh Gần một nửa mảnh võ đạo có lẽ đã đủ để vô hạn võ đạo của hắn tăng lên 5% Từ đó đạt tới 100% viên mãn Hơn nữa, nói không chừng còn có thể đấu giá được nhiều hơn Dù sao cũng là đấu giá, giá thành giao cuối cùng chắc chắn không dừng ở mức giá khởi đầu Một linh bảo đủ để khiến rất nhiều người động lòng lục đạo hữu ta cũng cần phải đi xin chỉ thị đã không sao lục mỗ sẽ đợi sau đó địa thánh của bí giới lâu đứng dậy rời đi đi báo cáo với bí giới lâu dù sao đây cũng là chuyện lớn chuyện liên quan tới linh bảo dù hắn có là địa thánh thì cũng không thể làm chủ được lục trường sinh cũng không vội bên nên vội là bí giới lâu cuộc làm ăn này bí giới lâu chắc chắn sẽ làm khoảng một canh giờ sau địa thánh của bí giới lâu đó cuối cùng cũng quay lại trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói thẳng lục đạo hữu cuộc làm ăn này bí giới lâu bọn ta sẽ nhận nhưng vẫn phải nói trước bí giới lâu bọn ta sẽ rút lấy 10% hoa hồng từ buổi đấu giá 10% lục trường sinh suy nghĩ thực ra như vậy là rất cao nhưng uy tín của bí giới lâu rất tốt hơn nữa chỉ đấu giá ở bí giới lâu cũng sẽ bán được với giá cao cho dù có rút đi 10% lục trường sinh cũng đã kiếm được lợi nhuận lớn không thành vấn đề Lục Trường Sinh gật đầu đồng ý. Sau đó, hai bên ký kết thỏa thuận. Một tháng sau, bí giới lâu sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Đến lúc đó Lục Trường Sinh có thể tới. Bí giới lâu cũng sẽ lợi dụng một tháng này tuyên truyền về Linh Bảo một phen. Tin rằng đến lúc đó kết quả đấu giá chắc chắn sẽ không khiến Lục Trường Sinh thất vọng. Sau đó, Lục Trường Sinh giao thiên hà trọng thủy châu cho bí giới lâu rồi đứng dậy rời đi, quay về Bách Hoa Tông. Thời gian dần trôi qua. Chưa tới một tháng, kết quả thần kiếm sơn trang phái người tới đưa tin mời lục trường sinh tới thần kiếm sơn trang một chuyến hạ hầu trang chủ có chuyện gì vậy lục trường sinh hỏi không biết trang chủ chỉ căn dặn lục tiền bối đi rồi sẽ biết lục trường sinh nhíu mày thực ra giữa hắn và thần kiếm sơn trang cũng chẳng có giao hẹn gì bây giờ thần kiếm sơn trang đột nhiên mời hắn đi điều này khiến lục trường sinh có cảm giác bất an lục mỗ đang chuẩn bị bế quan đợi sau khi bế quan xong sẽ tới thần kiếm sơn trang thăm hỏi hạ hầu trang chủ ngươi về chuyển lời đi nói rồi lục trường sinh cũng không nói nhiều nữa trực tiếp quay người rời đi tạm thời hắn chưa muốn tới thần kiếm sơn trang đợi buổi đấu giá của bí giới lâu vào một tháng sau kết thúc thu được mảnh võ đạo đến lúc đó lục trường sinh sẽ có hy vọng thăng lên cấp thiên thánh trở thành thiên thánh lục trường sinh sẽ không có gì cần phải nghi kỵ nữa bây giờ lục trường sinh sẽ không đi tìm thêm rắc rối đâu nhưng lục trường sinh không tới thần kiếm sơn trang mới chỉ qua ba ngày hạ hầu pháp ngọc trang chủ của thần kiếm sơn trang đã dẫn theo một đoàn người thần kiếm sơn trang tới bách hoa tông muốn đích thân bái kiến lục trường sinh trương linh tông chủ của bách hoa tông hết cách chỉ có thể thông báo cho lục trường sinh lục trường sinh nhíu mày trương linh đích thân tới phải hắn còn dẫn theo đám người nào đó lục trường sinh vẫn đang suy đoán nhưng người cũng đã tới rồi còn tới để thăm hỏi mình trước đó lục trường sinh cũng có quen biết với thần kiếm sơn trang không gặp không được được rồi dẫn bọn họ tới đại điện lục mỗ sẽ tới sau xem thử rốt cuộc hạ hầu phát ngọc có chuyện gì lục trường sinh đã đưa ra quyết định cứ trốn không gặp cũng không được thế là lục trường sinh đi tới đại điện của bách hoa tông lục trường sinh liếc mắt nhìn lập tức nhìn thấy hạ hầu phát ngọc toàn là người quen nhưng trong đó có một gương mặt lạ không biết là ai lục trường sinh lập tức nói hạ hầu trang chủ có chuyện gì thì cứ truyền tin là được cần gì phải làm phiền trang chủ phải đích thân tới một chuyến gần đây lục mỗ thật sự rất bận do đó có hơi chậm trễ xin hạ hầu trang chủ thử lỗi hạ hầu pháp ngọc miễn cưỡng cười nói lục đạo hữu nói đi đâu vậy là bọn ta đã làm phiền rồi thực ra lần này cũng không phải là ta tới tìm lục đạo hữu mà là trần quang đạo hữu muốn tới tìm người hạ hầu pháp ngọc khẽ nghiêng người lục trường sinh cũng thuận theo ánh mắt của hạ hầu pháp ngọc nhìn về phía một tử trung niên bên cạnh hắn đó là một địa thánh khí tức trên người đúng là của địa thánh nhưng lại là một khuôn mặt lạ lục trường sinh chưa gặp bao giờ trần quang đạo hữu lục trường sinh thật sự không có ấn tượng có lẽ hắn chưa từng gặp đối phương bao giờ lục trưởng lão trần quang chắc là người của trần gia ở thành thánh tinh thiên thánh đạo lưu đến giờ thiên thánh lão tổ của trần gia vẫn còn sống trương linh tông chủ của bách hoa tông lập tức truyền âm lục trường sinh không quen trần quang nhưng trương linh lại từng nghe nói về tên của người này hạ hầu pháp ngọc vừa giới thiệu trương linh lập tức phản ứng lại đối phương là người của trần gia Trần Gia, Thiên Thánh Đạo Lưu. Mắt Lục Trường Sinh híp lại, ánh mắt của hắn quét qua lại giữa Trần Quang và Hạ Hầu Phác Ngọc, như đã hiểu ra gì đó. Sau đó, ánh mắt của Lục Trường Sinh cũng lạnh đi. Chuyện hắn lo nhất đã xảy ra. Bí mật về linh bảo ở Thần Kiếm Sơn Trang lộ ra ngoài, thậm chí lần này còn trực tiếp dẫn tới người của Trần Gia Thiên Thánh Đạo Lưu. Thần Kiếm Sơn Trang không thể từ chối được, hay cho một Thần Kiếm Sơn Trang. Hạ Hầu Trang chủ, lời thề trước đó của ngươi đến giờ lục mũ vẫn còn nhớ rõ. sao vậy? bây giờ thà giết đạo hữu còn hơn giết bần đạo à? lục trường sinh cười lạnh nói. giọng điệu không khách khí chút nào. khuôn mặt hạ hầu phát ngọc đỏ lên. hắn cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. nhưng hắn có thể làm gì được chứ? thiên tính vạn tính trên dưới thần kiếm sơn trang đều bịt kín miệng. ai ngờ cuối cùng vẫn không thể cản được. thực ra trần gia đã sớm để ý tới thần kiếm sơn trang lúc thần kiếm sơn trang thu được bí giới dù sao thì một bí giới cấp hóa thần thực ra cũng khá có giá trị nhưng vì thể diện hoặc là do những quy tắc mà mọi người đều tuân theo ở thành thánh tinh nên trần gia sẽ không ra tay với thần kiếm sơn trang nhưng sau khi biết thần kiếm sơn trang có được một linh bảo thì trần gia đó không nhẫn nại được nữa linh bảo đấy tuy trần gia là thiên thánh đạo lưu thậm chí thiên thánh lão tổ vẫn còn sống nhưng lại không có linh bảo đủ thấy linh bảo chân quý tới mức nào bây giờ một thần kiếm sơn trang đến cả thiên thánh cũng không có, lại thu được linh bảo, sao Trần Gia có thể không động lòng được. Vì vậy, Trần Gia tìm tới thần kiếm Sơn Trang, đe dọa dụ dỗ một phen, hạ hầu Pháp Ngọc cũng không chịu đựng nổi, cuối cùng chỉ đành nói thật. Thực ra Lục Trường Sinh đã sớm đoán ra, đây là chuyện có trong dự liệu. Chỉ dựa vào phong tỏa tin tức, bịt miệng, Trung Quy cũng không thể ngăn nổi. Tin tức về Linh Bảo chắc chắn sẽ lộ ra ngoài. Nhưng hắn không ngờ lại lộ ra nhanh như vậy. Mới mấy tháng trôi qua, đến nửa năm còn chưa tới đã lộ ra ngoài dẫn tối hôm nay thiên thánh đạo lưu tìm tới cửa lúc này trần quang nói bày ra dáng vẻ vân đạm phong kinh lục đạo hữu trên người ngươi có lẽ vẫn còn vài món linh bảo trần gia ta cũng không cần nhiều ba linh bảo là được hơn nữa nếu trần gia ta có ai mua ba linh bảo thì xin mời lục trường sinh ra giá trần quang bày ra dáng vẻ giàu có hào sảng nhưng vừa mở miệng đã đòi ba linh bảo nhìn thế nào cũng chẳng giống như muốn mua Lục Trường Sinh cười lạnh nói, "Vậy sao? Ba món linh bảo thì không có, một thì được. Một linh bảo, chỉ cần 50% mảnh võ đạo của bí giới hoàn chỉnh cấp võ thánh là được. Với lai lịch của Trần gia, lấy ra những mảnh võ đạo này chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?" Lời nói của Lục Trường Sinh khiến nụ cười trên mặt Trần Quang lập tức cứng đờ. Thực ra, Lục Trường Sinh không thích bị người khác uy hiếp, nhất là dưới tình huống này. Nếu Trần gia thực sự có thể lấy mảnh võ đạo ra, thì Lục Trường Sinh cũng không bận tâm bán cho Trần ra một món linh bảo. Chỉ là, nhìn biểu cảm của Trần Quang, chỉ e là rất khó. Trần Quang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mảnh võ đạo quý giá biết bao. Chưa nói tới mảnh võ đạo cấp võ thánh, cho dù là mảnh võ đạo cấp thần thông, Trần gia cũng không lấy ra được. Lục đạo hữu cũng chớ đòi hỏi nhiều, bọn ta dùng mảnh vỡ thần chỉ giao dịch thế nào. Trần gia ta tình nguyện đưa ra 100 mảnh vỡ thần chỉ mua một linh bảo trong tay lục đạo hữu. Ba linh bảo là 300 mảnh vỡ thần chỉ nếu lục đạo hữu đồng ý thì có thể giao dịch ngay. Một trăm mảnh vỡ thần chỉ đúng là không ít. Nhưng một trăm mảnh vỡ thần chỉ mà muốn mua một linh bảo thì chẳng khác nào người ngốc nói mê. Đừng nói là một trăm mảnh vỡ thần chỉ, cho dù một nghìn mảnh vỡ thần chỉ cũng còn lâu mới đủ. Ha, lục trường sinh bật cười. Quả nhiên, cái gọi là giao dịch công bằng chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Trần Quang đưa người của thần kiếm Sơn Trang tới thì giao dịch công bằng ở đâu ra? Tiễn khách, lục trường sinh lười nói nhiều, hắn chẳng muốn nói chuyện với trần quang một tí nào trực tiếp đứng dậy bảo trương linh tiễn khách các vị mời trương linh cũng chẳng sợ hãi chút nào thiên thánh đạo lưu thì sao chứ bách hoa tông đã ràng buộc rất chặt với lục trường sinh từ lâu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nàng chỉ nghe theo lời của lục trường sinh vẻ mặt trần quang đột nhiên biến đổi nụ cười trên mặt hắn cũng dần mất đi lạnh lùng nói lục trường sinh ngươi phải nghĩ cho kỹ lần này ta tới mua giao dịch công bằng nếu lần sau tới thì lại khác đấy. Soạt, ánh mắt Lục Trường Sinh lập tức nhìn chằm chằm vào Trần Quang. Người đang uy hiếp Lục Mỗ. Trần Quang im lặng. Nhưng biểu cảm đó, dù là ai thì cũng biết là có ý gì. Trong chốc lát, hai bên dương cung bạt kiếm, bầu không khí rất căng thẳng. Tệ hơn, nghe Trần Quang nói vậy, vẻ mặt hạ hầu phát ngọc biến đổi. Hắn biết ở nguyên giới Lục Trường Sinh uy phong tới mức nào. Cũng biết Lục Trường Sinh có tiền đồ rộng mở, tương lai có hy vọng trở thành thiên thánh. Thiên kiêu đỉnh cao như vậy, tâm cao hơn trời, sao lại sợ kẻ khác uy hiếp được. Thậm chí, nếu là ở nguyên giới, Trần Quang dám nói chuyện như vậy thì Lục Trường Sinh đã vỗ chết Trần Quang từ lâu rồi. Nhưng, đây là tiên võ giới, là thành thánh tinh. Mắt Lục Trường Sinh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Quang, gần từng câu từng chữ, đây là ý của thiên thánh lão tổ của Trần gia các ngươi, hay là ý của mình ngươi. Trần Quang cười nói, thiên thánh lão tổ nhà ta là nhân vật thế nào chứ? Chuyện còn con này, đương nhiên không cần báo cáo. Nhưng, một khi lão tổ biết là có linh bảo thì chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng lục trường sinh chuyện này có phải là ý của lão tổ ta hay không thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy lục trường sinh nghe vậy mắt hơi híp lại trong mắt lóe lên một tia sắc bén nói như vậy là lão tổ nhà ngươi cũng không biết chuyện này thiên thánh lão tổ không biết chuyện này không có chỉ thị ngươi đã dám tới bách hoa tông đứng ở trước mặt lục mỗ uy hiếp lục mỗ là ai cho ngươi cái dũng khí đó lục trường sinh gần từng câu từng chữ Mỗi một câu nói ra, khí thế của hắn đều được kéo lên cao. Một lát sau, đã trực tiếp ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Địa Thánh đạo thể đáng sợ hiển hóa, túm thẳng về phía Trần Quang. Cút quay về. Muốn linh bảo, thì bảo lão tổ nhà ngươi đích thân tới. Lời nói của Lục Trường Sinh vang vọng trong đại điện, đinh tai nhức óc. Trần Quang cũng lập tức hiển hóa Địa Thánh đạo thể. Dù sao, hắn cũng là Địa Thánh. Nhưng, vô dụng. Bàn tay to lớn đó của Lục Trường Sinh vẫn mạnh mẽ hạ xuống dưới bàn tay khổng lồ này trần quang lại cảm thấy mình như một con chim trong lồng dù có vùng vẫy thế nào cũng không ăn thua không không thể nào trần quang cũng là địa thánh đỉnh cao thậm chí dù địa thánh nào của thần kiếm sơn trang trần quang cũng không sợ nhưng đối mặt với lục trường sinh hắn lại cảm thấy mình như một đứa con nít có thể bị lục trường sinh giết chết bất cứ lúc nào bùm cuối cùng bàn tay này hạ xuống địa thánh đạo thể của trần quang trong nháy mát tan vỡ nhưng lục trường sinh không giết trần quang mà nắm chặt lấy hắn, sau đó dùng sức bóp. Trong chớp mắt đã bóp nát địa thánh đạo thể của Trần Quang, khiến Trần Quang chỉ còn lại thể xác. Sau đó trực tiếp ném Trần Quang ra khỏi Bách Hoa Tông. Lần này không giết ngươi, lần sau còn tới nữa, giết không tha. Giọng nói của Lục Trường Sinh vang bên tai Trần Quang. Tâm của Trần Quang quả thực đã như cho tàn. Đạo thể của ta. Trần Quang kêu rên. Trái tim đang nhỏ máu. Một khi đạo thể tan vỡ, thực ra vẫn có thể ngưng tụ lại tu luyện lại. Nhưng, phải tốn rất nhiều thời gian mới hồi phục được. Có thể là mấy trăm năm, hoặc là mấy nghìn năm. Tóm lại, một khi đạo thể hoàn toàn tan vỡ, đối với địa thánh mà nói đây chính là tổn thương nguyên khí cực lớn. Dù thế nào Trần Quang cũng không ngờ được là lục trường sinh lại to gan như vậy, lại dám ra tay với hắn. Hơn nữa, Trần Quang càng không ngờ rằng thực lực của lục trường sinh lại đáng sợ tới vậy. Chỉ một trưởng đã phế hắn. Nhưng, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng lục trường sinh vẫn là địa thánh nhưng địa thánh có thể mạnh tới mức đó sao mọi người đều là địa thánh lục trường sinh dựa vào đâu lại có thể mạnh như vậy đáng tiếc trần quang không thể hối hận hắn chỉ có thể nghiến răng nhanh chóng tránh xa bách hoa tông bay về phía thành thánh tinh một khi quay về trần gia hắn nhất định phải báo cáo chuyện này cho lão tổ để lão tổ quyết định trần quang bị lục trường sinh bóp nát đạo thể ném ra khỏi bách hoa tông cảnh tượng này đã bị đám người hạ hầu pháp ngọc nhìn thấy trong chốc lát trái tim trở nên căng chặt Trung quy Lục Trường Sinh cũng có phần nghi kỵ Trần Gia, không dám giết Trần Quang. Nhưng không thể hiện cho việc Lục Trường Sinh không dám giết người của thần kiếm Sơn Trang bọn họ. Thần kiếm Sơn Trang không có thiên thánh lão tổ tọa chấn. Hạ hầu Pháp Ngọc biết Lục Trường Sinh rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả địa thánh vo địch bình thường. Nhưng, bây giờ tận mắt thấy, trái tim hắn vẫn chấn động mãnh liệt. Hạ hầu Trang chủ, Lục Mũ cần một lời giải thích. Lục Trường Sinh lạnh lùng liếc nhìn Hạ Hầu Pháp Ngọc, trong giọng nói bình tĩnh mang theo một cơn lạnh lẽo thấu xương hạ hầu pháp ngọc biết một khi lời giải thích của hắn không thể khiến lục trường sinh hài lòng thì hắn gặp phiền phức rồi thậm chí là thần kiếm sơn trang cũng gặp phiền phức do đó hạ hầu pháp ngọc hít sâu một hơi trầm giọng nói nói nghìn lần vạn lần cũng đều là do thần kiếm sơn trang ta quản thuộc hạ không nghiêm để tin tức lộ ra ngoài cho nên đã gây ra phiền phức cực lớn cho lục đạo hữu để xin lỗi lục đạo hữu xin lục đạo hữu hãy thu lại thất thải lưu quang bảo tháp nói xong Hạ hầu Phác Ngọc trực tiếp lấy thất thải lưu quang bảo tháp ra. Đây chính là mạo hiểm rất lớn của Hạ hầu Phác Ngọc, thậm chí còn trả cho Lục Trường Sinh sáu mảnh võ đạo cấp địa thánh để đổi lấy linh bảo. Nhưng bây giờ Hạ hầu Phác Ngọc lại muốn trả linh bảo này cho Lục Trường Sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, một là cần phải dẹp sự phẫn nộ của Lục Trường Sinh, mà thứ thần kiếm sơn trang có thể lấy ra khiến Lục Trường Sinh hài lòng cũng không nhiều, chỉ có thể là linh bảo. Thứ hai, lần này người của Trần gia tìm tới cửa cũng khiến Hạ hầu Phác Ngọc ý thức được. Thần kiếm sơn trang quả thực không thể bảo vệ được linh bảo. Lần này là Trần gia, lần sau thì sao? Lại là Lý gia, Triệu gia hoặc là Vương gia sao? Hoặc có lẽ là đại năng luyện hư, thiên thánh lão tổ. Tuy thần kiếm sơn trang là thiên thánh đạo lưu, nhưng ở trong mắt đám cường giả thì quả thực không đáng nhắc tới. Nếu đã không bảo vệ được, vậy thì dứt khoát nhịn đau bỏ thứ yêu thích đi, trực tiếp giao cho Lục Trường Sinh. Nhưng, tuy đạo lý là như vậy, nhưng trái tim Hạ Hầu Phác Ngọc vẫn đang nhỏ máu. Cơ hội tốt biết mấy. Một linh bảo đấy. Thậm chí còn là một linh bảo phụ trợ. Có thể giúp thần kiếm Sơn Trang huy hoàng hưng thịnh vô số năm. Nhưng bây giờ thần kiếm Sơn Trang hết cách chỉ có thể giao linh bao ra, hùng, lục trường sinh vùng tay. Thất thải lưu quang bảo tháp đã rơi vào trong tay lục trường sinh. Quả thực hắn hơi kinh ngạc. Không ngờ hạ hầu Pháp Ngọc lại có quyết đoán như vậy. Nói buông tay là buông tay. Trực tiếp từ bỏ linh bảo. Nếu không có linh bảo, vậy thì lần này thần kiếm sơn trang ủng công rồi thậm chí có thể nói là tổn thất nghiêm trọng dù sao bọn họ thu được vị trí tọa độ của bí giới vất vả suốt mấy năm thậm chí còn có địa thánh ngã xuống kết quả thì sao mảnh võ đạo không có linh bảo cũng không nhưng tổn thất lớn như vậy hạ hầu pháp ngọc lại nói cắt là cắt đến cả lục trường sinh cũng cảm thấy hạ hầu pháp ngọc rất quyết đoán được rồi dẹp chuyện này đi lục mỗ sẽ không truy cứu nữa lục trường sinh cũng đưa ra lời chấp thuận thần kiếm sơn trang đến cả thất thải lưu quang bảo tháp cũng bỏ được đúng là rất có thành ý đối phương quyết đoán lục trường sinh cũng không có ý truy cứu nữa dù sao cũng có thêm một linh bảo thế nào thì hắn cũng không lỗ cảm ơn lục đạo hữu hạ hầu pháp ngọc hít sâu một hơi mặt như cho tàn dẫn đám địa thánh rời khỏi bách hoa tông chuyện này thần kiếm sơn trang không muốn tham gia nữa trần gia bọn họ không đắc tội nổi lục trường sinh bọn họ cũng không đắc tội nổi. Tiếp tục tham gia vào, thần kiếm Sơn Trang cũng chỉ có con đường chết. Vì vậy, bây giờ nhất định phải rứt ra. Thấy người của thần kiếm Sơn Trang rời đi, ánh mắt của Trương Linh lại nhìn chầm chầm vào thất thải lưu quang bảo tháp. Đó chính là Linh Bảo. Hơn nữa còn là Linh Bảo mang tính phụ trợ. Đối với một tông môn mà nói, nó quan trọng tới mức nào, đương nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là, dù thế nào thì Trương Linh cũng không ngờ được rằng Lục Trường Sinh lại có Linh Bảo thậm chí còn không chỉ có một món sao thích thất thải lưu quang bảo tháp nếu thích thì cầm đi đi ta vốn định qua thêm một khoảng thời gian nữa đợi tình thế ổn định rồi mới cho bách hoa tông một linh bảo trấn áp khí vận nhưng nếu bây giờ đã bại lộ vậy thì dứt khoát cho bách hoa tông vậy lục trường sinh vung tay thất thải lưu quang bảo tháp đã rơi vào trong tay trương linh cảm ơn thái thượng trưởng lão trương linh như mở cờ trong bụng đây là một niềm vui cực lớn suýt nữa đánh nàng ngất đi có linh bảo mang tính phụ trợ này, ngày Bách Hoa Tông vùng lên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đương nhiên, trước tiên phải trải qua cơn phong ba này đã. Trương Linh cũng biết rõ, linh bảo đại diện cho điều gì, nếu đến cả cơn sóng Trần gia cũng không ngăn nổi, thì đừng nghĩ tới chuyện gây dựng lại Bách Hoa Tông gì đó. Có lẽ đến cả Bách Hoa Tông cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Thái thượng trưởng lão, Trần gia. Trương Linh hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi, "Không sao, Thiên Thánh lão tổ của Trần gia không tới?" thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả đợi thêm chút nữa nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì không tới một tháng nữa cho dù thiên thánh lão tổ của trần gia có tới thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn lục trường sinh bình tĩnh nói một tháng hắn không biết liệu lão tổ của trần gia có tới không cũng không biết là tới trong một tháng này hay không nhưng nếu đã làm chuyện này thì có gì phải sợ cơ chứ cho dù thiên thánh có tới cũng không thể giết nổi lục trường sinh hắn có sức mạnh trần quang về tới trần gia Hiện tại hắn chỉ còn lại thân thể, ngay cả địa thánh đạo thể cũng không còn nữa, có thể nói là tổn thất nặng nề, nguyên khí tổn thương nặng. Gia chủ, ta muốn gặp lão tổ. Trần Quang lập tức đi gặp gia chủ Trần gia. Đến Thần Kiếm Sơn Trang dò hỏi chuyện của Linh Bảo cũng là gia chủ Trần gia bày mưu đặt kế. Có điều, đến Bách Hoa Tông thúc ép Lục Trường Sinh chỉ là hành vi cá nhân của Trần Quang. Đương nhiên, nếu gia chủ Trần gia biết Lục Trường Sinh là chủ nhân thật sự của Linh Bảo thì chắc chắn sẽ đến Bách Hoa Tông với Trần Quang dù sao thì trần gia cũng có thiên thánh lão tổ tọa trấn trần gia hành sự trước giờ đều không kiêng nể gì bất chấp hậu quả như thế dù sao mặc kệ xảy ra chuyện gì có thiên thánh lão tổ che chở người khác cũng không làm gì được trần gia có điều lần này rõ ràng trần quang đã đá trúng tấm sắt rồi ai có thể ngờ một địa thánh lại không sợ trần gia thậm chí còn trực tiếp ra tay phế gần hết trần quang đây hoàn toàn là không coi trần gia ra gì gia chủ trần gia trầm ngâm một lúc rồi cười diễu nói lục trường sinh này trái lại có mấy phần thực lực không hổ có thể dùng sức một mình thu được nhiều linh bảo như vậy nhưng hắn cho rằng trở thành địa thánh vô địch là có thể chiếm nhiều linh bảo vậy thì hắn sai hoàn toàn rồi đi thôi trần quang trưởng lão đi gặp lão tổ với ta chỉ cần lão tổ ra tay dù lục trường sinh có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì trần quang vui mừng vì vậy hắn đi với gia chủ tiến đến động phủ của lão tổ một mình lão tổ trần gia bế quan ở trong động phủ đương nhiên Bế quan này thật ra vốn không phải là bế tử quan, vẫn có thể liên lạc được. Có điều, lúc không có chuyện đặc biệt quan trọng thì gia chủ Trần gia sẽ không đến quấy rầy lão tổ. Rất nhanh, hai người họ vào trong động phủ của lão tổ. đương đại gia chủ Trần gia bái kiến lão tổ. Hai người họ cung kính quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Lão tổ Trần gia giống như là lão tổ tông của toàn bộ Trần gia. Dù là ai đều là thế hệ sau của hắn. Đây mới là lão tổ tông thật sự, vào đi. Bên trong động phủ truyền ra âm thanh lành lạnh. Vì thế, hai người họ cung kính bước vào cửa lớn động phủ. Hai người họ tiến vào bên trong động phủ, ngẩng đầu nhìn lên. Có một nam tử áo trắng đang khoanh chân ngồi bên trong động phủ. Nam tử đó thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Đối với Thiên Thánh, dung mạo không quan trọng, hoặc già nua, hoặc trẻ tuổi, hoặc xấu xí, hoặc xinh đẹp, thật ra đều rất bình thường. Mà lão tổ Trần gia, ban đầu cũng là thế hệ tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, có thể nói là kinh diễm toàn bộ thánh vực. Tuổi còn trẻ đã trở thành thiên thánh. Bởi vậy, dung mạo của lão tổ trần gia luôn duy trì đến hiện tại. Nhưng tuổi tác của lão tổ trần gia thì không nhỏ chút nào, hắn đã vượt qua ba vạn tuổi. Đương nhiên, ba vạn tuổi đối với thiên thánh vẫn còn rất trẻ. Thiên thánh, thọ mười vạn tuổi. Đó mới là truyền kỳ sống chân chính. Lão tổ trần gia nhìn thoáng qua gia chủ cùng với Trần Quang, thản nhiên hỏi, nói đi, ai đánh thương người rồi? Với mắt nhìn của lão tổ trần gia, tất nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra trần quang bị trọng thương ngay cả địa thánh đạo thể đều hỏng điều này vốn không thấy nhiều dưới tình hình bình thường sẽ không có ai ra tay nặng với địa thánh của trần gia như vậy dù là thiên thánh khác cũng như thế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nể mặt hắn mở một mặt với địa thánh trần gia đương nhiên lão tổ trần gia cũng biết cứ như vậy mãi người của trần gia đều sẽ trở nên ngang ngược càn rỡ vô cùng kiêu căng nhưng lão tổ trần gia vốn không thèm để ý hắn đường đường là thiên thánh lẽ nào không thể che chở cho một trần ra sao có hắn ở đây bất cứ chuyện gì đều là chuyện nhỏ lão tổ là một địa thánh tên là lục trường sinh hắn đánh ta thành dáng vẻ này còn tuyên bố nếu trần gia ta muốn linh bảo thì lão tổ phải đích thân đi mới được trần quang không dám có bất kỳ dấu dếm nào giải thích chuyện của lục trường sinh đầu đuôi gốc ngọn một lượt trong ánh mắt của lão tổ trần gia hiện lên vẻ khác thường ngươi nói hắn chỉ dùng một trưởng đã đánh vỡ địa thánh đạo thể của ngươi sao thậm chí người của thần kiếm sơn trang còn xưng lục trường sinh là địa thánh vô địch lời nói của lão tổ trần gia khiến trần quang khẽ ngây ra nhưng vẫn là gật đầu nói đúng vậy chỉ là một trường địa thánh đạo thể của ta đã sụp đổ không có chút lực phản kháng nào thần kiếm sơn trang nói lục trường sinh là địa thánh vô địch cũng là vì biểu hiện của lục trường sinh ở trong bí giới thật sự là quá kinh diễm trần quang còn muốn nói điều gì đó nhưng lão tổ trần gia đã không còn hứng thú hắn chợt đứng dậy trực tiếp rời khỏi động phủ đến bách hoa tông ta muốn đích thân gặp lục trường sinh này địa thánh vô địch à quen thuộc quá trước đây lần thất bại duy nhất của ta chính là thua trong tay địa thánh vô địch huống hồ linh bảo hơn nữa còn là rất nhiều linh bảo ai mà không muốn âm thanh của lão tổ trần gia vẫn còn quanh quẩn bên tai nhưng bóng dáng của đối phương đã hoàn toàn biến mất đi vì vậy gia chủ trần gia cộng thêm trần quang hơn nữa còn gọi thêm rất nhiều địa thánh trần gia cùng nhau đi tới bách hoa tông lão tổ trần gia chỉ đối phó với lục trường sinh nhưng muốn tiếp nhận bách hoa tông muốn thu thập thảm cục còn phải cần đông đảo địa thánh trần gia lộ diện mới được lúc này trong động phủ của bách hoa tông lục trường sinh vẫn lặng lẽ chờ đợi một tháng ngắn ngủi vốn chớp mắt là trôi qua nhưng lục trường sinh lại mơ hồ có chút không yên trần gia hoặc là nói thiên thánh trung quy không phải là chuyện nhỏ ngày hôm sau lục trường sinh mạnh mẽ ngẩng đầu lên đến rồi trong lòng lục trường sinh quanh quẩn một bóng mờ bốn phương tám hướng dường như mỗi một phương hướng đều có nguy hiểm vô cùng ập đến đây là lần đầu tiên lục trường sinh cảm nhận được nguy hiểm không thể trốn thoát toàn phương vị như vậy vụt lục trường sinh trực tiếp bước ra một bước đi vào hư không lúc này không chỉ có lục trường sinh mà tất cả võ giả tu sĩ của bách hoa tông đều bị kinh động trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì bọn họ cũng cảm ứng được hình như có nguy cơ kịch liệt kéo tới cuồn cuộn cứ như tận thế vậy nhưng hiện tại thời tiết nắng giáo vạn dặm không mây liếc mắt nhìn đi trời trong nắng ấm chỉ là giữa hư không có thêm một bóng dáng bóng dáng đó thoạt nhìn rất trẻ tuổi cứ lẳng lặng đứng trong hư không như vậy nhưng chính là bóng dáng này khiến đông đảo võ giả của bách hoa tông liếc mắt nhìn đi đều cảm giác trong lòng chấn động mạnh cứ như có nguy hiểm đáng sợ gì đó dáng lâm đến rất nhiều người đều lên tiếng kinh ngạc có chuyện gì vậy ánh mắt của ta đau quá chỉ là nhìn bóng dáng trong hư không một cái rốt cuộc bóng dáng đó là ai nguy cơ nguy cơ kịch liệt dường như ta cảm nhận được mỗi một phút giây đều ở trong nguy cơ loại nguy cơ này khiến ta không thể trốn đi đâu được hình như dù chạy đến đâu đều không có bất kỳ tác dụng nào người này quá xa lạ rồi hình như chưa từng gặp sự thay đổi của bách hoa tông có phải là hắn mang đến hay không mau nhìn đi là lục trưởng lão hiện ra rất nhiều người đều ý thức được bóng dáng trong hư không chắc chắn không đơn giản nhưng bọn họ không nhận ra bóng dáng trong hư không đó mãi đến khi lục trường sinh hiện thân hiện tại lục trường sinh là thái thượng trưởng lão của bách hoa tông tuy gia nhập vào bách hoa tông nửa đường nhưng hiện giờ lục trường sinh có uy danh rất lớn ở bách hoa tông sớm đã vượt qua tông chủ lục trường sinh chính là biểu tượng của bách hoa tông hiện tại lục trường sinh xuất hiện đi thẳng về phía bóng dáng trong hư không rõ ràng bóng dáng trong hư không chắc chắn là không đơn giản chỉ là rốt cuộc đối phương là ai ngay lúc mọi người đang nghi ngờ lục trường sinh nói mỗi chữ mỗi câu vẻ mặt ngương trọng chậm rãi mở miệng thiên thánh giáng lâm bách hoa tông ta không tiếp đón từ xa xin tiền bối thứ lỗi đùng lục trường sinh vừa dứt lời trong đầu mọi người đã nổ vang hoàn toàn trở thành một mảng trống không thiên thánh bóng dáng xa lạ trong hư không lại là thiên thánh dường như mọi người đều không dám tin nhưng đây là do lục trường sinh chính miệng nói ra bọn họ không tin bóng dáng trong hư không lẽ nào còn không tin lục trường sinh chỉ là rốt cuộc là thiên thánh nào lại giáng lâm đến bách hoa tông chỉ có trương linh tông chủ của bách hoa tông trong lòng trầm xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy, thiên thánh, vậy thì chỉ có một khả năng. Lão tổ Trần gia. Chắc chắn là lão tổ Trần gia đến. Gần đây, Bách Hoa Tông hoặc là nói thế lực thiên thánh mà Lục Trường Sinh giao lưu chỉ có một, đó là Trần gia. Mà lão tổ Trần gia rõ ràng là truyền kỳ sống, thiên thánh chân chính. Lục Trường Sinh, ngươi nhận ra ta sao? Trong giọng nói của bóng dáng trong hư không không vui không buồn, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Lục Trường Sinh đáp lại, có thể làm phiền tiền bối dùng chân thân giáng lâm chắc chắn vãn bối sẽ không nhận nhầm lục trường sinh bái kiến trần lão tổ quả nhiên lục trường sinh nhận ra bóng dáng của đối phương là lão tổ trần gia vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều biết thân phận của bóng dáng trong hư không thiên thánh truyền kỳ sống của trần gia thiên thánh chân chính hiện tại lão tổ trần gia lại dùng chân thân đi đến bách hoa tông rõ ràng chắc chắn có liên quan đến lục trường sinh thậm chí người đến có ý không tốt trong lúc nhất thời, trong lòng đám người Bách Hoa Tông lập tức khẩn trương. Nhưng bọn họ khẩn trương cũng không có ích gì. Thiên Thánh trước mặt, thổi một hơi đều có thể xóa toàn bộ Bách Hoa Tông. Dù sao thì, Thiên Thánh còn được gọi là Đại Năng. Nhất cử nhất động đều là kinh thiên động địa, có được thần uy không thể tưởng tượng nổi. Muốn xóa đi một Bách Hoa Tông, quả thực dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của lão tổ trần ra nhìn lục trường sinh thật sâu, rồi bình tĩnh nói, nếu đã biết tên của bổn tọa, vậy có lẽ nên biết mục đích chân thân bổn tọa giáng lâm đến nơi này nghe nói ngươi thu hoạch tương đối khá ở bí giới cho nên lấy ra đi giọng nói của lão tổ trần gia rất bình tĩnh nhưng lại lộ ra ý tứ không thể nghi ngờ linh bảo mục đích của trần lão tổ chính là linh bảo thiên thánh trước mặt đích thân yêu cầu linh bảo lục trường sinh còn có thể làm được gì cuối cùng cũng chạy đến rồi lúc này đám người trần gia cũng chạy tới nhưng bọn họ lại đứng ở đằng xa không lại gần bày tỏ tôn trọng với lão tổ có điều, lão tổ đã đích thân lộ diện, dường như người của Trần gia không có bất kỳ nghi ngờ gì, linh bảo trên người Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ thuộc về Trần gia. Hừ, chẳng phải trước đó kiêu ngạo ương ngạnh, nhất định muốn lão tổ đến đây sao? Hiện tại lão tổ tới rồi, ngươi có thể làm gì nữa? Chẳng phải vẫn là ngoan ngoãn dâng linh bảo lên à? Trần Quang cười giễu một tiếng. Hắn hận không thể bầm thay vạn đoạn Lục Trường Sinh. Hiện tại nhìn thấy Lục Trường Sinh kinh ngạc, trong lòng không khỏi vui sướng. Có điều, cho dù Lục Trường Sinh chết đi, hắn cũng không cách nào hồi phục lại cần có thời gian dài con đường tu hành của kiếp này dường như đoạn tuyệt rồi lục trường sinh hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói mỗi chữ mỗi câu trần lão tổ trước mặt vãn bối vẫn là câu nói đó muốn linh bảo trong tay vãn bối trần lão tổ đích thân đến lấy đi yên tĩnh toàn bộ hư không dường như thoáng cái yên tĩnh lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy lục trường sinh nói ra lời này khiến tất cả mọi người đều giật mình cứ như không thể tin một địa thánh lại dám nói lời bất kính với đại năng thiên thánh đây không chỉ là bất kính mà là khiêu khích lục trường sinh đang khiêu khích đại năng thiên thánh rất nhiều người biết lục trường sinh rất to gan rất kiêu ngạo nhưng dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ lục trường sinh lại kiêu ngạo tới mức này khiêu khích thiên thánh ở trước mặt đại năng thiên thánh đây là lý do đáng chết hay hay cho một lục trường sinh đã rất lâu không có ai dám nói chuyện với ta như vậy nghe nói ngươi là địa thánh vô địch vậy thì có kiêu ngạo của bản thân. Mỗi một địa thánh vô địch đều có võ đạo vô địch của bản thân. Vậy thì hiện tại để ta thưởng thức đôi chút võ đạo vô địch của ngươi rốt cuộc là loại võ đạo nào? Ánh mắt của Trần Lão Tổ liếc nhìn bốn phương. Tràn đầy uy nghiêm vô tận. Trước mặt Trần Lão Tổ lúc này, dưới khi thế khủng bố đó, địa thánh bình thường thậm chí ngay cả đối mặt Trần Lão Tổ đều là không thể, chứ đừng nói là ra tay với Trần Lão Tổ. Một thiên thánh, một đại năng. Lục trường sinh chưa bao giờ gặp phải nguy cơ như vậy. Nhưng lúc này, sâu trong lòng của Lục Trường Sinh mơ hồ kích động, đang vui mừng. Hình như mỗi một tấc huyết nhục của hắn đều đang run rẩy. Đó là run rẩy của vui mừng. Đã rất lâu rất lâu, Lục Trường Sinh không gặp được đối thủ. Cho dù là địa thánh đứng đầu, cho dù là 10, 20 địa thánh, đều chỉ là gà đất chó sành ở trong mắt Lục Trường Sinh, tiện tay là có thể diệt. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có cơ hội. Một đại năng thiên thánh, vù, dây tiếp theo, dường như Lục Trường Sinh không chút do dự, trong nháy mắt phóng ra địa thánh đạo thể ầm địa thánh đạo thể không gì sánh kịp hiển hóa trong hư không tản ra khí tức kinh khủng loại khí tức này trùng trùng điệp điệp cuốn về bốn phương trước đó ngay một chiêu trần quang cũng không đỡ nổi dưới địa thánh đạo thể của lục trường sinh bị lục trường sinh trực tiếp dùng một trường bóp nát địa thánh đạo thể đủ thấy lúc này địa thánh đạo thể của lục trường sinh khủng bố cỡ nào dù sao thì hắn đã ngưng tụ 95% vô hạn võ đạo chỉ thiếu 5% là hoàn toàn viên mãn mà vô hạn võ đạo của lục trường sinh vốn vô cùng kinh khủng giết hình như lục trường sinh không chút do dự đánh một quyền về phía trần lão tổ dùng địa thánh đạo thể của hắn để thúc giục chiêu mạnh nhất hình như chưa có địa thánh nào có thể chặn được bịch một tiếng vang cực lớn lục trường sinh thấy rõ trần lão tổ trước mắt thậm chí không thèm động đậy trên người mơ hồ có từng vòng sáng bao phủ trên thân một quyền này của lục trường sinh đánh trên vòng sáng của trần lão tổ hoàn toàn không cách nào làm lung lay trần lão tổ lung lay một bước cũng không làm được cái gì trong lòng lục trường sinh chấn động hắn biết đại năng thiên thánh rất mạnh nhưng mạnh đến mức địa thánh đạo thể hắn dùng một kích toàn lực lại không cách nào làm lay động đại năng thiên thánh điều này đúng là vượt ra khỏi dự liệu của lục trường sinh mạnh thật đây chính là đại năng thiên thánh sao ta ở thành thánh tinh đã nhiều năm vẫn chưa thấy đại năng thiên thánh ra tay hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy đại năng thiên thánh nhưng đại năng thiên thánh lại không động đậy lục trưởng lão cũng không cách nào lay động trần lão tổ một bước lục trường sinh đã rất mạnh rồi hắn dùng một kích toàn lực có địa thánh nào ở thành thánh tinh có thể kháng trụ được chứ thật sự không ngờ lục trường sinh đã mạnh tới mức này rồi nghe đồn hắn là địa thánh vô địch xem ra là thật nhưng dù như vậy lục trường sinh cũng đừng hòng lay động trần lão tổ một bước dù sao thì địa thánh và thiên thánh cũng khác nhau một trời một vực một khi thành tựu thiên thánh đó chính là đại năng cao cao tại thượng quan sát chúng sinh thế gian từ địa thánh đến thiên thánh giống như người phàm đến người tu tiên vậy vượt qua thậm chí khoảng cách càng lớn. Rất nhiều người đều thán phục không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đại năng thiên thánh ra tay. Đương nhiên, Trần lão tổ vẫn chưa ra tay, gần như chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho Lục Trường Sinh đánh đến mà thôi. Bản thân vẫn chưa ra tay. Trần lão tổ khẽ lắc đầu nói, "Lục Trường Sinh, một kích này của ngươi tuy mạnh, nhưng đây không phải là tất cả thực lực của ngươi. Xuất ra tất cả thủ đoạn của ngươi đi, đối mặt với đại năng thiên thánh, ngươi cảm thấy ngươi giữ lại thủ đoạn còn có ý nghĩa à?" Trần lão tổ liếc mắt đã nhìn ra trong cơ thể của Lục Trường Sinh dường như vẫn còn ẩn giấu một luồng lực lượng khủng bố. Nói rõ Lục Trường Sinh còn có thủ đoạn, vốn không phải là toàn lực ứng phó. Có điều, điều này khiến mọi người rất kinh ngạc. Chiến đấu với đại năng thiên thánh, vậy mà Lục Trường Sinh còn giữ lại. Đây là tự đại hay là có suy nghĩ lớn hơn? Hơn nữa, mọi người cũng muốn xem xem, Lục Trường Sinh đã thi triển ra một kích toàn lực của Địa Thánh Đạo Thể, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì có thể sánh với một kích của Địa Thánh Đạo Thể? lục trường sinh nghe vậy biểu cảm trở nên nghiêm trọng hơn thiên thánh đúng là danh bất hư truyền có thể dùng danh đại năng quả thật là rất kinh khủng địa thánh đạo thể của hắn mạnh như thế lại không cách nào lay động trần lão tổ nghĩ đến đây lục trường sinh cũng không do dự nữa đùng dây tiếp theo thân thể của hắn bộc phát vô số huyết nhục bao phủ lên địa thánh đạo thể hoàn toàn dung hợp với địa thánh đạo thể huyết nhục và đạo thể hai hệ thống võ đạo bất đồng lúc này hoàn toàn dung hợp trong lúc mơ hồ sinh ra thay đổi kinh khủng, pháp thiên tượng địa, Lục Trường Sinh lập tức thi triển pháp thiên tượng địa, kết hợp địa thánh đạo thể và huyết nhục, một cái là huyết nhục võ đạo, tăng trưởng lần bảy, một cái là địa thánh đạo thể, ngưng tụ ra nguyên mẫu của vô hạn võ đạo. Hai bên kết hợp, lột xác thành pháp thiên tượng địa. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh cảm giác bản thân mạnh lên mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần. Hắn chỉ cảm giác cứ như có sức mạnh vô cùng vô tận vậy. Hắn biết bản thân rất mạnh mạnh đến mức khó tưởng tượng. Mà hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể đối mặt với Trần Lão Tổ rồi. À, Trần Lão Tổ nhìn Pháp Thiên Tượng Địa của Lục Trường Sinh, thoáng có chút kinh ngạc. Pháp Thiên Tượng Địa của Lục Trường Sinh lại tổng hợp hai hệ thống võ đạo bất đồng, thậm chí còn sinh ra thay đổi đáng sợ nào đó. Thoáng cái khiến thực lực của Lục Trường Sinh tăng vọt mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần. Phiên Thiên Ấn Lục Trường Sinh cũng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất hiện giờ của bản thân. Bàn tay khép lại của Pháp Thiên Tượng Địa. Sau đó, mạnh mẽ giáng bàn tay xuống đè lên thân thể của trần lão tổ ẩm trần lão tổ vẫn không nhúc nhích mặc cho một trường của lục trường sinh giáng xuống thân rõ ràng trần lão tổ cũng muốn xem xem uy năng một kích này của lục trường sinh rốt cuộc thế nào sự thực chứng minh một kích này của lục trường sinh rất mạnh từng vòng sáng trên người trần lão tổ lại bị áp chế đến cực hạn dưới lực lượng khủng bộ cực độ răng rắc thậm chí vòng sáng còn tán loạn bột cuối cùng trần lão tổ vươn tay ra hóa trưởng thành quyền va chạm với một trường khủng bố của lục trường sinh toàn thân trần lão tổ bị lực lượng kinh khủng trùng kích nhưng bản thân vẫn không lùi lại bước nào có điều trần lão tổ trung quy vẫn là ra tay rõ ràng chỉ là đứng tại chỗ trần lão tổ đã không cách nào ngăn chặn một kích pháp thiên tượng địa của lục trường sinh từ trên ý nghĩa nào đó mà nói lục trường sinh đã đủ khiến đại năng thiên thánh nhìn thẳng đó là giây phút lục trường sinh và trần lão tổ va chạm chính diện đặc biệt là lúc trần lão tổ ra tay lục trường sinh thấy được trên người trần lão tổ mơ hồ hiện ra một loại võ đạo đúng chính là võ đạo không phải nguyên mẫu võ đạo mà là võ đạo chân chính mơ hồ hiện lên trong cơ thể của trần lão tổ bộc phát ra lực lượng khủng bố kinh thiên động địa đây đã không còn là thân thể không phải lực lượng của đạo thể mà là lực lượng của võ đạo lục trường sinh đối kháng với võ đạo đây là thiên thánh đó ngưng tụ ra võ đạo của bản thân mọi hành động đều có thể điều động lực lượng của võ đạo quả thực liên tục không ngừng kinh thiên động địa mà trước mắt lục trường sinh chỉ ngưng tụ ra nguyên mẫu võ đạo mà thôi lục trường sinh còn phát hiện từng vòng sáng trên thân trần lão tổ có khoảng ba vòng sáng mà mỗi một vòng sáng thật ra đại diện cho một loại võ đạo trong cơ thể của trần lão tổ có khoảng ba loại võ đạo rõ ràng tuy trần lão tổ không phải là thế hệ bình thường trong thiên thánh thực lực không tồi có thể phá một vòng sáng của ta ép ta không thể không dùng lực lượng võ đạo trong địa thánh ngươi dường như đã đạt đến cực hạn rồi Trần Lão Tổ bình tĩnh nói. Vậy thì sao? Vậy cũng không phải là đối thủ của Trần Lão Tổ. Trần Lão Tổ, lần này lục mỗ bại rồi, có điều, có lẽ Trần Lão Tổ cũng có thể nhìn ra chỗ đặc thù của huyết nhục võ đạo ta, cho dù thân thể của ta bị diệt, thật ra ta cũng không chết được. Lục Trường Sinh lạnh lùng nói. Hắn vẫn không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Trần Lão Tổ không giết chết Lục Trường Sinh được. Đây là ưu thế lớn nhất của Lục Trường Sinh. Giết không chết, có nghĩa là có hy vọng, vậy sao? ta quả thật không giết ngươi chết được, nhưng có thể tiêu diệt thân thể này của ngươi. Cho dù ngươi có phân thân, nhưng thân thể này của ngươi tu luyện Địa Thánh Đạo thể, còn dễ dàng ngưng tụ như vậy sao? Một khi Địa Thánh Đạo thể của thân thể này bị diệt, thì ngươi sẽ phải tiêu hao bao lâu thời gian mới lần nữa ngưng tụ lại Địa Thánh Đạo thể. Trần lão tổ dường như liếc mắt đã nhìn thấu Lục Trường Sinh. Song phương đều có thể hiểu ý trong lời nói của đối phương. Lục Trường Sinh im lặng. Đúng vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn thân thể này bị diệt. Dù sao thì địa thánh đạo thể cũng rất khó ngưng tụ. Huống hồ, địa thánh đạo thể của hắn chỉ thiếu 5% là có thể đạt đến vô hạn võ đạo 1% viên mãn, thậm chí có thể thử ngưng tụ ra vô hạn võ đạo chân chính, tiếp đó tăng lên thiên thánh, trở thành đại năng thật sự. Lục Trường Sinh, tương lai ngươi có thể tăng lên thiên thánh, thậm chí, với võ đạo của ngươi, có thể tăng lên thiên thánh rất nhanh. Ta cũng không muốn đắc tội với võ giả đã định là sẽ trở thành thiên thánh như ngươi, nhưng linh bảo khó tìm, nếu ta đã biết có linh bảo tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy đi, ngươi muốn gì, chúng ta giao dịch công bằng, mua một món linh bảo trong tay ngươi, thấy sao?" Trần lão tổ nói ra điều kiện của hắn. Thật ra là Trần lão tổ đã nhượng bộ. Đường Đường là thiên thánh, từ lúc nào lại cần mua công bằng một món linh bảo từ trong tay địa thánh chứ? Nhưng Trần lão tổ biết hắn không giết được Lục Trường Sinh. Cho dù diệt Lục Trường Sinh, cũng chỉ là khiến Lục Trường Sinh chậm lại vài năm hoặc mấy chục năm mà thôi. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn sẽ thành thiên thánh. Đương nhiên cho dù lục trường sinh thành thiên thánh thì trần lão tổ cũng không sợ dù sao thì trần lão tổ cũng không phải là kẻ yếu trong thiên thánh nhưng trần lão tổ không sợ vậy trần gia thì sao đắc tội với một thiên thánh hơn nữa còn có thù ngăn đạo đây chính là không chết không thôi đến lúc đó trần gia chắc chắn sẽ bị diệt cho nên trần lão tổ cũng chỉ có thể nhượng bộ đường đường là thiên thánh lại nhượng bộ địa thánh điều này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề giao dịch công bằng trong lòng lục trường sinh khẽ động nếu như có thể giao dịch vậy tất nhiên là tốt hắn cũng không muốn thân thể này bị diệt mà trần lão tổ rõ ràng đã nhượng bộ tất nhiên lục trường sinh cũng để trần lão tổ có bậc thang đi xuống nghĩ đến đây lục trường sinh nói thẳng có mảnh võ đạo không lục trường sinh chỉ muốn mảnh võ đạo tuy đấu giá linh bảo có thể thu được mảnh võ đạo nhưng nếu có thể giao dịch được mảnh võ đạo từ chỗ của trần lão tổ vậy tất nhiên là tốt rồi xem là đảm bảo nhân đôi mảnh võ đạo quả nhiên ngươi là địa thánh thậm chí sắp tăng lên thiên thánh, tất nhiên là cần mảnh võ đạo. Trùng hợp, trong tay ta thật sự có mảnh võ đạo. Dứt lời, Trần lão tổ trực tiếp vươn tay ra. Trong tay hắn thình lình xuất hiện hơn 10 mảnh võ đạo. Thật sự có mảnh võ đạo. Lục Trường Sinh có chút nghi ngờ. Tuy những mảnh võ đạo này rất nhỏ, hơn nữa phẩm chất bên trong cũng không giống nhau. Ví dụ, có mảnh võ đạo cấp bậc Kim Đan, cũng có mảnh võ đạo cấp bậc Nguyên Anh, thậm chí có mảnh võ đạo cấp bậc Hóa Thần. Chỉ là mảnh võ đạo cấp bậc hóa thần rất ít. Cũng chỉ có hai mảnh, hơn nữa còn rất nhỏ. Có điều, tổng hợp lại, những mảnh võ đạo này chắc chắn cũng đủ khiến lục trường sinh tăng vô hạn võ đạo đến một phần trăm cảnh giới viên mãn rồi. Được, mấy mảnh võ đạo này đổi một món linh bảo. Lúc này, lục trường sinh lấy ra một món linh bảo có tính phụ trợ. Hắn biết thế lực như Trần Gia hy vọng nhất là có được linh bảo tính phụ trợ. Đồng ý, trên mặt của Trần Lão tổ lộ ra nụ cười hắn trực tiếp đưa mảnh võ đạo cho lục trường sinh đồng thời cũng nhận được một món linh bảo lần này đến bách hoa tông trần lão tổ cũng đạt được mục đích lục trường sinh tăng lên thiên thánh không chỉ đơn giản là có mảnh võ đạo đâu tuy ngươi ngưng tụ nguyên mẫu võ đạo viên mãn nhưng muốn hoàn toàn luyện võ đạo vào trong cơ thể thì không dễ dàng như vậy đợi nguyên mẫu võ đạo viên mãn tự nhiên sẽ biết phiền phức ở đâu nếu ngươi không tìm được cách giải quyết thì có thể đến trần gia tìm ta trần lão tổ có ý vị sâu xa nói dứt lời Trần Lão Tổ lập tức dẫn người của Trần Gia nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa Tông. Nguyên mẫu võ đạo viên mãn vẫn không thể tăng lên thiên thánh. Lục Trường Sinh hơi ngây ra. Thật ra, làm sao để tăng lên thiên thánh, nhiều người chỉ biết tu nguyên mẫu võ đạo đến viên mãn. Nhưng sau viên mãn nên làm như thế nào, phần lớn mọi người đều không rõ. Cũng chỉ có mấy thiên thánh đạo thống mới ghi chép kỹ càng. Chỉ là, Bách Hoa Tông không phải là thiên thánh đạo thống sao. Tuy đã xuống dốc thời gian dài, nhưng Trung Quy vẫn là thiên thánh đạo thống, có lẽ còn có ghi chép liên quan đến thiên thánh. Đương nhiên, đây chắc chắn là tuyệt mật. Nhưng Lục Trường Sinh đã là thái thượng trưởng lão của Bách Hoa Tông. Dù tông môn có bí ẩn lớn đi chẳng nữa, hắn cũng có tư cách biết. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh cấp tốc quay trở về Bách Hoa Tông. Tông chủ, ta muốn biết ghi chép liên quan đến việc địa thánh tăng lên thiên thánh. Có lẽ trong tông môn có đúng không? Lục Trường Sinh hỏi thẳng tông chủ Trương Linh. Ghi chép tấn chức lên thiên thánh. Trương Linh có chút giật mình nhưng sau đó nàng lập tức trịnh trọng nói, đương nhiên là có, đây là tuyệt mật của Bách Hoa Tông chúng ta, là ghi chép mà tổ sư ra, người đã sáng lập ra tông môn lúc trước để lại cho thế hệ sau. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, Bách Hoa Tông của chúng ta không ai đạt tới cảnh giới có thể tấn chức lên thiên thánh, khiến cho ghi chép của tổ sư ra đều phủ đầy bụi bặm. Lục trưởng lão, mời đi theo ta, lục trường sinh theo Trương Linh tới tàng thư các. Trên kệ trên cùng của tàng thư các, Trương Linh lấy ra một cuốn sách cổ xưa cuốn sách cổ này là tâm đắc tu luyện của tổ sư gia người đã sáng lập ra tông môn lục trường sinh cầm lấy cuốn sách lập tức lật xem trương linh cũng không quấy dày lục trường sinh cáo từ rời khỏi lục trường sinh là người duy nhất còn lại trong trong tảng thư các lục trường sinh nhìn qua tâm đắc tu luyện của tổ sư gia đã sáng lập ra bạch hoa tông quả nhiên đã tìm được ghi chép về việc tấn chức lên thiên thánh để tấn chức lên thiên thánh phải luyện tập kỹ nguyên mẫu võ đạo và lĩnh hội đến viên mãn mà đây mới là bước đầu tiên hay có thể coi là điều kiện cơ bản để thăng cấp lên thiên thánh một khi nguyên mẫu võ đạo đạt tới viên mãn phải thử hóa đạo nguyên mẫu võ đạo sớm đã được luyện hóa trong cơ thể nhưng nếu không được hóa đạo thì nó sẽ mãi mãi là nguyên mẫu võ đạo mà không thể chuyển hóa thành võ đạo chân chính võ giả chỉ biết nguyên mẫu võ đạo đương nhiên không thể tấn chức lên thiên thánh điều này đòi hỏi hóa đạo phương pháp hóa đạo rất khó vô số võ giả địa thánh viên mãn cho dù là địa thánh vô địch cũng có xác suất ngã xuống rất lớn khi hóa đạo nguyên nhân rất đơn giản cái gọi là hóa đạo đó chính là dùng đạo của người khác để hoàn thiện đạo của chính mình trong cuộc đối đầu trực diện giết chết đối thủ cướp đoạt võ đạo của những người khác hơn nữa là nguyên mẫu võ đạo bình thường thì chưa đủ chắc chắn phải nguyên mẫu võ đạo viên mãn rất khó để tìm được một vị võ giả có nguyên mẫu võ đạo viên mãn hơn nữa phải trực tiếp đánh bại đối thủ cướp đoạt nguyên mẫu võ đạo của đối phương vậy thì khó càng thêm khó tất nhiên thời kỳ viễn cổ có những người có nghị lực phi thường, tranh giành tạo hóa trời đất, dùng kỳ đạo để đoạt lấy thiên địa đại đạo, từ đó trở thành thiên thánh. Đây cũng là nguồn gốc ban đầu của thiên thánh. Tuy nhiên sau này thì không được. Thiên địa đại đạo thật ra cũng là thay đổi không ngừng. Ban đầu, thiên địa đại đạo của tiên võ giới không phải quá mạnh. Có địa thánh đỉnh có thể dùng kỳ đạo cướp đoạt thiên địa đại đạo. Nhưng bây giờ tiên võ giới đang là thời đại của tu hành. Thiên địa đại đạo lợi hại đến mức, đừng nói là địa thánh cho dù là thiên thánh cũng không thể lấy kỳ đạo đoạt thiên địa đại đạo. Vì vậy, chỉ có một con đường duy nhất để địa thánh Viên Mãn tấn chức lên thiên thánh, đó chính là đánh bại võ giả địa thánh Viên Mãn khác, từ đó cướp đoạt võ đạo của đối phương, hình thành võ đạo của mình, sau đó tấn chức lên thiên thánh. Hơn nữa, nghe nói khi hóa đạo, đánh bại địa thánh Viên Mãn càng nhiều sẽ cướp được càng nhiều võ đạo. Dùng vô số võ đạo hình thành võ đạo của mình. Một khi tấn chức lên thiên thánh, đó cũng là thiên thánh cực kỳ mạnh. Đương nhiên, một khi thất bại vô số võ đạo cùng tất cả tích lũy cướp đoạt trước đó sẽ trở nên vô ích tan thành mây khói bục lục trường sinh khép lại sách thì ra là thế vậy mà còn có phương pháp hóa đạo lúc này lục trường sinh đã hoàn toàn hiểu được các bước để tấn chức lên thiên thánh không còn nghi ngờ gì nữa rắc rối duy nhất chính là phương pháp hóa đạo thật sự rất khó để tìm được võ giả địa thánh viên mãn một khi địa thánh đạt tới viên mãn thật ra trở thành con mồi cho các võ giả địa thánh viên mãn khác một vài võ giả địa thánh viên mãn chưa chuẩn bị đầy đủ thường sẽ giấu tung tích của mình rất khó để tìm thấy các thế lực của thiên thánh cũng sẽ bảo vệ võ giả địa thánh viên mãn của mình phải điều tra hiểu rõ các võ giả địa thánh viên mãn khác xác định đối phương yếu hơn võ giả địa thánh viên mãn nhà mình mới có thể đường đường chính chính khiêu chiến sau đó đánh bại đối thủ về vấn đề này các thế lực lớn đã chiếm hết chỗ tốt giống như lục trường sinh đoán chừng ngay cả võ giả địa thánh viên mãn cũng không tìm được chẳng trách trần lão tổ bảo với ta rằng nếu gặp khó khăn khi tấn chức lên thiên thánh thì hãy đến tìm hắn trần lão tổ chắc chắn biết rõ phương pháp hóa đạo lục trường sinh đã hiểu ý của trần lão tổ đến lúc đó nói không chừng hắn còn phải xin giúp đỡ từ trần lão tổ thôi trước hết luyện hóa mảnh võ đạo tăng cảnh giới lên đến địa thánh viên mãn lại nói biết đâu đến lúc đó những phiền toái này đã không còn là rắc rối trong mắt lục trường sinh lóe lên một tia kỳ lạ tu luyện phải theo từng bước một hiện tại hắn còn không phải địa thánh viên mãn còn chưa có tư cách hóa đạo đợi đến địa thánh viên mãn lại nói bách hoa tông mật thất lục trường sinh lấy ra tất cả mảnh võ đạo trên người những mảnh võ đạo này đều được hắn trao đổi từ trong tay trần lão tổ lục trường sinh cũng sớm dặn dò trương linh dù sao đi nữa sau một tháng phải đánh thức hắn nếu không lục trường sinh sẽ bỏ lỡ buổi đấu giá ở bí giới lâu nếu lục trường sinh không trực tiếp nhìn thấy trong lòng cũng có chút lo lắng cho dù Hắn dựa vào mảnh võ đạo của Trần lão tổ là có thể đạt tới địa thánh viên mãn, nhưng mảnh võ đạo được bán đấu giá cũng có rất nhiều tác dụng khác. Mặc kệ là ban thưởng cho một vài thủ hạ hay chính mình dùng làm đồng tiền lớn để giao dịch một thứ gì đó, mảnh võ đạo cũng cực kỳ trân quý. Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện hóa mảnh võ đạo. Những mảnh võ đạo cấp Kim Đan, Nguyên Anh kia, tốc độ luyện hóa của Lục Trường Sinh rất nhanh. Tuy nhiên, những mảnh võ đạo cấp Kim Đan, Nguyên Anh này đối với vô hạn võ đạo của lục trường sinh không có tác dụng mấy cần phải có một số lượng lớn mảnh võ đạo mới có thể tăng thêm một phần trăm nói cách khác những mảnh võ đạo cấp hóa thần có một ít tác dụng tăng lên đối với vô hạn võ đạo của lục trường sinh cuối cùng lục trường sinh đã luyện hóa xong tất cả mảnh võ đạo hắn ngay lập tức mở bảng thuộc tính để kiểm tra tình hình của mình ký chủ lục trường sinh ngộ tính bảy sáu trăm tám mươi bốn thiên sinh thánh nhân vô hạn võ đạo chín mươi tám chưa ngừng tụ Huyết nhục võ đạo, 7 lần sinh trưởng Lục trường sinh ngay lập tức nhìn vào tiến độ phía sau vô hạn võ đạo. Tiến độ, 98%. Suy cho cùng thì vẫn chưa đạt được 1%, nói cách khác, nó vẫn chưa viên mãn. Thực tế, điều này là bình thường. Dù sao, mảnh võ đạo cấp hóa thần quá ít. Tuy nhiên, chỉ còn 2% tiến độ là lục trường sinh có thể đạt tới địa thánh viên mãn. Hiện tại lục trường sinh đang chờ mảnh võ đạo từ cuộc đấu giá Linh Bảo. Vốn hắn cho rằng những mảnh võ đạo thu được từ buổi đấu giá linh bảo có lẽ là không đủ. Nhưng bây giờ, tiến độ chỉ còn lại có 2%, như vậy mảnh võ đạo từ đấu giá linh bảo chắc chắn có thể đẩy tiến độ của vô hạn võ đạo lên tới 1%. Vì vậy, Lục Trường Sinh rời khỏi động phủ, đi thẳng đến bí giới lâu. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã đi tới bí giới lâu. Hắn có thư mời. Bởi vậy, hắn đã được đưa thẳng vào phòng cho khách quý của buổi đấu giá. Lục Trường Sinh là khách quý số 18. Tất nhiên lần này lục trường sinh không định mua thử gì trừ khi thật sự xuất hiện thứ gì đó khiến lục trường sinh vô cùng thích có lẽ hắn sẽ ra tay điều hắn quan tâm nhất chính là việc bán đấu giá linh bảo theo quy trình đấu giá của bí giới lâu linh bảo là bảo vật cuối cùng được bán đấu giá bởi vậy lục trường sinh có thể thoải mái ngắm nhìn các loại bảo vật được trưng bày trong cuộc đấu giá vị trí bí giới nào đó pháp bảo gì đó thậm chí còn có một ít bảo vật rất hiếm có cũng coi như là mở mang tầm mắt cho lục trường sinh Tuy nhiên, Lục Trường Sinh chưa bao giờ tham gia đấu giá. Lục Trường Sinh không những không tham gia đấu giá, rất nhiều khách quý cũng không tham gia đấu giá. Rất nhiều vị khách quý đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay, họ không ở đây để xem trò vui. Lục Trường Sinh mơ hồ có cảm giác được, mục đích của những vị khách quý này là vì linh bảo. Dù sao, sự xuất hiện của linh bảo trong cuộc đấu giá của bí giới lâu là chuyện chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được, không thể cầu được. Cuối cùng, buổi đấu giá cũng đi tới hồi kết vật phẩm đấu giá cuối cùng đã xuất hiện. Các vị, ta nghĩ các vị đều biết đôi chút về vật phẩm đấu giá cuối cùng này. Đây là một kiện linh bảo, tên là Thiên Hà Trọng Thủy Châu, nó là một pháp bảo công kích tinh thần. Bên trong nghe nói có Thiên Hà Trọng Thủy, hơn nữa uy lực của một đòn rất đáng sợ, địa thanh khó có thể ngăn cản. Tuy nhiên, so với uy lực của nó, có lẽ các vị càng quan tâm đến tác dụng của linh bảo trong việc chấn áp khí vận. Có món linh bảo này, bất kể là khí vận của gia tộc hay là tông môn đều có thể bị chấn áp. Từ sâu bên trong, khí vận không ngừng hội tụ, phù hộ cho con cháu. Linh bảo như vậy chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được, chứ không thể cầu được. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là nửa cái mảnh võ đạo cấp võ thánh. Giá khởi điểm như vậy đã là rất cao. Tuy nhiên, khi cuộc đấu giá bắt đầu, các giọng nói vang lên, nhiều khách quý trước đây chưa ra tay, giờ đều cố gắng hết sức đấu giá. Nhìn thấy giá cả tăng lên, Lục Trường Sinh cũng hơi giật mình. Hắn lại nghĩ về giao dịch giữa hắn và Trần lão tổ mới khiến tiến độ vô hạn võ đạo của hắn tăng lên có 3%. Rõ ràng là hắn đã bán lỗ. Đương nhiên, giao dịch với Trần Lão Tổ không phải là giao dịch đơn giản. Trên thực tế, một phần lý do cũng là vì Trần Lão Tổ. Ai bảo Trần Lão Tổ là thiên thánh chứ? Địa thánh nào có thể giao dịch công bằng với thiên thánh? Điều đó đơn giản là không thể. Nhưng một món linh bảo đuổi đi Trần Lão Tổ, hai bên cũng không có thủ riêng. Trên thực tế, đây có thể coi là một chuyện vui đối với mọi người. Vì vậy, Lục Trường Sinh có thể chấp nhận bán lỗ một chút. Tuy nhiên, sau khi chịu thua thiệt trên người Trần Lão Tổ, bây giờ Lục Trường Sinh cũng kiếm lại được trong buổi đấu giá của bí giới lâu. Thậm chí kiếm được món lời lớn. Có lẽ là bởi vì Linh bảo quá khan hiếm. Trên cơ bản chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được mà không thể cầu được. Có đôi khi, muốn dùng mảnh võ đạo đổi lấy Linh bảo, cơ bản là không thể nào. Mà bây giờ, cơ hội đã tới, các địa thánh, hóa thần, thậm chí còn có tiên đạo đại tông võ đạo đại môn và các thế lực khác đều đang tranh đoạt để giành lấy linh bảo thiên hà trọng thủy châu bằng mọi giá hoàn toàn đã vượt qua giá cả bình thường thậm chí gấp mấy lần cuối cùng linh bảo này được bán với giá trên trời là ba cái mảnh võ đạo cấp võ thánh giá cao gấp 6 lần so với ước tính trước đó của lục trường sinh ngay cả lục trường sinh cũng không khỏi kinh hãi chẳng qua loại chuyện tốt này cũng chỉ có một lần lần này là do quá khan hiếm cho nên các thế lực lớn nghe tin lập tức hành động bất kể giá nào cũng muốn đạt được linh bảo nhưng lần tiếp theo nếu lại đưa ra linh bảo e rằng không thể bán được giá cao như vậy lần này lục trường sinh kiếm lời to thiên hà trọng thủy châu là của ai lục trường sinh không quan tâm nhưng hắn thì kiếm lớn trừ đi một phần phí xử lý hắn vẫn còn hai cái mảnh võ đạo cấp võ thánh lục trường sinh lấy được những mảnh võ đạo này từ trong tay bí giới lâu trong nháy mắt lục trường sinh bỗng nhiên giàu có giá trị tài sản của hắn ngay lập tức vượt qua hầu hết các thế lực ở thành thánh tinh đúng vậy là hầu hết các thế lực mà không phải người chỉ có một số ít lực lượng có thể có được một cái mảnh võ đạo cấp võ thánh chưa kể trong tay lục trường sinh còn có hai cái mảnh võ đạo cấp võ thánh như đây mảnh võ đạo chắc là đủ rồi lục trường sinh hài lòng mang theo mảnh võ đạo rời khỏi bí giới lâu buổi đấu giá này thật sự rất kịch liệt linh bảo bán ra với giá trên trời tin tức này được lan truyền nhanh chóng trên thực tế nhiều thế lực đang dùng nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra chủ nhân chân chính đa bán ra linh bảo dù sao có thể bán ra một kiện linh bảo vậy trên người chắc chắn còn có linh bảo nếu không thì có ai không giữ linh bảo lại đem linh bảo đi đấu giá dù sao linh bảo là nền tảng của một thế lực có thể chấn áp khí vận có thể gọi là căn cơ vĩnh cửu một kiện linh bảo bọn họ thật sự là không tranh giành được nghe nói linh bảo này cuối cùng đã bị một thế lực tiên đạo đoạt đi các thế lực tiên đạo đều giàu đến chảy mỡ, tất nhiên cũng không có ai có ý đồ gì với thế lực tiên đạo. chỉ cần hộ sơn pháp trận cũng khiến người ta đau đầu. nhưng ai là người đã âm thầm bán gia linh bảo đó? trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang hỏi thăm. hơn nữa, vậy mà thật sự hỏi thăm được một vài thông tin, không thể không nói, bí giới lâu quả thật giữ bí mật vô cùng kín. từ đầu đến cuối, tin tức đều không phải truyền ra từ trong bí giới lâu bí giới lâu là nơi mà ngay cả thiên thánh và luyện hư cũng không dám gây rắc rối ai dám cưỡng ép bí giới lâu tin tức này không phải truyền ra từ bí giới lâu mà là từ trần gia tin tức lan truyền trong trần gia trần lão tổ tự mình ra tay lấy được một kiện linh bảo từ trong tay thái thượng trưởng lão của bách hoa tông lục trường sinh tin tức này ngay lập tức gây náo động trần lão tổ đó đường đường là thiên thánh một vị thiên thánh ra tay chuyện đó chắc chắn là sự thật lời đồn có lẽ đúng lục trường sinh có thể đưa cho trần lão tổ một kiện linh bảo vậy trên người hắn chắc hẳn vẫn còn cái thứ hai kết hợp với buổi đấu giá linh bảo gần đây của bí giới lâu một khi thông tin kết hợp lại về cơ bản rất nhiều người đều đã hiểu được chỉ sợ người thật sự có được linh bảo chính là lục trường sinh nếu như là thế lực của thiên thánh bọn họ không dám trêu chọc nhưng bách hoa tông sao đó chẳng qua là thiên thánh đạo thống mà thôi hơn nữa một thiên thánh đạo thống sớm đã xuống dốc trước kia ngay cả một địa thánh cũng không có có gì phải sợ. Về phần Lục Trường Sinh, nghe nói thực lực của Lục Trường Sinh rất mạnh, thậm chí từng chém giết địa thánh đỉnh. Như vậy thì sao? Một địa thánh lại có thể mạnh đến mức nào? Đối mặt với sức hấp dẫn của Linh Bảo, rất nhiều người cũng không thèm để ý Lục Trường Sinh. Trong lúc nhất thời, dường như mỗi ngày đều có vô số con mắt theo dõi vây quanh Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông dứt khoát mở ra hộ sơn pháp trận. Tông chủ Trương Linh có vẻ rất hồi hộp. Lần này không giống với trước đây. Nếu chuyện này tiếp tục, có thể sẽ không phải địa thánh hóa thần mà là luyện hư thiên thánh có một vị trần lão tổ khó tránh khỏi có thêm một vị thiên thánh đại năng hoặc là tu sĩ luyện hư không cần mặt mũi khác đến lúc đó lục trường sinh có nên cho linh bảo hay không không phải ai cũng dễ nói chuyện như trần lão tổ các vị thiên thánh luyện hư khác có lẽ không dễ đối phó như vậy lục trường lão ngươi chắc chắn phải thành công trương linh thấp giọng lầm bầm nàng bây giờ cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào lục trường sinh lần này lục trường sinh bế quan trương linh biết chuyện này đối với lục trường sinh rất quan trọng có lẽ đó chính là thời điểm mấu chốt để tấn chức lên thiên thánh cho nên dù thế nào bách hoa tông đều phải giúp lục trường sinh tranh thủ thời gian giờ phút này mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không có ảnh hưởng gì tới lục trường sinh hắn hoàn toàn không chú ý đến thế giới bên ngoài lục trường sinh đang trong mật thất của động phủ lấy ra hai cái mảnh võ đạo bắt đầu đi lục trường sinh không có chút do dự trực tiếp bắt đầu luyện hóa mảnh võ đạo mảnh võ đạo lần này có phẩm chất khá cao đều là mảnh võ đạo cấp võ thánh lục trường sinh luyện hóa được một cái hơn nữa không mất nhiều thời gian để luyện hóa cho dù chỉ luyện hóa được một nửa cái mảnh võ đạo lục trường sinh cũng cảm thấy toàn thân chấn động hắn ngay lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra vô hạn võ đạo viên mãn lục trường sinh không nhìn bảng thuộc tính nhưng hắn cũng biết vô hạn võ đạo của hắn đã đạt tới viên mãn Trước đó tiến độ đã đạt đến 98%, bây giờ luyện hóa nửa cái mảnh võ đạo cấp võ thánh, việc tu luyện chúng đến viên mãn là chuyện dễ dàng. Tu hành 40 năm, cuối cùng trở thành địa thánh viên mãn. Có thể coi như đứng trước ngưỡng cửa thiên thánh, nếu tiến xa hơn nữa, có thể trở thành thiên thánh, vượt qua vạn người. Nếu rút lui, con đường tu luyện sẽ bị cắt đứt và không thể tiến bộ được nữa. Sau đó, Lục Trường Sinh vẫn mở bảng thuộc tính để kiểm tra. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính 7685, thiên sinh thánh nhân. Vô hạn võ đạo, viên mãn, chưa ngưng tụ. Huyết nhục võ đạo, 7 lần sinh trưởng. Quả nhiên, bên trên bảng thuộc tính, vô hạn võ đạo đã viên mãn. Nhưng đánh dấu phía sau vẫn là chưa ngưng tụ. Nói cách khác, vô hạn võ đạo của lục trường sinh vẫn là nguyên mẫu võ đạo. Điều này là vì thiếu một bước quan trọng, hóa đạo. Lục trường sinh còn cần tiến hành hóa đạo mới có thể ngưng tụ ra vô hạn võ đạo, từ đó bước vào thiên thánh. Tu luyện tới một bước này, trên cơ bản cũng đã đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm. Ít nhất, không có biện pháp nào khác để đi tiếp con đường địa thánh, chỉ có thể đi vào con đường hóa đạo. Nếu như một ngày không hóa đạo, vậy thì một ngày đều không thể tấn chức lên thiên thánh. Trong lòng Lục Trường Sinh cũng không vì vô hạn võ đạo đạt tới viên mãn mà vui vẻ. Đối với Lục Trường Sinh mà nói, với ngộ tính của hắn, chỉ cần có đủ mảnh võ đạo thì việc tăng vô hạn võ đạo lên đến viên mãn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Chỉ có hóa đạo không chỉ cần mỗi ngộ tính là được, còn phải phải đối đầu trực diện, dùng đạo của người khác để hình thành kỳ đạo. Nhưng bây giờ Lục Trường Sinh không tìm thấy võ giả địa thánh viên mãn nào khác, không cách nào hình thành kỳ đạo. Khó trách ta chưa từng nghe nói về địa thánh viên mãn nào ở thành thánh tinh. Một người cũng không có. Trước đó còn cảm thấy lạ, hiện tại có vẻ một chút cũng không kỳ quái. Thành thánh tinh có rất nhiều thế lực, địa thánh nhiều như vậy, làm sao ngay cả một địa thánh viên mãn cũng không có. Chỉ có một lời giải thích, các thế lực cũng giấu đi võ giả địa thánh viên mãn. Võ giả địa thánh viên mãn chỉ có thể thắng không thể bại. Khi không hoàn toàn chắc chắn thì không thể xuất hiện một cách dễ dàng. Càng không thể tùy tiện chiến đấu với võ giả địa thánh viên mãn khác. Một khi thất bại, tất cả đều thua. Vĩnh Viễn không thể tấn chức lên thiên thánh. Về phần Lục Trường Sinh câu cá, cố ý dụ dỗ các võ giả địa thánh viên mãn khác đến đây khiêu chiến hắn, điều đó càng không thể nào. Bây giờ thành thánh tinh có tin đồn rằng Lục Trường Sinh có thể đã là địa thánh vô địch ai dám đến mạo hiểm lục trường sinh thậm chí còn không thể câu cá còn việc câu cá ở những nơi xa lạ khác lại càng khó khăn hơn mỗi một địa thánh viên mãn đều rất cẩn thận sẽ không dễ dàng chiến đấu với các võ giả địa thánh viên mãn xa lạ hơn nữa ở một nơi xa lạ nếu như thiên thánh ra tay thì sao đến lúc đó nếu thân thể của lục trường sinh bị phá hủy vậy mất nhiều hơn được dù sao không phải ai cũng dễ nói chuyện như trần lão tổ thôi có lẽ trước tiên để bách hoa tông điều tra một chút đi lục trường sinh cuối cùng cũng xuất quan chẳng qua sau khi hắn xuất quan còn chưa kịp đi tìm trương linh ngược lại trương linh đã trước tiên tìm được lục trường sinh lục trưởng lão cuối cùng ngài cũng xuất quan bây giờ tình huống của bách hoa tông có hơi không ổn trương linh trầm giọng nói Hà, không ổn không ổn như thế nào lục trường sinh nhìn trương linh kể từ khi hắn trở thành thái thượng trưởng lão của bách hoa tông bách hoa tông hẳn là rất an toàn không ai dám làm phiền tới nữa sao bách hoa tông lại có thể gặp rắc rối gì trương linh cười khổ nói lục trưởng lão ngài chỉ cần nhìn ra bên ngoài tông môn là biết theo suy đoán của ta tin tức về linh bảo có lẽ đã bị lộ ra ngoài ý thức của lục trường sinh quét qua quả nhiên bên ngoài sơn môn của bạch hoa tông lúc này không có ai nhưng có rất nhiều địa thánh ẩn náu trong dãy núi bách hoa hừ lúc trước lục mỗ đã từng nói địa thánh không được phép tiến vào dãy núi bạch hoa có vẻ như rất nhiều người đã quên quy định này nếu như thế Lục Mỗ sẽ khiến địa thánh của thành thánh tinh nhớ rõ lại. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng sắc bén. Trần lão tổ là một vị thiên thánh, hắn quả thật là không thể đánh bại thiên thánh, nhưng chẳng lẽ hắn còn không thể đánh bại những võ giả địa thánh này sao? Huống chi, Lục Trường Sinh hiện tại đã đạt đến địa thánh viên mãn. Tuy đánh bại địa thánh, nếu không phải địa thánh viên mãn cũng không thể cướp đoạt võ đạo. Nhưng đánh bại địa thánh, có thể tích lũy khí thế vô địch, thật ra cũng trợ giúp hình thành kỳ đạo. Cái gọi là hình thành kỳ đạo có nghĩa là phải tuyệt đối tin tưởng vào võ đạo của mình, không bao giờ nghi ngờ, mỗi chiêu thức đều là bất khả chiến bại. Địa thánh viên mãn khác còn có thể có điều e ngại, sợ không phải là đối thủ của những địa thánh khác ảnh hưởng đến đạo tâm. Nhưng Lục Trường Sinh sẽ sợ ảnh hưởng sao? Hắn từ lâu đã là địa thánh vô địch. Trên thực tế, một khi thiên tượng địa ma được sử dụng, cho dù là địa thánh vô địch, Lục Trường Sinh cũng tự tin có thể giết chết. Tại sao còn phải sợ ảnh hưởng đến đạo tâm? Ta đi một lát sẽ quay lại lục trường sinh nói xong thì tiến lên một bước trong nháy mắt bay ra khỏi bách hoa tông ủ lục trường sinh vừa mới xuất hiện trên không vô số ánh mắt cùng thần niệm đều tập trung vào hắn xuất hiện lục trường sinh xuất hiện lục trường sinh này vẫn luôn ẩn náu trong sơn môn của bách hoa tông hiện tại cuối cùng cũng chịu lộ diện chúng ta ở đây đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được chờ một chút hiện tại hắn vẫn đang ở rất gần sơn môn của bách hoa tông chúng ta nên đợi cho đến khi hắn rời xa bách hoa tông lại nói nếu không giữ được mà để hắn trốn về sơn môn của bách hoa tông vậy thì càng phiền phức những người này kiên kỵ sơn môn của bách hoa tông muốn muốn công phá hộ sơn đại trận quả thật rất khó khăn đặc biệt là sau khi bách hoa tông ngày càng giàu có trương linh lại ra cố tông môn trận pháp bây giờ địa thánh rất khó đánh vỡ sơn môn trận pháp của bách hoa tông trừ khi cũng là địa thánh vô địch như lục trường sinh mới có thể đánh vỡ sơn môn trận pháp nếu không dù có bao nhiêu địa thánh cũng không phá nổi sơn môn trận pháp của bách hoa tông Lục Trường Sinh nhìn lướt qua, ánh mắt của rất nhiều người không ngừng đổ dồn vào hắn. Bọn họ đang ẩn náu trong dãy núi Bách Hoa, nhưng Lục Trường Sinh vừa nhìn đã biết vị trí cụ thể của bọn họ. Tổng cộng 18 tên địa thánh, rất tốt, Lục Trường Sinh ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Các ngươi có lẽ là biết rất rõ ràng quy củ của Bạch Hoa Tông chúng ta. Dãy núi Bách Hoa cấm địa thánh đi vào. Địa thánh nếu như bước vào dãy núi Bách Hoa, giết. Lục Trường Sinh nói xong, lập tức phóng xuất ra địa thánh đạo thể. Oanh, địa thánh đạo thể của lục trường sinh được thả ra địa thánh đạo thể lúc này đã khác với trước đây bây giờ địa thánh đạo thể đã hoàn toàn viên mãn vô hạn võ đạo của lục trường sinh đạt tới viên mãn cũng đại biểu cho địa thánh đạo thể đạt tới viên mãn ngay cả võ ý của lục trường sinh cũng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi địa thánh viên mãn đại biểu cho sự tăng lên nhanh chóng về sức mạnh của một người lục trường sinh cảm nhận được sức mạnh chưa từng có giờ phút này địa thánh đạo thể của hắn dường như cũng không kém hơn pháp thiên tượng địa trước đây đây là sức mạnh có thể so sánh với địa thánh vô địch thậm chí đây còn là địa thánh vô địch chỉ cần dựa vào địa thánh đạo thể viên mãn lục trường sinh đã có thể sánh ngang với địa thánh vô địch địa thánh đạo thể khổng lồ của lục trường sinh hiện ra trong hư không mà võ ý đáng sợ giống như một cơn bão quét qua toàn bộ dãy núi bách hoa quả thật là muốn càn quét dãy núi bách hoa một lần cái gì lục trường sinh trực tiếp dùng võ ý quét sạch dãy núi bách hoa thật sự cho rằng chúng ta ngay cả võ ý cũng không chống lại nổi sao lục trường sinh đây là định một mình chống lại toàn bộ địa thánh sắc mặt của mấy tên địa thánh hơi đổi một chút thậm chí còn cảm thấy bị lục trường sinh coi thường lục trường sinh không có đánh bại từng người một thay vào đó tất cả đều trực tiếp bị đưa vào phạm vi tấn công bất kỳ người nào trong dãy núi bách hoa đều bị võ ý của lục trường sinh càn quét lục trường sinh ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi ngươi định một mình tiêu diệt chúng ta ngươi thật sự cho rằng mình là vô địch sao Mấy tên địa thánh đỉnh cũng ngưng tụ ra nguyên mẫu võ đạo, thả ra địa thánh đạo thể. Nguyên mẫu võ đạo trên người cũng bạo phát ra võ ý cùng lúc. Khi thế đáng sợ bộc phát hết đợt này đến đợt khác trong dãy núi Bách hoa Chỉ cần là địa thánh có chút ý muốn với linh bảo của lục trường sinh, ai không phải là địa thánh đỉnh. Ai không ngưng tụ được võ ý. Bởi vậy, tổng cộng 18 võ ý nổ tung, uy lực cực lớn bay lên trời, quả thật vô cùng khủng bố, bất kỳ địa thánh nào cũng phải thay đổi sắc mặt chỉ có lục trường sinh là có vẻ rất bình tĩnh thong dong bình tĩnh dường như không quan tâm đến 18 địa thánh đỉnh kia oành cuối cùng võ ý va chạm võ ý của lục trường sinh đối mặt với 18 cỗ võ ý lại có khí thế nuốt chửng ngàn dặm võ ý kinh khủng trực tiếp đánh tan 18 cỗ võ ý thậm chí võ ý ngay lập tức bao trùm toàn bộ dãy núi bách hoa biểu cảm của những tên địa thánh thay đổi ngay khi thấy võ ý bị đánh tan không đúng tại sao võ ý của hắn ta lại mạnh mẽ như vậy đây là 18 cỗ võ ý đỉnh, kết hợp cùng nhau cùng không thể đánh tan võ ý của Lục Trường Sinh sao? Không xong, võ ý của ta bị đánh tan, bây giờ bị võ ý của Trường Sinh áp chế, thực lực cũng chỉ có thể phát huy 6, 7 phần. Lục Trường Sinh cũng là địa thánh mà thôi, làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Không, các ngươi vừa mới cảm nhận được sao? Võ ý của Lục Trường Sinh có một loại ý cảnh viên mãn, thậm chí ngay cả địa thánh đạo thể của Lục Trường Sinh cũng có một loại ý cảnh viên mãn. Lục Trường Sinh lẽ nào đã là địa thánh viên mãn? trong lúc nhất thời rất nhiều địa thánh cũng ngẩng đầu nhìn về phía lục trường sinh địa thánh viên mãn đây là một cảnh giới rất đặc biệt nếu tiến có thể tấn chức lên thiên thánh từ đây coi như một bước lên trời trở thành siêu việt nếu lùi thì thân tử đạo tiêu cho dù không chết thì con đường từ nay về sau cũng sẽ bị cắt đứt không có khả năng tiến thêm một bước bọn họ tuyệt đối không tin được lục trường sinh mới tấn chức lên địa thánh bao lâu chứ vậy mà hiện tại đã là địa thánh viên mãn đã hiểu lục trường sinh là địa thánh viên mãn bây giờ đang cần hóa đạo mà bước quan trọng nhất của hóa đạo là thực tiễn kỷ đạo cho dù không có địa thánh viên mãn nào khác nhưng lục trường sinh vẫn muốn thực tiễn kỷ đạo đánh bại chúng ta có thể tạo ra khí thế vô địch cho lục trường sinh giúp hắn có thể thực tiễn kỷ đạo tốt hơn lục trường sinh đây là muốn biến chúng ta trở thành đá kê chân chẳng qua đây cũng là cơ hội của chúng ta chỉ cần đánh bại lục trường sinh chúng ta có thể phá vỡ khí thế vô địch của hắn vậy thì hắn vĩnh viễn cũng không thể tấn chức lên thiên thánh thực tiễn kỳ đạo cũng sẽ trở thành trò cười trong chốc lát đám địa thánh đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện một khi bọn họ ra tay vậy việc này đã không còn chuyện nhìn trộm linh bảo mà là thù hủy đạo vậy thật sự là không chết không ngừng tuy nhiên bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể ngăn cản lục trường sinh bằng không người chết chắc chắn sẽ là bọn họ vậy là lúc này 18 vị võ giả địa thánh đỉnh đã thống nhất suy nghĩ bọn họ không còn lựa chọn. Bây giờ chỉ có thể hủy đạo, giết, đột nhiên, 18 địa thánh đỉnh bạo phát ra toàn bộ sức mạnh của địa thánh đạo thể. Đòn tấn công đáng sợ như nước lũ bao trùm cả bầu trời, quét về phía địa thánh đạo thể của lục trường sinh. Các cuộc tấn công của 18 địa thánh đạo thể vô cùng đáng sợ. Che khuất cả bầu trời, khiến người ta không dám phản kháng. Tuy nhiên, lục trường sinh vẫn thong rong, bình tĩnh. Địa thánh đạo thể của hắn đột nhiên vỗ ra một trường. Một trường này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cũng che khuất bầu trời, uy thế mạnh mẽ, hung hăng va chạm với đòn tấn công của 18 địa thánh đạo thể. Đây là một cuộc đối đầu không thể tưởng tượng được. Không có bất kỳ may mắn nào có thể xảy ra. Ầm ầm, không trung rung chuyển, như thể không gian sắp nổ tung. Một luồng khí đáng sợ quét qua. Những võ giả dưới địa thánh cảm thấy như trong lòng như có một tảng đá khổng lồ đang đè nặng, không thể thở được. Bọn họ nhìn vào không trung, ngơ ngẩn. Lục Trường Sinh một tay đã đánh bại 18 địa thánh đỉnh. Điều này thực sự không thể tin được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có nói thế nào bọn họ cũng sẽ không tin, nhưng bây giờ họ đều tin điều đó, bởi vì nó đang xảy ra ngay trước mặt họ. Thật là một sức mạnh đáng sợ, một uy áp khủng khiếp, mỗi một vị trong số 18 địa thánh đỉnh kia đều là bá chủ một phương, khi 18 địa thánh đỉnh hợp lực, sức mạnh của họ càng là chấn động trời đất. Lục Trường Sinh sao có thể làm như vậy, sao hắn dám dùng sức một mình chống lại 18 địa thánh đỉnh? lẽ nào lục trường sinh thực sự là địa thánh vô địch có phải địa thánh vô địch hay không lập tức đã biết địa thánh đạo thể của lục trường sinh có khi đã bị phá vỡ rất nhiều người đều nhìn vào không trung bọn họ đều cẩn thận cảm nhận hơi thở của lục trường sinh nhưng sau va chạm vừa rồi giữa hai bên lực lượng và hơi thở thật sự là quá hỗn loạn bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể của hai bên cuối cùng thì ai thắng ai thua khói bụi dần dần tan đi nhiều người cuối cùng đã nhìn thấy những gì đang xảy ra trên không trung Địa thánh đạo thể của Lục Trường Sinh vẫn đứng yên trên không, ngay cả hơi thở cũng không yếu đi chút nào. Nó dường như không bị ảnh hưởng gì, cái gì? Lục Trường Sinh không hề bị ảnh hưởng gì. Các địa thánh khác đâu? Đó là 18 tên địa thánh đỉnh đỉnh đấy. Mọi người cố gắng tìm kiếm 18 tên địa thánh còn lại, kết quả là họ chỉ nhìn thấy 3 địa thánh, 15 địa thánh còn lại không thể tìm thấy được nữa. Thậm chí ngay cả một chút hơi thở cũng không để lại. Đây là hủy diệt về cả thể xác và tinh thần trong lòng mọi người đều chấn động. 15 địa thánh đỉnh. Lục Trường Sinh thật sự đã giết chết 15 địa thánh đỉnh chỉ bằng một đòn. Ngay cả khí thế của ba địa thánh còn lại cũng đã giảm đến cực điểm. Một trong số những địa thánh gần như đã hoàn thành nguyên mẫu võ đạo của mình. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi nói từng chữ một, địa thánh viên mãn. Không ngờ ngươi đã thật sự đạt tới địa thánh viên mãn. Với thực lực như vậy, ngươi quả thật là bất khả chiến bại với địa thánh. Ha ha ha, không ngờ rằng chúng ta thực sự lại đi thách thức một vị địa đất vô địch. Chúng ta chết cũng không oan. Cả ba người cười khổ. Giọng nói truyền ra mọi hướng. Sau đó, địa thánh đạo thể của ba người lập tức sụp đổ, răng rắc, gió thổi qua, địa thánh đạo thể của ba người cũng không còn chống đỡ được nữa, hoàn toàn sụp đổ. Ba người bị hủy diệt về cả thể xác và tinh thần, hoàn toàn diệt vong. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người đều bị chấn động. 18 địa thánh đỉnh đều đã chết. 18 địa thánh đỉnh bị tiêu diệt chỉ trong một đòn, đây có thật là địa thánh không vậy? Lục Trường Sinh đã trở thành địa thánh viên mãn, sức mạnh này, lẽ nào là địa thánh vô địch trong truyền thuyết? Chắc chắn là địa thánh vô địch, nếu không thì không có địa thánh nào có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy. Bên ngoài còn có tin đồn nói rằng Lục Trường Sinh có thể là địa thánh vô địch, nhưng hiển nhiên không mấy ai quan tâm đến tin đồn này, mà bây giờ, sự thật đã chứng minh, tin đồn khó tin nhất đó lại chính là sự thật. Địa thánh vô địch nếu thiên thánh không xuất hiện thì không ai có thể làm gì Lục Trường Sinh, nếu tiếp tục nhắm vào linh bảo trên người Lục Trường Sinh, chỉ sợ kết cục sẽ lại giống 18 địa thánh đỉnh phong này, hủy diệt thân thể lẫn tinh thần. Rất nhiều người đều cảm khái không thôi. Hôm nay, bọn họ đã có thêm nhiều kiến thức. Cả thành Thánh Tinh cũng chưa có địa thánh vô địch nào. Đừng nói bây giờ, trước kia cũng không có. Trong lịch sử của thành Thánh Tinh, chưa bao giờ từng xuất hiện địa thánh vô địch. Điều này đủ để cho thấy trở thành địa thánh vô địch khó khăn đến mức nào ở một trình độ nào đó, địa thánh vô địch thậm chí còn hiểm gặp hơn cả thiên thánh. Lục Trường Sinh nhìn bốn phía, giọng nói vang vọng, còn có ai nữa không? Các địa thánh đều im lặng. Làm sao có thể còn có? Sau đó, tin tức về trận chiến ngày hôm nay truyền ra, Lục Trường Sinh thật sự là địa thánh vô địch. Thậm chí, hắn đã đạt tới địa thánh viên mãn. Trong tương lai, có hy vọng cao sẽ bước vào điểm mấu chốt kia, từ đó trở thành thiên thánh. Làm gì có địa thánh nào dám đi chịu chết? vì vậy giọng nói vang vọng trong hư không nhưng không có người đáp lại nếu không thì cút đi không ai được phép tới gần bách hoa tông lục trường sinh lạnh lùng hừ hắn có vẻ vô cùng ngang ngược nhưng như vậy thì sao hắn là địa thánh vô địch cho dù ngang ngược một chút cũng là chuyện bình thường hơn nữa những tên địa thánh kia còn đang ngấp nghé linh bảo trong tay hắn lục trường sinh ngang ngược một chút cũng có thể tránh đi một chút phiền phức vậy là rất nhiều địa thánh đã lặng lẽ rời khỏi khu vực lân cận của Bách Hoa Tông, không còn dám tự tiện nhìn trộm Bách Hoa Tông. Lục Trường Sinh bẽ ngẽ nhìn về bốn phía, hắn thậm chí hy vọng sẽ có một địa thánh đỉnh, thậm chí là địa thánh viên mãn nhảy ra. Thật không may, điều đó đơn giản là không thể nào. Không một địa thánh viên mãn nào sẽ xuất hiện trong tình huống này. Mỗi một địa thánh viên mãn thật ra cũng rất khiêm tốn. Ngoại trừ Lục Trường Sinh, hắn chính là muốn thu hút một ít địa thánh viên mãn đến chiến đấu với hắn để có thể thực tiễn kỳ đạo nhưng hắn càng là như thế, lại càng không có địa thánh viên mãn nào đến đây, thôi, Lục Trường Sinh lắc đầu. Hắn xoay người về Bách Hoa Tông. Tông chủ Trương Linh ngay lập tức tiến lên, hưng phấn hỏi, "Lục trưởng lão, ngươi đã đạt đến địa thánh viên mãn?" "Đúng vậy, đoạn thời gian trước bế quan, cuối cùng tu luyện nguyên mẫu võ đạo đến viên mãn." Lục Trường Sinh cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn thừa nhận. Mà Trương Linh thì lại tràn đầy phấn khích. Cuối cùng, Bách Hoa Tông cũng xuất hiện một vị võ giả có cơ hội đánh sâu vào thiên thánh. Lục trưởng lão, ngài đánh sâu thiên thánh còn cần chuẩn bị những gì? Trên dưới bách hoa tông chắc chắn sẽ toàn lực giúp đỡ lục trưởng lão một tay. Trương Linh hưng phấn hỏi. Nếu lục trường sinh có thể trở thành thiên thánh, đối với bách hoa tông sẽ có lợi ích rất lớn. Nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được. Một khi lục trường sinh thành công tấn chức lên thiên thánh, vậy bách hoa tông chính là thế lực thiên thánh chân chính. Lập tức có thể trở thành một trong các thế lực đứng đầu của thành thánh tinh. Bởi vậy, lục trường sinh và bách hoa tông đó là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trương Linh thậm chí hy vọng thành công còn nhiều hơn cả chính bản thân Lục Trường Sinh. Chẳng qua, Lục Trường Sinh lại lắc đầu. Bách Hoa Tông có thể có trợ giúp gì cho mình. Hắn bây giờ còn cần thực tiễn kỳ đạo, cần chính là những đối thủ địa thánh viên mãn khác. Bách Hoa Tông có thể cung cấp sao? Tông chủ, ngươi có biết gần thành thánh tinh, nơi nào có võ giả địa thánh viên mãn? Lục Trường Sinh hỏi. Võ giả địa thánh viên mãn? Trương Linh có chút giật mình. Nhưng nàng vẫn lắc đầu nói, Nhắc tới chuyện này ta cũng thấy kỳ quái, hình như chưa từng nghe nói về địa thánh viên mãn nào. Trương Linh chưa đọc qua tâm đắc tu luyện của tổ sư ra sáng lập ra Bách Hoa Tông. Dù sao, nàng thậm chí còn không phải là địa thánh. Tự nhiên không biết địa thánh viên mãn còn cần thực tiễn kỳ đạo. Vậy thì điều động thế lực của Bách Hoa Tông, chuyên môn tìm hiểu thông tin về địa thánh viên mãn và võ thánh. Càng chi tiết càng tốt, thậm chí không cần giới hạn trong thành thánh tinh. Ta đã biết, lục trưởng lão. Vì vậy, Trương Linh nhanh chóng đi xuống thu xếp. Lục Trường Sinh cũng trở lại trong động phủ, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng ngày. Tin tức về Lục Trường Sinh đã là địa thánh viên mãn lan truyền nhanh chóng. Dù sao, ngày hôm đó Lục Trường Sinh đã giết chết 18 địa thánh đỉnh ở dãy núi Bách Hoa. Chuyện này quá lớn. Vô số người đã tận mắt chứng kiến. Có một số người am hiểu, biết rõ địa thánh viên mãn còn cần phải thực tiễn kỳ đạo. Vì vậy, cũng có một chút mong đợi mơ hồ rằng Lục Trường Sinh có thể có một trận chiến lớn với các vị võ giả địa thánh viên mãn khác tiếc là không có thậm chí không có lấy một vị võ giả địa thánh viên mãn nào đừng nói tới cửa ngay cả chút tin tức cũng không thấy đâu thật sự là không có lấy một võ giả địa thánh viên mãn ở thành thánh tinh sao điều này cũng không chắc chắn nhưng rõ ràng tất cả họ đều đang trốn tránh sức mạnh của lục trường sinh quá mức đáng sợ trên cơ bản đã xác định là địa thánh vô địch nếu thực lực kém một ít nói không chừng cũng có một vài tên võ giả địa thánh viên mãn tìm tới cửa nhưng địa thánh vô địch không võ giả địa thánh viên mãn nào lại ngu xuẩn đến mức đi khiêu chiến một cường giả địa thánh vô địch bởi vậy lục trường sinh đợi suốt một tháng vẫn không tìm được gì tình báo của bách hoa tông không tìm ra bất kỳ thông tin nào về võ giả địa thánh viên mãn một tháng sau lục trường sinh quyết định hắn không chờ đợi nữa tình hình bây giờ đã rất rõ ràng địa thánh viên mãn là một cảnh giới đặc biệt mọi người đều đang lẩn trốn vô cùng lo sợ rằng danh tính của mình sẽ bị các võ giả địa thánh viên mãn khác biết được muốn có người chủ động tới cửa. Điều đó đơn giản là không thể. Đối với kế hoạch hiện tại, xem ra lựa chọn duy nhất chính là đi đến Trần Gia, gặp Trần Lão Tổ. Trần Lão Tổ chính là thiên thánh, hắn chắc chắn biết chuyện thực tiễn kỳ đạo còn cần võ giả địa thánh viên mãn. Lúc trước Trần Lão Tổ cố ý nói chuyện này, đại khái là biết Lục Trường Sinh sớm muộn sẽ tới tìm hắn. Lục Trường Sinh đơn giản dặn dò Trương Linh một chút, sau đó bay về phía Trần Gia. Trần Gia và Bách Hoa Tông không giống nhau, nằm trong thành thánh tinh. Bên trong thành thánh tinh, đó là tấc đất tấc vàng, nhưng Trần Gia lại chiếm diện tích cực lớn. Thậm chí còn có thể xây ra từng tòa động phủ. Điều này cho thấy Trần Gia giàu có như thế nào. Đương nhiên, thân là một thế lực thiên thánh, có thiên thánh đại năng chấn thủ, Trần Gia đang ở thời kỳ hương thịnh và huy hoàng nhất, sở hữu một nơi rộng lớn như vậy là chuyện bình thường, vù, lục trường sinh rơi xuống. Ngươi, muốn làm gì? Võ giả canh giữ cửa chính Trần Gia liếc mắt một cái đã nhận ra lục trường sinh hiện tại lục trường sinh không còn là người vô danh mà là một người vô cùng nổi tiếng gần đây đang là tâm điểm chú ý ở thành thánh tinh cho dù là người gác cổng của trần gia đều biết lục trường sinh là một cường giả đã từng chiến đấu chống lại lão tổ thiên thánh thậm chí hắn vẫn còn sống điều đó cho thấy lục trường sinh mạnh như thế nào khi bọn họ nhìn thấy lục trường sinh đột nhiên đến trần gia đương nhiên cảm thấy bất an đi thông báo nói lục mỗ đến đây thăm trần lão tổ nói xong lục trường sinh yên lặng chờ đợi đến trần gia thăm hỏi lễ nghĩa cơ bản vẫn là phải có ngươi chờ ở đó thế là võ giả của trần gia vội vàng đi báo cáo gia chủ của trần gia cũng có chút bối rối không ngờ lục trường sinh thật sự tới đây ngay khi hắn đang không biết phải làm sao trần lão tổ trực tiếp truyền âm nói đưa lục trường sinh đến gặp ta vâng thưa lão tổ gia chủ trần gia sau đó đích thân đi tới cổng lớn mời lục trường sinh vào trần gia lục đạo hữu lão tổ cho mời gia chủ của trần gia thật ra không thích lục trường sinh nhưng lão tổ đã lên tiếng gia chủ cũng không dám lơ là lục trường sinh không có ý định nói chuyện với gia chủ của trần gia hắn tới đây chỉ vì trần lão tổ mà thôi nếu không phải vì trần lão tổ hắn đã tiêu diệt trần gia từ lâu rồi gia chủ của trần gia dẫn lục trường sinh tới trước động phủ lục đạo hữu lão tổ ở bên trong ta không tiến vào cùng đạo hữu nữa gia chủ của trần gia lập tức rời đi cửa động mở ra lục trường sinh trực tiếp đi vào trong động phủ lục trường sinh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đó chính là Trần Lão Tổ. Vãn bối bái kiến Trần Lão Tổ. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ với Trần Lão Tổ, ngồi đi. Trần Lão Tổ liếc nhìn Lục Trường Sinh, khẽ mỉm cười nói, Lục Trường Sinh, ta vốn tưởng rằng ngươi phải mất ít nhất 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt đến địa thánh viên mãn. Không ngờ tới lúc này mới chỉ có một hai tháng, ngươi đã là địa thánh viên mãn. Nghe nói ngươi đang tìm kiếm thông tin về võ giả địa thánh viên mãn. Xem ra ngươi đã hiểu rõ trong trình tự tấn chức thiên thánh, còn cần thực tiễn kỳ đạo. Điểm khó khăn nhất ở bước này không phải là đánh bại đối thủ, mà là làm thế nào để tìm được một đối thủ địa thánh viên mãn. Lục Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia sáng. Quả nhiên, Trần Lão Tổ biết rõ tình huống hiện tại của mình. Lời nói lúc trước, chỉ sợ chính là có ý này. Xin hỏi Trần Lão Tổ có thể tìm được võ giả địa thánh viên mãn ở đâu để lục mẫu có thể thực tiễn kỳ đạo. Lục Trường Sinh trầm giọng hỏi. Trần Lão Tổ lúc trước muốn hắn tới Trần Gia, vậy thì chắc chắn đã có biện pháp. Nói cách khác, hắn phải có cách nào đó, nếu không thì đã không nói những lời như vậy. Trần lão tổ không có trả lời, mà chỉ lắc đầu nói, "Trần gia quá nghèo, cho dù ta là thiên thánh, cũng không tìm được một kiện linh bảo, cũng chỉ có thể dựa vào giao dịch với Lục đạo hữu mới miễn cưỡng đạt được một kiện linh bảo." Lục Trường Sinh khóe miệng hơi co giật, hóa ra vẫn là vì linh bảo. Đường đường một vị thiên thánh lại lo lắng vì một kiện linh bảo. Trên thực tế, đây là bởi vì Lục Trường Sinh không biết tình hình thực tế. Linh bảo quá hiếm thấy, sinh ra cần có thiên thời địa lợi nhân hòa đủ loại điều kiện mới có thể sinh ra một kiện linh bảo căn bản là không cách nào luyện chế ra được dù là thiên thánh muốn có được một kiện linh bảo cũng rất khó khăn trần lão tổ hiểu rõ trên người lục trường sinh không chỉ có một kiện linh bảo nhưng lục trường sinh có phân thân hắn giết không chết được nếu không thể giết chết vậy hắn không có cách nào ép lục trường sinh lấy ra linh bảo nghĩ tới nghĩ lui lựa chọn duy nhất chính là trao đổi với lục trường sinh thứ mà hắn mong muốn nhất cần thiết nhất vì vậy Bây giờ chính là một trận giao dịch. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu nói, nếu Trần lão tổ có thể chỉ cách tìm được võ giả Địa Thánh Viên Mãn, vãn bối tự nhiên đưa ra một kiện linh bảo làm quà cảm ơn. Ồ, Trần lão tổ hai mắt sáng lên. Thực ra, Địa Thánh Viên Mãn là một cảnh giới đặc biệt, tất cả võ giả Địa Thánh Viên Mãn đều phải thực tiễn kỳ đạo, nhưng tất cả võ giả Địa Thánh Viên Mãn cũng đều muốn bắt nạt kẻ yếu hơn, thậm chí không muốn lộ diện. Cứ thế mãi, tất cả mọi người trốn chốn tránh tránh. Kết quả cuối cùng là không ai có thể thực tiễn kỳ đạo, không ai trở thành thiên thánh. Vì vậy, đạo tràng địa thánh được sinh ra. Đạo tràng địa thánh chính là do vô số thế lực đứng đầu cùng nhau sáng tạo, phía sau càng là có tồn tại vĩ đại phía trên cả thiên thánh. Trong đạo tràng địa thánh, chỉ có võ giả địa thánh viên mãn có thể tham gia chiến trường hóa đạo, do một kiện linh bảo kết hợp ngẫu nhiên, không ai có thể can thiệp được, hoàn toàn công bằng, công chính. Chẳng qua, chiến trường hóa đạo là trận chiến sinh tử, chỉ có người sống sót mới là người thắng giết không chết đối phương vậy coi như không phải người thắng chiến trường hóa đạo cũng sẽ không cách nào kết thúc bởi vậy chiến trường hóa đạo theo một ý nghĩa nào đó chính là một trận chiến sinh tử hoặc là sống hoặc là chết hoặc là hóa đạo thành công tấn chức lên thiên thánh hoặc là thất bại thành đá kê chân để người khác tấn chức lên thiên thánh lục trường sinh nghe được trần lão tổ nói trong lòng run lên đạo tràng địa thánh hắn thực sự chưa nghe nói về nó thật tàn khốc vô số võ giả địa thánh viên mãn chém giết lẫn nhau hoặc là sống hoặc là chết nhưng lại có số lượng lớn võ giả địa thánh viên mãn điều này bảo đảm số người tấn chức thiên thánh không đến mức cạn kiệt rất nhiều địa thánh đều sẽ tiến đến đạo tràng địa thánh để đọ sức một lần điều kiện gì để tham gia chiến trường hóa đạo của đạo tràng địa thánh là gì lục trường sinh hỏi hắn không tin một trận chiến quan trọng đối với các võ giả địa thánh như vậy bước quan trọng nhất trong việc tấn chức lên thiên thánh lại tổ chức miễn phí cho địa thánh tham gia điều này vốn là không thể nào những thiên thánh đại năng kia thậm chí là cường giả phía trên thiên thánh sẽ không người thích làm từ thiện chuyện này căn bản nói không rõ chắc chắn phải có lợi ích nào đó trần lão tổ khẽ mỉm cười nói đúng vậy nếu ngươi tham gia chiến trường hóa đạo trong đạo tràng địa thánh ngươi cần phải trả một cái mảnh võ đạo cấp võ thánh nhưng lại không có số lần tham gia chiến trường hóa đạo hạn chế ngươi có thể giao nhiều mảnh võ đạo hơn thì có thể tham gia nhiều lần chiến trường hóa đạo hơn nể tình ngươi đã cho trần ra hai kiện linh bảo ta chỉ căn dặn một câu nếu ngươi muốn đi càng xa Vậy thì tham gia nhiều mấy lần chiến trường hóa đạo, cướp đoạt càng nhiều võ đạo sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với tu luyện thiên thánh sau này. Tất nhiên, chiến trường hóa đạo hoàn toàn dựa vào vận may, mỗi một lần đều là đánh cược. Nhớ đâu gặp được địa thánh vô địch, thậm chí có thể bị phản công. Cho nên, cuối cùng tham gia mấy lần chiến trường hóa đạo đều dựa vào quyết định của chính người. Trần Lão Tổ bình tĩnh nói. Lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ. Đạo tràng địa thánh vô cùng tàn khốc. Chiến trường hóa đạo hoàn toàn là liều mạng nhưng đây quả thật là nơi thích hợp nhất với lục trường sinh nếu muốn tấn chức lên thiên thánh hắn thật sự cần phải đi đạo tràng địa thánh tiến vào chiến trường hóa đạo về phần mảnh võ đạo cấp võ thánh lục trường sinh bây giờ thì có hai cái đủ để cho hắn tham gia hai lần chiến trường hóa đạo câu hỏi cuối cùng đạo tràng địa thánh ở đâu lục trường sinh hỏi đạo tràng địa thánh ở vực hư không chỉ có thể tiến vào thông qua truyền tống trận pháp của bí giới lâu chẳng qua muốn tiến vào đạo tràng địa thánh chắc chắn phải có thư tiến cử của thiên thánh. Nếu không có thư tiến cử của thiên thánh, bí giới lâu cũng không thể sử dụng truyền tống trận pháp. Lục Trường Sinh đã hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Lão Tổ. Thư tiến cử, Trần Lão Tổ có, nhưng nếu Lục Trường Sinh muốn đạt được thì phải trả giá bằng một kiện linh bảo. Lục Trường Sinh không chút do dự, hắn trực tiếp đưa cho Trần Lão Tổ một kiện linh bảo. Lục Trường Sinh trước đó tổng cộng có 13 kiện linh bảo. Cho Trần Lão Tổ hai kiện, đấu giá một kiện, cho Bách Hoa Tông một kiện, tổng cộng còn lại 9 kiện trong đó bốn kiện linh bảo đều bị chính lục trường sinh sử dụng điều này có nghĩa là lục trường sinh vẫn còn năm kiện linh bảo tùy ý sử dụng về phần mảnh võ đạo lục trường sinh không phải quá để ý hắn nếu muốn mảnh võ đạo có một cách rất thuận tiện và nhanh chóng đó chính là đi bán linh bảo lần này tiến vào đạo tràng địa thánh cùng lắm thì bán đi linh bảo đủ để đổi lấy không ít mảnh võ đạo cảm ơn trần lão tổ lục trường sinh đứng dậy nói lời cảm ơn tuy giữa hai bên có thể được coi là một cuộc giao dịch trần lão tổ muốn có được linh bảo nhưng tin tức của trần lão tổ quả thật rất quan trọng đối với lục trường sinh nếu không có trần lão tổ cho dù lục trường sinh cuối cùng có thể tìm ra được đạo tràng địa thánh nhưng không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian hơn nữa trần lão tổ còn đưa cho lục trường sinh một lá thư tiến cử giúp hắn có thể trực tiếp tiến vào đạo tràng địa thánh vì vậy tuy phải đã đổi mất một kiện linh bảo nhưng nó cũng đáng giá hy vọng thành thánh tinh có thể có thêm một vị thiên thánh đại năng trần lão tổ nói xong thì nhắm mắt lại lục trường sinh cáo từ rời khỏi trần gia chẳng qua hắn không ngay lập tức tiến vào bí giới lâu mà quay về bách hoa tông một chuyến đi đạo tràng địa thánh là chuyện rất quan trọng lục trường sinh chắc chắn sẽ đi tuy nhiên đạo tràng địa thánh cũng vô cùng tàn khốc nguy hiểm cho dù lục trường sinh là địa thánh vô địch nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm bởi vậy hắn cần dặn dò trương linh trước lục trường sinh về đến bách hoa tông tìm được Trương Linh. Trương Linh, chỗ ta có một tin tức tuyệt mật. Về đạo tràng địa thánh, Lục Trường Sinh nói cho Trương Lăng tin tức này. Trương Linh cũng rất ngạc nhiên. Chuyện về đạo tràng địa thánh, nàng cũng không biết. Có lẽ do tông môn xuống dốc đã lâu, hoặc do lúc trước tổ sư ra đột nhiên mất tích. Bởi vậy, chuyện về đạo tràng địa thánh không được ghi chép lại. Lục trưởng lão, Trần lão tổ cho ngài một lá thư tiến cử, ngài phải tiến vào đạo tràng địa thánh sao? Trương Linh hỏi. Thật ra, nàng đã đoán được đáp án đúng vậy ta muốn đi đạo tràng địa thánh tuy chiến trường hóa đạo rất nguy hiểm nhưng với thực lực của ta có lẽ sẽ không có vấn đề gì cho dù thật sự có vấn đề nếu ta thất bại thì còn có phân thân ta vẫn có thể hồi sinh không cần phải quá lo lắng lục trường sinh bình tĩnh nói chẳng qua lục trường sinh không muốn thất bại một khi thất bại vậy hắn sẽ không có cách nào hóa đạo dù là hồi sinh cũng vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước chuyện này quả thật còn đau khổ hơn cái chết. Bởi vậy, lần này tiến vào đạo tràng địa thánh, Lục Trường Sinh chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lục Trường Sinh chấn thủ Bách Hoa Tông thêm mấy ngày. Sau khi Bách Hoa Tông đã sắp xếp ổn thỏa, hắn trực tiếp rời khỏi Bách Hoa Tông, đi tới bí giới lâu. Lục Đạo Hữu, ngài đến mua sắm bí giới tọa độ sao? Nhìn thấy Lục Trường Sinh đến, ánh mắt của võ giả bí giới lâu sáng lên. Bây giờ Lục Trường Sinh là một khách hàng lớn, là khách quý nổi tiếng của bí giới lâu ở thành Thánh Tinh tự nhiên có người của bí giới lâu đặc biệt tiếp đãi. Lục Trường Sinh đi vào phòng cho khách quý, không vòng vo, vò. mà nói thẳng, ta muốn đi đạo tràng địa thánh, Hà, Lục đạo hữu muốn tham gia chiến trường hóa đạo. Chẳng qua, muốn mở ra truyền tống trận pháp một lần hao phí vô cùng lớn, nhất là truyền tống trận đi đến vực hư không thì tiêu hao lại càng lớn. Lục Trường Sinh lười nghe võ giả của bí giới lâu vòng vèo, trực tiếp hỏi, bao nhiêu linh tinh? Không phải linh tinh, mở ra trận pháp một lần, cần một phần mười mảnh võ đạo cấp võ thánh lục trường sinh nhìn nụ cười trên mặt võ giả của bí giới lâu lần đầu tiên hắn thấy căm hận bí giới lâu thật đúng là mua bán một vốn bốn lời truyền tống một lần một phần mười cái mảnh võ đạo cấp võ thánh đây quả thật là ăn cướp phải biết địa thánh muốn đạt được mảnh võ đạo phải gian nan đến nhường nào phải đạt được tọa độ của bí giới lại phải ở bên trong bí giới làm việc chăm chỉ trong mười thậm chí mấy chục năm suy cho cùng võ giả như lục trường sinh chỉ có số ít nhưng lại không thể không đi. Chỉ có thông qua truyền tống trận pháp của Bí Giới Lâu mới có thể tiến vào Đạo Tràng Địa Thánh. Đây là nơi được chỉ định duy nhất. Bí Giới Lâu nghĩ không kiếm tiền đều khó. Lục Trường Sinh trực tiếp cho một mảnh mảnh võ đạo, tương đương với chấm một mảnh võ đạo. Trước đó Lục Trường Sinh có 2.2, bây giờ cũng chỉ còn lại có 2.1 cái mảnh võ đạo cấp võ thánh. Võ giả của Bí Giới Lâu vui mừng rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Lục đạo hữu xin mời. Vì vậy Lục Trường Sinh đứng dậy, đi theo hắn đi vào đại sảnh dưới mặt đất. Trong mật thất rộng rãi dưới sảnh ngầm, Lục Trường Sinh nhìn thấy một tòa pháp trận. Tòa pháp trận này rất phức tạp, có rất nhiều người đang duy trì nó. Đây đều là những đại sư về trận pháp. Xem ra, bí giới lâu cũng không có nói khoác, mở ra pháp trận một lần quả thật tiêu hao rất lớn. Cuối cùng cũng có người đi đạo tràng địa thánh ở vực hư không. Lần trước có lẽ đã 30 năm trước. Đáng tiếc, địa thánh lần trước đã vĩnh viễn ở lại đạo tràng địa thánh chẳng qua người này hình như rất không bình thường hắn là lục trường sinh nghe nói là một địa thánh vô địch địa thánh vô địch vậy xác suất chiến thắng trong chiến trường hóa đạo rất lớn có lẽ không lâu nữa thành thánh tinh lại sẽ sinh ra một vị thiên thánh mới nhìn thấy lục trường sinh các đại sư giữ gìn pháp trận hiển nhiên đều nhận ra dù sao bây giờ danh tiếng của lục trường sinh rất lớn tuy họ duy trì trận pháp quanh năm nhưng họ cũng biết đến cái tên nổi tiếng của lục trường sinh hơn nữa những đại sư pháp trận này luôn luôn trông coi pháp trận, tự nhiên cũng biết một ít bí mật của đạo tràng địa thánh. Thành thánh tinh cũng không phải là thành lớn. Thánh vực có vô số thành thị lớn hơn thành thánh tinh. Thường thường mấy chục năm mới có một vị võ giả địa thánh viên mãn tiến vào đạo tràng địa thánh. Tuy nhiên, không có mấy người có thể trở về. Trong chiến trường hóa đạo ở đạo tràng địa thánh, tỷ lệ tử vong quá cao, hoàn toàn chính là đánh cược may rủi. Nếu không cẩn thận, chỉ có thể là cái chết. Bởi vậy nếu muốn đi đạo tràng địa thánh, đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Được rồi, mở ra pháp trận, vù, đột nhiên, pháp trận mở ra, lục trường sinh cảm giác được một cỗ pháp trận chi lực bao trùm lấy hắn. Bùm, ngay sau đó, bóng dáng của lục trường sinh biến mất. Lục trường sinh cảm giác như mình đang đi tới đi lui. Được bao bọc trong pháp trận chi lực, lục trường sinh dường như đã du hành rất lâu. Cuối cùng phía trước cũng có một tia sáng lóe lên. Ngay sau đó, lục trường sinh cảm giác được thân thể vặn vẹo một chút hắn xuất hiện trở lại trong pháp trận. Tuy nhiên, lúc Lục Trường Sinh mở mắt thì phát hiện mình không còn ở trong mật thất của bí giới lâu mà là trong một vùng hư không, ở đây, Lục Trường Sinh ngẩng đầu. Hư không, đó là đen nhánh hư không. Xung quanh là khoảng không đen kịt. Dưới chân là vùng đất được tạo thành từ các phù văn của pháp trận. Ngay cả không gian cũng được pháp trận duy trì cực kỳ ổn định. Đây là một lục địa khổng lồ hoàn toàn lơ lửng trong hư không. Vực hư không, quả thật là trôi nổi trong hư không. Thiên thánh không thể nào đạt được sức mạnh to lớn như vậy, chắc chắn phải là một tồn tại vĩ đại phía trên cả thiên thánh. Trong lòng Lục Trường Sinh run lên. Hiện tại hắn thậm chí còn không phải là thiên thánh, chứ đừng nói đến là một tồn tại vĩ đại trên cả thiên thánh. Và lúc này, bên cạnh hắn lại có gợn sóng trận pháp khác. Một võ giả từ trong hư không bước ra, ừ, Địa Thánh Viên Mãn. Lục Trường Sinh hơi nheo mắt lại, ngay lập tức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đây là Địa Thánh Viên Mãn. Hắn ở thành Thánh Tinh lâu như vậy dùng mọi biện pháp có thể để tìm hiểu về các võ giả địa thánh viên mãn nhưng cuối cùng không thu được bất kỳ tin tức gì bây giờ vừa mới đi vào vực hư không đã gặp một võ giả địa thánh viên mãn trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng bây giờ một khi chiến đấu cũng có thể thực tiễn kỷ đạo từ đó hóa đạo trở thành thiên thánh các ngươi muốn làm gì động thủ một mình trên đạo tràng địa thánh sẽ trực tiếp bị chu sát cả đạo tràng địa thánh đều có pháp trận bao phủ đừng nói địa thánh ngay cả thiên thánh còn có thể bị pháp trận nháy mắt giết chết. Không biết địa thánh từ địa phương nhỏ bé nào tới, ngay cả quy củ này còn không hiểu. Hàng năm loại võ giả địa thánh viên mãn này nhiều lắm, mới đến, nghe con mới sinh không sợ hổ, cảm thấy bản thân đứng đầu thiên hạ, không để ai vào mắt, kết quả ghép cặp trận chiến hóa đạo đầu tiên đã chết. Lục Trường Sinh nghe được từ bốn phía truyền đến từng luồng âm thanh. Những người đó không có chút ý tứ che giấu. Bọn họ cứ như vậy nhìn Lục Trường Sinh và một võ giả địa thánh viên mãn khác tên võ giả địa thánh viên mãn kia cũng nhanh chóng thu liễm hơi thở ý thức của lục trường sinh đảo qua khá lắm rất nhiều võ giả địa thánh viên mãn quá nhiều quả thực chỗ nào cũng có toàn bộ bốn phía là võ giả địa thánh viên mãn phân bố ở các nơi đông đúc đơn giản là nhiều vô số kể lục trường sinh thô sơ giản lược quét qua hắn ước chừng khoảng hàng trăm hàng ngàn tên võ giả toàn bộ đạo tràng địa thánh qua bao nhiêu võ giả địa thánh viên mãn sợ là khó có thể đếm hết giờ khác này lục trường sinh cũng đại khái có thể cảm nhận được tiên võ giới rốt cuộc lớn đến mức nào trước kia hắn chỉ biết diện tích tiên võ giới vô tận chỉ cần nhìn thánh vực là biết thánh vực đã rộng không biết biên giới lục trường sinh ở trong thánh vực hắn chỉ hoạt động khu vực phụ cận thành thánh tinh mà thành thánh tinh so với thánh vực chỉ là muối bỏ biển mà thôi không đáng giá nhắc tới ở thành thánh tinh khó gặp được địa thánh viên mãn giờ phút này ở đạo tràng địa thành khắp nơi là địa thánh viên mãn thật sự là địa thánh viên mãn đi khắp nơi Đương nhiên, Lục Trường Sinh biết rõ đạo tràng địa thánh không giống những nơi khác. Đạo tràng địa thánh gần như hội tụ 78 phần võ giả địa thánh viên mãn của cả tiên võ giới. Số lượng tất nhiên rất nhiều. Nhưng nếu phân tán đến toàn bộ tiên võ giới thì số lượng lại quá ít. Võ giả mới tới, mời đi theo ta. Các ngươi cần phân phối động phủ mới, có thể tự mình đi tìm động phủ bỏ trống. Đây là vị trí động phủ bỏ trống. Mỗi một cái động phủ có độ lớn nhỏ, công năng không giống nhau, đương nhiên giá cả cũng không giống nhau lục trường sinh và các loại địa thánh mới tới đã lập tức bị người lôi kéo đẩy mạnh tiêu thụ động phủ trên đạo tràng địa thánh xác thật cần thuê động phủ nhưng giá thuê động phủ rất đắt đỏ nói cách khác điều kiện ở lại đạo tràng địa thánh vốn dĩ rất đắt đỏ điều này cũng vì phòng ngừa có người không tham gia cuộc chiến hóa đạo trong thời gian dài mà vẫn ở lại đạo tràng địa thánh lục trường sinh tùy tiện chọn lựa một động phủ một năm một trăm viên linh tinh không phải linh thạch mà là linh tinh lại tận một trăm viên linh tinh quả thực rất đắt đỏ. Nếu nhiều thêm chút nữa, Lục Trường Sinh còn không gánh được. Nếu hắn muốn ở đạo tràng địa thánh 10 năm, 100 năm, giá thuê động phủ đã tốn 1.000 viên, một vạn viên linh tinh. Sau khi thuê động phủ xong, Lục Trường Sinh lại đọc thuộc một chút danh sách việc chú ý dược đạo tràng địa thánh phát miễn phí. Ví dụ như quy củ ở đạo tràng địa thánh. Lại như tình hình xin ghép cặp võ giả địa thánh viên mãn thực hiện cuộc chiến hóa đạo vân cân. Trên đạo tràng địa thánh có một viên bia hóa đạo trên bia hóa đạo có bảng xếp hạng đó cũng là bảng hóa đạo thật ra là danh sách kẻ thắng lợi các trận chiến ví dụ có người chiến thắng một trận chiến ghép cặp hóa đạo là có thể nhập bảng một khi thăng cấp thiên thánh hoặc rời khỏi đạo tràng địa thánh tên đó sẽ bị xóa khỏi bảng hóa đạo số lần càng nhiều thứ hạng càng cao lục trường sinh cũng dần hiểu rõ số lần chiến thắng trận chiến hóa đạo càng nhiều võ đạo đạt được càng nhiều thì tiềm lực sau khi thăng cấp thiên thánh càng lớn điều này tương đương với lập trụ cột trước khi đạt thiên thánh võ đạo đoạt được càng nhiều thực hiện kỷ đạo càng kiên định như vậy xác suất hóa đạo thành công lại càng cao cũng không phải đoạt một lần võ đạo đã trăm phần trăm hóa đạo thành công không phải như vậy cũng có tỷ lệ thất bại rất cao đương nhiên có thể thành công nhưng theo thống kê phổ biến võ giả đoạt được càng nhiều võ đạo càng dễ dàng thăng cấp thiên thánh hơn nữa đoạt được càng nhiều võ đạo tiềm lực sau khi thăng cấp thiên thánh càng lớn càng có khả năng trùng kích cấp bậc thiên thánh trở lên. Lục Trường Sinh trực tiếp đi tới trước bia hóa đạo. Ở trên bia hóa đạo, xếp hạng thứ nhất chính là Địa Thánh Triệu Thiên. Triệu Thiên này đã tiến hành 8 lần trận chiến hóa đạo, tất cả không có ngoại lệ, toàn bộ thắng lợi. Nghe nói, Triệu Thiên đang bắt tay chuẩn bị trận chiến hóa đạo thứ 9. Một khi thành công, Triệu Thiên đã tích lũy đủ. Đến lúc đó, hắn sẽ thử trùng kích thiên thánh. Trên cơ bản hắn có thể trùng kích thành công, hơn nữa tiềm lực lại rất lớn. Dù sao Chín là con số vĩnh cửu. Rất nhiều địa thánh vô địch thiên phú hơn người sẽ thử hóa đạo 9 lần. Triệu thiên sao? Hóa đạo 9 lần, cơ bản là khó càng thêm khó. Dù sao, trận chiến hóa đạo hoàn toàn là ghép cặp tự do, một nước đi sai, cả bàn cờ thua. Ai cũng không dám khẳng định, lần tiếp theo bản thân sẽ không gặp phải đối thủ khủng bố. Cho dù là triệu thiên cũng không dám nói bản thân là tuyệt đối vô địch trên đạo tràng địa thánh. Trong đầu lục trường sinh hiện lên từng cái lại từng cái ý niệm trong đạo tràng địa thánh số người lật thuyền trong mương thật sự rất nhiều trước kia những võ giả hóa đạo 8 lần nhưng chết ở lần hóa đạo thứ 9 cũng không ít dù sao đạo tràng địa thánh đều là võ giả địa thánh viên mãn mỗi người đều trải qua đau khổ lúc này mới thành tựu địa thánh viên mãn một ít người vô cùng khiêm tốn nói cách khác đó là âm hiểm ai cũng không biết có thể đột nhiên xuất hiện một vị đại cao thủ hay không chém giết võ giả hóa đạo 8 lần hóa đạo Lục Trường Sinh bước chậm bên trong đạo tràng địa thánh. Đạo tràng địa thánh này thực ra đã sánh với một thành thị lớn. Bên trong phần lớn là võ giả địa thánh viên mãn, nhưng công năng một thành thị nên có cũng gần như không thiếu gì. Ví dụ như cửa hàng. Thương nhân gần như có thể buôn bán bất cứ nơi nào. Đương nhiên, có thể mở cửa hàng trong đạo tràng địa thánh thì quan hệ sau lưng cực kỳ cứng, thậm chí hậu trường là thiên thánh không tính là gì. Thậm chí, có một số thương hội có cấp bậc ngoài thiên thánh chống lưng. Đương nhiên, bọn họ không phải làm buôn bán của người bình thường. Lục Trường Sinh không sốt ruột lập tức đi hóa đạo. Tuy rằng hắn rất tự tin với thực lực của chính mình, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Huống hồ là hóa đạo. Đó chính là nơi nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Phải chuẩn bị vẹn toàn mới có thể đi hóa đạo. Lục Trường Sinh chưa hiểu rõ bất cứ điều gì về đạo tràng địa thánh, sao có thể đi hóa đạo. Vì thế, Lục Trường Sinh đang đi tới quan chiến lâu. Ở trong này, hắn có thể quan sát cuộc chiến hóa đạo. Tuy nhiên, một lần quan chiến rất đắt đỉ Một lần xem yêu cầu một phần 10 mảnh võ đạo cấp độ võ thánh Đây quả thực rất đắt đỏ Hơn nữa, chỉ có thể quan sát trận chiến hóa đạo ngẫu nhiên Cũng có nghĩa dựa vào may mắn Đến phiên tiến hành trận chiến hóa đạo của những người nào Thì chỉ có thể quan sát trận chiến hóa đạo của những người đó Bản thân không thể lựa chọn Sở dĩ đắt đỏ như vậy cũng là có nguyên nhân Đạo tràng địa thánh không hy vọng võ giả đi quan sát trận chiến hóa đạo Dù sao, trận chiến hóa đạo chính là cơ mật nếu như bị người thấy được, lần tiếp theo lại gặp mặt đối phương, bản thân có thể có chuẩn bị trước. Chẳng phải là chiếm cứ một ít ưu thế. Đương nhiên, khả năng xảy ra điều này rất thấp. Trùng hợp quan chiến, lại trùng hợp gặp được tên võ giả địa thánh viên mãn bị bản thân quan chiến. Khả năng này là cực kỳ bé nhỏ, nhưng không phải không có. Vậy nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Ngươi một mực muốn quan sát từng trận chiến hóa đạo, quan sát 10 trận đã ngốn một mảnh mảnh vỡ võ đạo cấp độ võ thánh. Lục Trường Sinh bây giờ còn có 2,1 mảnh võ đạo, vì thế hắn bỏ ra 1 mảnh võ đạo tiến vào quan chiến lâu. Số người bên trong quan chiến lâu thật ra không ít. Tuy rằng giá xem một lần quan chiến rồi a đắt, nhưng mà số lượng võ giả địa thánh viên mãn cũng không ít. Bọn họ trên cơ bản đều chưa từng tham gia cuộc chiến hóa đạo nào, bởi vậy tìm kiếm nghĩ cách, cho dù đập nồi bán sắt cũng phải quan sát trận chiến hóa đạo một lần hiểu rõ trong lòng đừng để đến trận chiến hóa đạo của bọn họ thì lại lúng cuống tay chân. Hơn nữa, có thể trở thành võ giả địa thánh viên mãn chắc chắn không quá nghèo. Một phần mười mảnh võ đạo hẳn vẫn có thể lấy ra. Lục Trường Sinh mua một lần tư cách quan sát trận chiến hóa đạo. Hắn được an bài trên đài quan chiến. Đài quan chiến có thể thấy rõ trận chiến hóa đạo. Lục Trường Sinh đi vào chỗ ngồi trong đài quan chiến, phát hiện trên đài quan chiến đã ngồi đầy người. Tất cả võ giả địa thánh viên mãn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc chắc hẳn bọn họ chưa từng tiến hành trận chiến hóa đạo nào bây giờ đang làm chuẩn bị cho trận chiến hóa đạo trước mặt đài quan chiến có một pháp trận giờ phút này pháp trận bắt đầu tản ra hào quang trong không khí đang giống như nước gợn sóng nhanh chóng khuấy động lên một gợn sóng rất nhanh trong không khí hiện hình ảnh rõ ràng hai gã võ giả địa thánh viên mãn hiện ra đang tiến hành trận chiến hóa đạo hai gã địa thánh này không biết bọn họ đang bị quan chiến bọn họ có vẻ vô cùng cẩn thận vừa mới bắt đầu chỉ là thử nhưng cũng không lâu lắm hai người thi triển ra địa thánh đạo thể bắt đầu công kích điên cuồng đúng chính là điên cuồng cuộc chiến hóa đạo không phải ngươi chết chính là ta mất mạng không có con đường thứ hai thực lực hai người dường như ngang nhau bởi vậy trận chiến hóa đạo này có vẻ phá lệ thảm thiết hai người không tiếc tất cả đại giới điên cuồng thúc giục địa thánh đạo thể chẳng sợ địa thánh đạo thể không chống đỡ được vậy dùng thân thể chém giết không có ai sẽ lùi bước về sau suốt mấy canh giờ hai bên mới phân ra thắng bại một gã võ giả địa thánh thắng tên võ giả địa thánh khác đã chết tuy võ giả thắng lợi nhưng thật ra cũng là thắng thảm ngay cả địa thánh đạo thể cũng bị đánh nứt cần tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa khôi phục nhưng thắng một lần trận chiến hóa đạo đoạt lấy võ đạo đối phương tên võ giả địa thánh sẽ chỉ mạnh mẽ hơn cơ hội thắng trận chiến hóa đạo tiếp theo sẽ gia tăng rất lớn trận chiến hóa đạo chấm dứt lục trường sinh quay trở về động phủ chính mình hắn chậm rãi sắp xếp lại trận chiến hóa đạo vừa rồi trong đầu. Hai gã võ giả địa thánh viên mãn vừa rồi, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ rất mạnh. So với bất kỳ võ giả địa thánh mà Lục Trường Sinh từng gặp ở thành Thánh Tinh đều mạnh hơn. Dù sao cũng là võ giả địa thánh viên mãn, hơn nữa cũng tương đương thảm thiết, phải là chiến đấu người chết hoặc ta mất mạng, không có đường lui. Bởi vậy, nếu một khi bước vào trận chiến hóa đạo, phải ôm tin tưởng tất thắng. Nếu không, kết quả sẽ không tốt lắm huống hồ thực lực hai gã võ giả địa thánh viên mãn kia trong đạo tràng địa thánh trong tất cả võ đạo của trận chiến hóa đạo chỉ có thể xếp vào loại bình thường tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng nếu chỉ là cấp độ này lục trường sinh không cần thi triển pháp thiên tượng địa cũng có thể đối phó trên cơ bản lý giải của lục trường sinh không xê xích gì nhiều thực lực của hắn trong cả đạo tràng địa thánh hẳn thuộc về cấp bậc đứng đầu hơn nữa một khi thi triển pháp thiên tượng địa uy năng mạnh lục trường sinh trước nay chưa từng gặp phải địa thánh nào có thể sánh bằng hoặc chống lại Tiến hành trận chiến hóa đạo không thể sử dụng pháp bảo hay bùa chú. Chỉ cần tiến vào trận chiến hóa đạo, tất cả ngoại vật như pháp bảo, bùa chú vân vân sẽ bị pháp trận áp chế, căn bản không thể sử dụng. Chỉ có thể dựa vào thân thể chính mình, lực lượng địa thánh đạo thể, hoàn toàn là cạnh tranh giữa võ đạo. Cũng chỉ có như thế mới có thể giúp võ đạo thăng hoa, mới có thể thực hiện kỳ đạo, từ đó dần dần hóa đạo. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn đã mơ hồ hiểu biết ý nghĩa chân chính và bản chất của trận chiến hóa đạo nhưng lục trường sinh vẫn chưa lập tức tiến hành trận chiến hóa đạo hắn vẫn từ từ đi tìm hiểu trong đạo tràng địa thánh một tháng hai tháng ba tháng trong nháy mắt thời gian nửa năm trôi qua lục trường sinh đi một chuyến tới bia hóa đạo hôm nay bia hóa đạo đã xảy ra một chuyện lớn xung quanh bia hóa đạo người đi tấp nập lục trường sinh đảo ý thức lập tức biết chuyện gì đã xảy ra triệu thiên nguyên bên xếp hạng thứ nhất đã biến mất ngược lại người xếp thứ hai thăng hạng lên nhưng người đứng thứ hai vẫn là hóa đạo bảy lần như cũ, không có thay đổi nào. Hoặc triệu thiên thăng cấp thiên thánh nên tên bị xóa bỏ. Hoặc triệu thiên đã chết. Mà hiện tại đã truyền ra tin tức. Triệu thiên đã chết. Chết trong trận chiến hóa đạo lần thứ 9. Sao cơ, triệu thiên vậy mà chết rồi. Nghe nói trận chiến hóa đạo lần thứ 9, triệu thiên gặp một gã võ giả lần đầu tiên tiến hành trận chiến hóa đạo, kết quả bị tên này chém giết. Kẻ chém giết triệu thiên là ai? Điều này lại không có tin tức chính xác, nhưng Triệu Thiên thật sự đã chết, điều này đã được Đạo Tràng Địa Thánh xác nhận. Ngay cả nhân vật đã trải qua 8 lần trận chiến hóa đạo như Triệu Thiên còn chết, trận chiến hóa đạo của Đạo Tràng Địa Thánh thật sự quá nguy hiểm. Rất nhiều người cảm thấy thổn thức không thôi. Triệu Thiên là ai? Đó là cường giả đứng đầu đã hóa đạo 8 lần. Trong các địa thánh, có thể tìm ra rất ít đối thủ mạnh hơn Triệu Thiên. Dù sao, không mạnh làm sao có thể hóa đạo thành công đến 8 lần. Nhưng mà, sự thật chứng minh trận chiến hóa đạo trong đạo tràng địa thánh quả nhiên là so vận khí không có ai dám nói chính mình thật sự vô địch gặp được một võ giả mới tiến hành trận chiến hóa đạo lần đầu tiên kết quả lại chết rồi lục trường sinh ngẫm lại nếu triệu thiên gặp hắn thì kết quả sẽ thế nào lục trường sinh không rõ lắm nhưng hắn cảm thấy xác suất hắn thắng có lẽ cao hơn một chút nếu hắn có khả năng chiến thắng triệu thiên thì những địa thánh khác cũng có thể chiến thắng triệu thiên chỉ có thể nói triệu thiên không may mắn tuy nhiên cái chết của triệu thiên không dọa được lục trường sinh ngược lại lục trường sinh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thời cơ đã đến trên cơ bản hắn đã hiểu rõ ràng đạo tràng địa thánh và trận chiến địa thánh lúc này tiếp tục kéo dài không phải ý hay vì thế lục trường sinh trực tiếp đi tới hóa đạo lâu nếu hắn muốn tiến hành trận chiến hóa đạo cần phải tiến vào hóa đạo lâu đi xin lục trường sinh lập tức đi tới hóa đạo lâu ta muốn xin tiến hành trận chiến hóa đạo đối phương cũng là một gã võ giả địa thánh hắn lập tức gật đầu nói một mảnh võ đạo cấp võ đạo hoàn chỉnh lục trường sinh trực tiếp lấy ra một mảnh võ đạo ngươi đi chiến trường số 9. lục trường sinh cầm lệnh bài trực tiếp đi chiến trường số 9. cái gọi là chiến trường số 9, thật ra là một pháp trận bước vào pháp trận dưới tác dụng của pháp trận có thể tạo ra bất kỳ hoàn cảnh nào ví dụ như mặt biển lại như hư không thậm chí đỉnh núi dưới lòng đất các loại đều có thể đây là lực lượng của pháp trận, nói là thay trời đổi đất cũng không quá. Trong chiến trường ở Hóa Đạo lâu, đừng nói là địa thánh, ngay cả thiên thánh cũng có thể tận tình chiến đấu, căn bản không cần lo lắng phá hư chiến trường. Khi Lục Trường Sinh bước vào chiến trường số 9. Vù vù. Lập tức, một trận trời đất quay cuồng. Bốn phía lập tức đen sầm lại. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn phía. Đây là tinh không. Lục Trường Sinh nhìn chiến trường lúc này, vậy mà là tinh không. Chiến trường tinh không chính là người đạp chân trong tinh không đương nhiên điều này không là gì với võ giả địa thánh viên mãn hơn nữa tinh không vô cùng vô tận dùng để chiến đấu cũng không lo lắng có bất kỳ ảnh hưởng nào lục trường sinh cũng mong chờ đối thủ thứ nhất của hắn dù sao đây là trận chiến hóa đạo đầu tiên của hắn giờ phút này bên trong quan chiến lâu một số địa thánh chưa nộp mảnh võ đạo đang quan sát trận chiến hóa đạo trận chiến hóa đạo bọn họ quan chiến được hiện ra ngẫu nhiên rất nhanh bọn họ thấy được hình ảnh bên trong là một mảnh tinh không chiến trường tinh không ồ người này rất lạ mặt hẳn chưa từng gặp đạo tràng địa thánh quá lớn võ giả địa thánh chưa từng gặp cũng quá nhiều rất bình thường không biết đối thủ địa thánh của người này là ai mau nhìn đối thủ của trận chiến hóa đạo bước ra hắn là kinh vô ngân đúng chính là kinh vô ngân vậy mà là hắn kinh vô ngân là hóa đạo ba lần lần này là lần thứ tư cách trận chiến hóa đạo trước đấy của hắn chỉ gần được một năm nhỉ đúng một năm trước kinh vô ngân tiến hành trận chiến hóa đạo lần thứ ba hơn nữa thắng lợi nhưng chiến đấu lúc ấy rất kịch liệt kinh vô ngân cũng là thắng thảm vốn dĩ ta nghĩ kinh vô ngân sẽ mang theo ba lần hóa đạo trùng kích cảnh giới thiên thánh không nghĩ tới hắn vậy mà còn tiến hành trận chiến hóa đạo lần thứ tư phòng trừng kinh vô ngân muốn cọ sát thêm lần nữa nếu có bốn lần hóa đạo chắc chắn sẽ không giống trước xác suất tham cao thiên thánh cũng lớn hơn nhiều võ giả địa thánh xa lạ lần này gặp phiền toái vậy mà lại gặp kinh vô ngân sau trận chiến hóa đạo này thứ hạng của kinh vô ngân lại tăng một mảng lớn trong lúc nhất thời phần đông địa thánh nghị luận ẩm ý thực lực kinh vô ngân thật ra không phải đứng đầu nhưng thanh danh kinh vô ngân rất lớn bởi vậy rất nhiều người nhận thức kinh vô ngân hiện tại nhìn thấy kinh vô ngân tiến hành trận chiến hóa đạo thêm lần thứ tư rất nhiều địa thánh cảm thấy hứng thú cảm thấy lần quan chiến này không uổng vong tuy nhiên Lục Trường Sinh không hề biết Kinh Vô Ngân. Khi hắn thấy được đối thủ của bản thân, đối phương cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, không có chút bộ dáng tự cao nào, chỉ có bình tĩnh. Trong trận chiến hóa đạo, chỉ cần có một chút bất cẩn, kiêu ngạo đều có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Sư tử vô thỏ còn cần dốc toàn lực, huống hồ là trong trận chiến hóa đạo. Hai bên không biết danh tính, thông tin của đối phương. Lục Trường Sinh cũng không nhận thức Kinh Vô Ngân. Kinh Vô Ngân tất nhiên cũng không biết Lục Trường Sinh. Đối phương đã hóa đạo mấy lần vân vân cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trận chiến hóa đạo chính là như vậy, gần như là đánh mò, giết, ngay sau đó, Kinh Vô ngân ra tay. Hắn lập tức phóng xuất ra Địa Thánh Đạo Thể. Địa Thánh Đạo Thể khủng bố nhanh chóng vắt ngang qua tinh không, tản ra khí thế khủng bố. Lục Trường Sinh cũng không yếu thế chút nào, phóng xuất Địa Thánh Đạo Thể. Đối phương rốt cuộc có thực lực như nào, thật ra sau khi phóng xuất Địa Thánh Đạo Thể đã cơ bản biết được một phần hình thể của địa thánh đạo thể theo trình độ nào đó có thể phán định thực lực mạnh yếu đương nhiên điều này không phải tuyệt đối hiện tại địa thánh đạo thể của lục trường sinh rất khổng lồ nó vắt ngang qua tinh không lập tức áp chế địa thánh đạo thể của kinh vô ngân địa thánh đạo thể mà kinh vô ngân luôn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt địa thánh đạo thể của lục trường dường như bị thu nhỏ hoàn toàn không phải cùng cấp độ thấy một cảnh như vậy trong lòng kinh vô ngân run lên hắn cảm giác được lục trường sinh rất mạnh mẽ Trận chiến hóa đạo lần này e rằng Kinh Vô Ngân sẽ gặp nguy hiểm. Đây có thể là trận chiến gian nan nhất của hắn, nhưng hắn không có ý định lùi bước, cho dù lùi bước cũng vô nghĩa. Một khi bước vào trận chiến hóa đạo thì phải phân rõ sống chết. Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Ầm, Kinh Vô Ngân ra tay. Không biết hắn thi triển loại bí thuật nào, Địa Thánh đạo thể lại bắt đầu bành trướng. Nhưng chỉ là bành trướng một chút, hình thể vẫn kém hơn Địa Thánh đạo thể của Lục Trường Sinh sau đó hắn đánh một quyền về phía lục trường sinh địa thánh đạo thể của lục trường sinh cũng phát một trưởng về phía kinh vô ngân tới cấp bậc địa thánh thoát ra các thủ đoạn vũ kideu không còn tác dụng thứ duy nhất là so đấu địa thánh đạo thể địa thánh đạo thể của ai càng mạnh người đó càng có thể thắng lợi ầm 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 lực lượng hai người hung hăng va chạm với nhau va chạm trực diện không thể tưởng tượng va chạm này lập tức định đoạt thắng thua a à, kinh vô ngân kêu thảm thiết Vẻn vẹn một lần va chạm trực diện, địa thánh đạo thể hắn vẫn luôn kiêu ngạo lại giống như tờ giấy bình thường, trực tiếp bị Lục Trường Sinh xé rách, hơn nữa bị hắn dễ như trở bàn tay xé nát. "Chỉ vậy thôi sao?" Lục Trường Sinh hơi ngỡ ngàng. Vừa nãy hắn dốc toàn lực đối phó, hoàn toàn là tâm tính sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Kết quả lại như này, cảm giác dù hắn chỉ dùng một nửa lực lượng đã đủ để đánh bại đối phương. Chẳng lẽ đối phương cũng là người tiến hành trận chiến hóa đạo lần đầu sao? Thực lực lại yếu như vậy? tuy lục trường sinh hơi hoài nghi nhưng hắn không dừng tay phá hủy địa thánh đạo thể của đối phương lục trường sinh lại trực tiếp dùng bàn tay lớn vô lấy nắm kinh vô ngân trong lòng bàn tay hung hăng bóp xi xi thân thể kinh vô ngân nhát mắt bị bóp thành một bãi thịt nát đã chết kinh vô ngân đã chết trận chiến hóa đạo đầu tiên của lục trường sinh lại kết thúc một cách thản nhiên như vậy không có thảm thiết đến mức nào thậm chí lục trường sinh chưa cảm nhận bản thân đã hoạt động như nào hừm tuy nhiên lục trường sinh lập tức cảm giác được điều khác biệt hắn trực tiếp đoạt lấy võ đạo của kinh vô ngân mà võ đạo của kinh vô ngân lại do ba loại võ đạo khác hắn đoạt được rồi dung hợp lại bởi vậy võ đạo này thật ra cũng khá mạnh mẽ nhưng so sánh với vô hạn võ đạo của lục trường sinh thì hoàn toàn không đáng để vào mắt bị vô hạn võ đạo của lục trường sinh trực tiếp cắn nuốt đương nhiên đây chỉ là đoạt lấy bước đầu nếu hắn muốn hoàn toàn hòa thành một thể còn cần thời gian chậm rãi luyện hóa dung hợp thôi trước tiên ra ngoài đã. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, bên tai đã vang lên một luồng âm thanh, đó là âm thanh báo hiệu hắn thắng lợi, vù vù, tinh không biến ảo không ngừng. Khi Lục Trường Sinh lại xuất hiện, hắn đã rời khỏi chiến trường số 9. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh không hề biết, trận chiến vừa rồi của hắn đã nổi lên sóng to gió lớn ở quan chiến lâu. Sao cơ, Kinh Vô Ngân chết rồi? Một chiêu, chỉ một chiêu mà Kinh Vô Ngân đã chết, thực lực người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không nghĩ tới Kinh Vô Ngân đã hóa đạo ba lần vậy mà chết như vậy nhưng hắn chiến đấu dưới sự chứng kiến của nhiều người chúng ta như vậy không kịp phản kháng đã bị người đánh chết trận chiến hóa đạo thật sự khủng bố như vậy ngay cả cường giả địa thánh hóa đạo ba lần vẫn sẽ đối mặt cái chết đối phương là ai cũng không rõ ràng thì ra lời đồn là thật một số địa thánh đứng đầu có thể đã hóa đạo vài lần một thân thực lực vô cùng khủng bố nhưng kết quả gặp được một hạng người vô danh một trận chiến hóa đạo đã bị giết triệu thiên chẳng phải cũng vậy sao hắn đã hóa đạo tám lần kết quả thì sao vẫn chết như cũ thậm chí chết trong tay một võ giả không hề có danh tiếng trận chiến hóa đạo xem ra thật sự nguy hiểm những địa thánh viên mãn đang xem trên quan chiến lâu từng người dồi dào khát khao đi vào đạo tràng địa thánh chuẩn bị tiến hành trận chiến hóa đạo từ đó hy vọng một bước lên trời nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy kết cục của kinh vô ngân triệu thiên bọn họ mới mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm đạo tràng địa thánh trận chiến hóa đạo dù là ai cũng không thể nắm chắc có thể thắng lợi hay không hoàn toàn dựa vào vận khí ngay cả Triệu Thiên, Kinh Vô Ngân còn bị giết chết, huống hồ là bọn họ. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của trận chiến này thật ra không lớn. Kinh Vô Ngân chỉ hơi có danh tiếng, xem như nhân vật có tên tuổi trên bia Hóa Đạo, nhưng chỉ thế thôi. Kém xa Triệu Thiên. Cũng do hôm nay quan chiến lâu ngẫu nhiên lựa chọn hình ảnh trận chiến Hóa Đạo của Kinh Vô Ngân, lúc này mới khiến rất nhiều người biết chuyện của Kinh Vô Ngân. Giờ phút này, Lục Trường Sinh đã lần nữa trở về Hóa Đạo lâu. Võ giả phụ trách tiếp đãi Lục Trường Sinh Hắn nhìn thấy Lục Trường Sinh ra khỏi chiến trường số 9, hắn mặt mày tươi cười nói, "Chúc mừng Đạo Hữu, thắng một lần trận chiến hóa đạo, hiện tại Đạo Hữu đã có thể coi như hóa đạo một lần." Lục Trường Sinh gật đầu. "Hóa đạo một lần không phải cảnh giới, cũng không phải phân chia thực lực, nó chỉ đại diện cho số lần hóa đạo thôi. Số lần hóa đạo càng nhiều, đồng nghĩa càng có cơ hội thăng cấp lên thiên thánh. Hơn nữa sau khi thăng cấp lên thiên thánh, tiềm lực sẽ lớn hơn nữa, có thể tiến xa hơn trong cảnh giới thiên thánh." Đương nhiên số lần hóa đạo càng nhiều đồng nghĩa với đánh bại rất nhiều võ giả địa thánh viên mãn đoạt lấy rất nhiều võ đạo suy ra cũng có thể nói khả năng thực lực tương đối mạnh mẽ nhưng trong trận chiến hóa đạo tính ngẫu nhiên quá cao chỉ cần hơi không chú ý một võ giả chưa từng hóa đạo vẫn có thể chém giết võ giả hóa đạo mấy lần loại sự tình kiểu này rất bình thường lục trường sinh về tới động phủ hắn lần đầu tiên tiến hành trận chiến hóa đạo vì thế hắn vừa động tâm niệm lập tức cảm ứng được võ đạo kinh vô ngân bị vô hạn võ đạo cắn nuốt võ đạo của kinh vô ngân vẫn tồn tại như cũ chẳng sợ nó bị cắn nuốt bị dung hợp thứ này cần thời gian luyện hóa từng chút một lục trường sinh thúc giục vô hạn võ đạo bắt đầu luyện hóa thời gian trôi qua từng chút trong nháy mắt thời gian một tháng trôi qua tách lục trường sinh một lần nữa mở mắt đã xong võ đạo của kinh vô ngân rốt cục bị ta hoàn toàn luyện hóa lục trường sinh mày mò thời gian một tháng cuối cùng mới hoàn toàn hao mòn ý chí võ đạo của Kinh Vô Ngân, từ đó hoàn toàn dung hợp võ đạo của Kinh Vô Ngân. Không thể không nói, Lục Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được chỗ tốt mà hóa đạo mang tới. Chỉ mới hóa đạo một lần, vô hạn võ đạo của Lục Trường Sinh trước kia vẫn luôn trì trệ không tiến, hiện tại đã cảm giác tăng cường lần nữa. Tuy nhiên, cảnh giới tất nhiên vẫn là địa thánh viên mãn như cũ. Vô hạn võ đạo vẫn viên mãn như cũ. Tuy nhiên, cảm giác được tăng cường này không phải ảo giác, mà là cảm giác chân thật nói cách khác phần võ đạo được hóa đạo tăng cường thật ra là nội tình võ đạo nếu hắn muốn trùng kích vào thiên thánh nội tình võ đạo ắt không thể thiếu trên lý thuyết hóa nói một lần cũng có thể trùng kích thiên thánh thậm chí võ giả thành công còn không ít nói cách khác hiện tại ta đã đạt điều kiện trùng kích thiên thánh lục trường sinh cẩn thận cảm nhận tình hình bản thân hóa đạo một lần hắn đã đủ trùng kích thiên thánh thậm chí lục trường sinh cảm thấy hắn vô cùng có khả năng thăng cao thiên thánh Xác suất này còn rất lớn. Đây không phải cảm giác sai lầm của Lục Trường Sinh, mà so nội tình của hắn, thân mình vô cùng thâm hậu, trụ cột của hắn rất kiên cố, nhưng vẫn có khả năng thất bại như cũ. Huống hồ, Lục Trường Sinh tu hành từ trước đến nay vẫn luôn hy vọng có thể củng cố trụ cột. Trụ cột càng kiên cố càng tốt. Địa thánh hay thiên thánh cũng giống nhau. Số lần hóa đạo càng nhiều, võ đạo tự thân càng mạnh, sau khi thực hiện kỳ đạo, thăng cấp thiên thánh, tiềm lực lại càng lớn. Lục Trường Sinh không biết sau thiên thánh sẽ tu hành như thế nào, nhưng hắn biết, nếu số lần hóa đạo của hắn càng nhiều, ngày sau hắn thăng cấp chắc chắn trăm lợi không hại. Nếu không, nhiều võ giả như vậy một mực muốn hóa đạo, thậm chí số lần hóa đạo càng nhiều càng tốt, mục đích là gì? Về phần hóa đạo có thể gặp được nguy hiểm, tất nhiên Lục Trường Sinh biết. Nhưng lấy thực lực hiện tại của Lục Trường Sinh, hắn không phải tự cao tự đại, mà thực sự là sự thật. Trên cơ bản, hắn rất khó gặp được đối thủ vậy lại đi tiếp hóa đạo lâu một lần nữa lúc này lục trường sinh có quyết định vì thế lục trường sinh lại tới hóa đạo lâu sau một tháng không tới người tiếp đãi lục trường sinh vẫn là võ giả địa thánh một tháng trước đối phương dường như hơi ngoài ý muốn lần này mới qua một tháng thôi tuy là dạng người thiên phú tuyệt đỉnh vẫn cần thời gian hơn mấy tháng để luyện hóa võ đạo đoạt được chẳng lẽ lục trường sinh đã luyện hóa xong võ đạo đoạt được điều này hơi phi lý tuy nhiên đối phương không dò hỏi Mặc kệ nguyên nhân nào khiến Lục Trường Sinh mới một tháng đã đi vào hóa đạo lâu, tất cả không liên quan đến hắn. Lục Trường Sinh nói thẳng, ta xin tiến hành trận chiến hóa đạo. Hà, bây giờ sao? Đúng, ngay bây giờ. Lục Trường Sinh biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Nhưng hắn không giải thích mà trực tiếp lấy ra một mảnh võ đạo cấp bậc võ thánh. Đây cũng là mảnh võ đạo cấp bậc võ thánh cuối cùng. Đi chiến trường số 13. Lần này Lục Trường Sinh bị sắp xếp tới chiến trường số 13. Lục Trường Sinh đã tiến hành một lần trận chiến hóa đạo, cũng dần quen thuộc với hóa đạo lâu. Bởi vậy, hắn ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã tới chiến trường số 13. Khi Lục Trường Sinh vừa bước vào chiến trường số 13, vù, một cơn gió nhẹ phất qua, thoang thoảng hương vị ẩm ướt và mặn chát của biển cả. Lục Trường Sinh nhìn xung quanh, bốn phía đã biến thành một vùng biển rộng, mà hắn đang đứng trên không trung biển cả. Đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là biển rộng mênh mông bát ngát. Hiển nhiên, chiến trường lần này là bên trên biển rộng đối thủ tất nhiên vẫn chưa tới lục trường sinh đứng lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần lục trường sinh không quá quan tâm đối thủ trận chiến hóa đạo này là ai dù sao mặc kệ là ai một khi bước vào nơi này phải định đoạt thắng thua cũng phải vạch ra sống chết lưu phong người thứ hai trên bia hóa đạo đứng sau triệu thiên đương nhiên đó là đã từng về phần hiện tại lưu phong đã là một trong những người đứng đầu trên bia hóa đạo sở dĩ nói một trong là do còn vài võ giả cũng là hóa đạo bảy lần lưu phong là một trong số đó nhưng hiện tại tên của hắn đứng vị trí thứ nhất trên bia hóa đạo xếp bằng nhau hay không bằng nhau thật ra những người khác không quan tâm điều này bọn họ chỉ nhìn thấy lưu phong là người đứng đầu bởi vậy lưu phong nổi tiếng cực kỳ nổi tiếng rất nhiều người biết đến cái tên lưu phong dù sao thứ nhất và thứ hai hoàn toàn là hai cảnh ngộ tuy nhiên lưu phong có vẻ rất bình tĩnh Lưu Phong không để ý thứ hạng trên bia hóa đạo. Trước giờ hắn chỉ để ý một điều, đó là thăng cấp thiên thánh. Thật ra, 7 lần hóa đạo đã đủ để Lưu Phong hóa đạo. Nhưng Lưu Phong vẫn muốn thử thêm một lần. Hóa đạo 8 lần càng bảo đảm cho hắn hơn. Hơn nữa tiềm lực của võ giả hóa đạo 8 lần khi thăng cấp thiên thánh sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn không có tham vọng lớn như Triệu Thiên. Hóa đạo 8 lần là đủ. Không thử đến lần hóa đạo thứ 9. Nhưng dù vậy, Tuy du hóa đạo 8 lần hay 9 lần thì theo lý thuyết độ nguy hiểm vẫn như nhau. Thậm chí, du hóa đạo mấy lần, chỉ cần bước lên trận chiến võ đạo, nguy cơ trên lý thuyết là tương đương nhau. Lư đạo hữu, ngươi thật sự muốn tiến hành hóa đạo lần 8. Ta cảm thấy hóa đạo 7 lần không tồi rồi. Nếu ngươi thử hóa đạo lần 8 vẫn gặp phải chút mạo hiểm, ngươi nhìn triệu thiên thử xem, hắn ý đồ hóa đạo 9 lần, kết quả thua thảm, thân tử đạo tiêu. Bạn tốt của Lưu Phong đang khuyên nhủ hắn. Gần đây bởi vì chuyện của Triệu Thiên, rất nhiều địa thánh bị dọa sợ. Một số địa thánh có mục tiêu cao, quyết định không tiếp tục hóa đạo mà lập tức bắt tay trùng kích thiên thánh. Nhưng Lưu Phong lại cực kỳ kiên định. Hắn muốn hóa đạo lần 8, đã sớm chuẩn bị tốt, không phải nhất thời nảy lòng tham. Càng không vì một số chuyện đột phát mà thay đổi quyết định. Dù có chuyện của Triệu Thiên hay không, hắn vẫn sẽ thử hóa đạo lần 8. Ý ta đã quyết. Huống hồ, cho dù thân tử đạo tiêu, đó cũng là số phận của ta. Tuy nhiên nếu muốn giết ta e rằng không dễ dàng như vậy. Được rồi, ta đi thôi. Lưu Phong lập tức đi tới chiến trường số 13. Lần này, hắn bị sắp xếp tới chiến trường số 13. Vậy mà là Lô Phong. Vốn dĩ ta còn cảm thấy tên lục trường sinh kia có chút tiềm lực, nhưng mà thật đáng tiếc, gặp Lưu Phong. Chỉ có địa thánh trên hóa đạo lâu mới biết người trên chiến trường số 13 là ai. Lục trường sinh và Lưu Phong. Lưu Phong thì không cần bàn cãi, tuy rằng bản thân Lưu Phong không nổi bật, thậm chí hắn gần như khiêm tốn, nhưng đã hóa đạo 7 lần, muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được. Hơn nữa, thậm chí địa thánh trong hóa đạo lâu còn cảm thấy được Lưu Phong hẳn mạnh hơn Triệu Thiên. Nhưng bởi vì Lưu Phong rất khiêm tốn, hơn nữa số lần hóa đạo của hắn ít hơn Triệu Thiên. Nhưng trên thực tế, húc lực Lưu Phong mạnh hơn. Lục Trường Sinh chỉ là có chút tiềm lực, có lẽ có thể hóa đạo 2 hay 3 lần. Nhưng nếu hắn muốn chống lại Lưu Phong, trên cơ bản gần như không có cơ hội. Đương nhiên, hắn sẽ không lộ bất kỳ tin tức của hai bên trong trận chiến hóa đạo. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Phong đi tới chiến trường số 13. Chính là nơi này. Lưu Phong đi từng bước, tiến vào chiến trường số 13. Bèo. Lô Phong bước vào chiến trường số 13, lập tức tới không trung trên biển. Hơn nữa, hắn trước tiên đã chú ý tới bóng hình đối diện, hửm, ừ, cuối cùng cũng tới. Lục trường sinh ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Lưu Phong. Hắn đã đợi một thời gian ở chiến trường số 13. Đương nhiên, ghép cặp đối thủ cũng cần thời gian chút thời gian ấy không tính là bao đối với lục trường sinh bốn mắt nhìn nhau ánh mắt hai bên vô cùng bình tĩnh tuy nhiên lưu phong chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây là một kình địch lưu phong lưu phong chậm rãi mở miệng trận chiến hóa đạo hắn muốn biết danh tính mỗi một vị đối thủ dù sao đây là trận chiến sinh tử hắn sẽ tôn trọng có thừa với đối phương dù bản thân giết chết đối phương hay bị đối phương giết chết biết tên biết họ cũng không ủng cuộc đời này lục trường sinh Lục Trường Sinh cũng biết đại khái ý tứ đối phương. Hai người trao đổi danh tính, sau đó trở nên im lặng. Khắp biển rộng dường như vô cùng yên lặng, ầm ầm, một cơn sóng biển càn quét, sóng biển mãnh liệt, tiếng sóng trào ảo ảo vang lên. Giờ khắc này, Lưu Phong ra tay. Đầu tiên, hắn hiển hóa địa thánh đạo thể rất lớn. Địa thánh đạo thể này khổng lồ hơn rất nhiều so với địa thánh đạo thể Lục Trường Sinh gặp được lần trước. Khí thế cũng khủng bố hơn nhiều. Hơn nữa, trong tay địa thánh đạo thể này vậy mà có một thanh kiếm hơn nữa kiếm ý ngập trời lưu phong này rõ ràng là một gã kiếm khách ai cũng không biết vậy mà lưu phong là một gã kiếm khách cũng chỉ địa thánh tiến hành trận chiến hóa đạo với hắn mới biết được chỉ tiếc tất cả những địa thánh này đã chết bình thường lưu phong không mang cả kiếm đối với hắn kiếm đạo đã sớm không cần đeo bảo kiếm bên người tuy là kiếm trong tay địa thánh đạo thể cũng do ngưng tụ từ địa thánh đạo thể đó không phải thực thể nhưng hơn tất cả bảo kiếm một kiếm này quả thật long trời lở đất một kiếm chém ra trời đất quay cuồng nước biển tưởng chừng sâu đến vô tận mà bị chém tách làm hai đúng chính là từ một thành hai thậm chí kiếm còn chưa hạ xuống chỉ là một tia kiếm ý đã tách nước từ một thành hai đủ thấy kiếm ý của lưu phong đáng sợ thế nào một kiếm này cho dù là đạo thể của địa thánh viên mãn vẫn sẽ bị một kiếm bổ đôi tốt lục trường sinh cuối cùng đã gặp kình địch gặp được đối thủ có ý tứ lưu phong này đã tạo cho hắn một tia áp lực vì thế lục trường sinh cũng hiển hóa địa thánh đạo thể ẩm địa thánh đạo thể hiển hóa lục trường sinh đấm ra một quyền một quyền này giống như ngân hà treo ngược nhật nguyệt khuất dạng không có quyền ý kinh thiên động địa chỉ có vậy lực lượng tuyệt đối lục trường sinh không tôn sùng kiếm ý đao ý hay quyền ý hắn muốn một mình phá vạn pháp một mình trị thập hội lấy lực áp người dù chỉ là địa thánh đạo thể không phải pháp thiên tượng địa Lực lượng hiện tại của Lục Trường Sinh cũng vô cùng khủng bố. Bởi vậy, một quyền này vừa đấm, nháy mắt đã khiến mặt biển sôi trào. Nước biển gần như bị lực lượng kinh khủng của một quyền này đánh bay. Một quyền một kiếm cả hai đạt tới đỉnh phong. Cứ như vậy không thể tưởng tượng được va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, biển rộng đang sôi trào, kiếm ý đang nổ vang, hư không đang bóp méo. Khó có thể hình dung được va chạm lúc này. Bốn phương tám hướng là xung kích gần như có thể chôn vùi tất cả. Ngay cả nước biển phía dưới trong nhát mắt đã biến mất. Hư không gần như bị bóp méo, xuất hiện một khe hở màu đen, đó là khe hở không gian, nhưng chớp mắt đã khôi phục như cũ. Hơn nữa, xung kích dường như đã va chạm vào pháp trận của chiến trường số 13. Có thể cảm giác được lực lượng pháp trận rõ ràng, nhưng tuy rằng cấp bậc loại lực lượng này rất mạnh, vẫn có thể bị pháp trận nháy mắt chấn áp như cũ. Tuy nhiên, động tĩnh lần này quá lớn. Hơn nữa ở trong hóa đạo lâu, tất cả các khu chiến trường đều vô cùng vững chắc. Trên cơ bản địa thánh không thể phá vỡ pháp trận chiến trường, thậm chí ngay cả tạo được động tĩnh cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ngay lúc này chiến trường số 13 lại phát ra tiếng động rất rõ ràng. Ngay cả pháp trận cũng bị khởi động trước tiên. Biến hóa như vậy lập tức dẫn tới sự chú ý của Hóa Đạo lâu. Chiến trường số 13 có động tĩnh, xung kích chiến đấu đánh vào pháp trận, trước mắt pháp trận có thể trấn áp. Người trong chiến trường số 13 rốt cuộc là ai, vậy mà có thể lay động pháp trận? Đây là động tĩnh chỉ có địa thánh đứng đầu mới có thể tạo thành. Chiến trường số 13. Võ giả địa thánh của hóa đạo lâu vừa phụ trách tiếp đãi hơi động trong lòng. Chiến trường số 13 không phải là lục trường sinh và lưu phong sao. Hiện tại bọn họ gây động tĩnh lớn như vậy, riêng một mình lưu phong không thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Chỉ trong lúc lực lượng hai người va chạm mới có có thể tạo thành động tĩnh khủng bố như thế. Nói như vậy, hắn đã nhìn nhầm sao. Lục trường sinh kia không phải kẻ mặc người chém giết, hắn cũng có một thân chiến lực thậm chí thực lực có thể không kém hơn lưu phong chẳng lẽ lưu phong gặp được tình huống trận chiến hóa đạo giống với triệu thiên trong lòng địa thánh này đã mơ hồ có dự đoán trước trận chiến này có lẽ lưu phong sẽ gặp nguy hiểm đương nhiên cụ thể thế nào tuy là địa thánh của hóa đạo lâu cũng không rõ ràng bọn họ cũng không có tư cách quan sát trận chiến hóa daok có thể nhìn được trận chiến hóa đạo hay không vẫn phải đi quan chiến lâu nhưng lại phải xem may mắn tuy nhiên trận chiến hóa đạo lần này quan chiến lâu bốc chúng không phải lục trường sinh và lưu phong bởi vậy tình hình hai người đối chiến như nào chỉ có hai người giành mạch giờ phút này chiến trường số 13, sau khi lục trường sinh và lưu phong cứng đối cứng trong nháy mắt tách ra phía sau tốt lưu phong không nhịn được mà phát ra tiếng thán phục những đối thủ trong trận chiến hóa đạo trước đây của hắn cơ bản giải quyết trong một kiếm Nhưng lần này hạ kiếm xuống vậy mà lưu phong cảm nhận được áp lực nặng nề một quyền của đối phương trùng trùng điệp điệp, cảm giác lực lượng vô cùng vô tận. Loại mạnh mẽ này khiến Lưu Phong có cảm giác địa thánh đạo thể bị đánh nổ. Tuy nhiên, kiếm ý của hắn chắc chắc khiến đối phương không dễ chịu. Hơn nữa uy lực một kiếm kia của hắn vô cùng lớn, cũng triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng của quyền kia. Lại đến, Lục Trường Sinh cũng cảm giác vô cùng vui sướng. Hắn đã rất lâu không gặp được đối thủ có thực lực ngang tầm. Bởi vậy, Lục Trường Sinh lại vọt lên. Địa Thánh Đạo thể lại lập tức hiển hóa ba đầu sáu tay. Ầm 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 từng luồng quyền kình trùng trùng điệp điệp dập trời ngộp đất càn quét về phía lưu phong lưu phong cũng không yếu thế chút nào hắn trực tiếp vung kiếm chém xoẹt 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 ba luồng kiếm quang lóng lánh giống như bổ ngang đất trời hung hăng đánh vào ba luồng quyền kình của lục trường sinh hoàn toàn là kẻ tám lạng người nửa cân cứng đối cứng ầm 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 một lần lại một lần lục trường sinh đánh rất nhẹ nhàng vui vẻ tuy rằng hắn thỉnh thoảng sẽ bị kiếm của đối phương đánh trúng nhưng chỉ có vậy Địa thánh đạo thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi chúng một, hai kiếm của đối phương vẫn không ảnh hưởng đến toàn cục, bùng, rốt cục, một đòn cuối cùng. Sáu cánh tay của Lục Trường Sinh trực tiếp vồ lấy kiếm quang, bóp nát thành từng mảnh, hơn nữa xuyên thẳng qua kiếm quang, lập tức bắt được địa thánh đạo thể của Lưu Phong. Kết thúc, Lục Trường Sinh dùng sức xé nát, phụt phụt, địa thánh đạo thể vô cùng mạnh mẽ cứ như vậy bị mấy cánh tay của Lục Trường Sinh cưỡng ép bóp nát. Trong chớp mắt, địa thánh đạo thể của Lưu Phong sụp đổ lục trường sinh không tiếp tục ra tay lưu phong kinh ngạc nhìn địa thánh đạo thể bản thân đang sụp đổ lại nhìn lục trường sinh bỗng nhiên hắn lộ vẻ đau thương cười nói ngươi rất mạnh tám lần hóa đạo của ta vẫn thất bại giống với triệu thiên ngã xuống ở đây tuy nhiên ánh mắt của lưu phong rất trấn tĩnh hắn không hối hận đây mới là trận chiến hóa đạo trong tưởng tượng của hắn nhẹ nhàng đầm đìa vui vẻ không hề sợ hãi tuy rằng cuối cùng hắn thua hắn thua không oan bùm ngay sau đó Thân thể Lưu Phong nháy mắt nổ mạnh, biến thành một luồng xương máu, không còn hơi thở, đã chết, Lần hóa đạo thứ 8 của Lưu Phong thất bại, thành đá kê chân của Lục Trường Sinh. Thu, Lục Trường Sinh vừa động tâm niệm, nháy mắt thu võ đạo của Lưu Phong vào cơ thể. Võ đạo của Lưu Phong thực chất là kiếm đạo, vô cùng mạnh mẽ. Kiếm đạo mạnh mẽ như thế, một khi Lục Trường Sinh dung nhập vào vô hạn võ đạo, dù vô hạn võ đạo của hắn đã rất mạnh nhưng có lẽ vẫn được lợi ích rất lớn. Lưu Phong này là một đối thủ đáng kính trọng. Tuy nhiên Lưu Phong vừa chết, người xung quanh bia Hóa Đạo lại kinh hãi hô lên. Lưu Phong biến mất. Đúng, vừa nãy tên của Lưu Phong còn trên dây, mà hiện tại đã biến mất. Có người nhìn thấy Lưu Phong đi Hóa Đạo lâu thỉnh trận chiến Hóa Đạo thứ 8. Như vậy xem ra Lưu Phong đã thất bại ở lần Hóa Đạo thứ 8, chết rồi. Trước đó có Triệu Thiên, bây giờ có Lưu Phong, trận chiến Hóa Đạo gần đây nguy hiểm như vậy sao? Ai có thể giết Lưu Phong? Đúng vậy, tuy rằng Triệu Thiên đứng đầu bia Hóa Đạo, nhưng xét về thực lực Lưu Phong có thực lực mạnh hơn Triệu Thiên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người kinh hãi ra tiếng. Thậm chí, một số người chuẩn bị thỉnh trận chiến hóa đạo, nhưng thấy một màn như vậy lại do dự. Cường giả 8 lần, 7 lần hóa đạo như Triệu Thiên, Lưu Phong tất cả đã thất bại rồi chết. Đồng nghĩa rằng trong thời gian này, đạo tràng địa thánh có thể đã đón một số cường giả địa thánh vô cùng đáng sợ. Chẳng may bọn họ gặp phải thì sao? Cường giả như vậy, hơn phân nửa là không chỉ một người. Một khi gặp được, coi như gặp phải phiền toái lớn. Chuyện bia hóa đạo, Lục Trường Sinh không rõ ràng, nhưng cái tên Lưu Phong thì Lục Trường Sinh lại nhớ rõ. Vèo, Lục Trường Sinh rời khỏi chiến trường số 13. Sau khi tên võ giả của hóa đạo lâu tiếp đãi Lục Trường Sinh nhìn hắn bước ra, trong lòng nao nao. Hắn biết rõ Lưu Phong, Lục Trường Sinh tiến hành trận chiến hóa đạo. Mà hiện tại, hắn thấy Lục Trường Sinh, kết quả cũng đã rất rõ ràng. Lưu Phong bị đánh bại. Một khi thất bại trong trận chiến hóa đạo, chắc chắn đã chết. Nói cách khác, lưu phong đã chết nhưng mà sao điều này có thể vị võ giả địa thánh này cực kỳ khiếp trong lòng sợ hắn vô cùng rõ ràng thực lực của lưu phong về phần lục trường sinh có lẽ có điểm khác biệt nhưng hắn mới tiến hành trận chiến hóa đạo lần thứ hai thôi như vậy đã có thể chém giết lưu phong sao vì thế hắn nhớ kỹ lục trường sinh có thể giết chết lưu phong đủ để chứng minh thực lực của lục trường sinh đây là cường giả vô cùng có khả năng thăng cấp thiên thánh Lục Trường Sinh về tới động phủ, lại dùng thời gian một tháng, hoàn toàn dung nhập kiếm đạo của Lưu Phong vào trong vô hạn võ đạo. Nội tình võ đạo của hắn DUC tăng cường lần thứ hai. Hiện giờ Lục Trường Sinh đã hóa đạo lần thứ hai. Nhưng điều này vẫn còn rất xa mới cán đích mục tiêu Lục Trường Sinh đặt ra. Hắn không chỉ muốn hóa đạo lần thứ hai. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng không dừng lại ở thiên thánh. Hắn muốn trèo lên đỉnh cao võ đạo. Muốn tiếp tục tiến hành trận chiến võ đạo cần mảnh võ đạo mà hiện tại trên người ta không còn mảnh võ đạo, xem ra vẫn cần bán linh bảo. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, trên người hắn còn có lượng lớn linh bảo. Bán một chút ra ngoài không phải vấn đề. Tuy nhiên, tại đạo tràng địa thánh, mảnh võ đạo vô cùng quý giá. Ngược lại, linh bảo dường như không được coi trọng. Dù sao, trận chiến hóa đạo không thể sử dụng linh bảo. Linh bảo dù mạnh đến đâu, đối với những địa thánh nơi này đều là đồ vô dụng. Vẫn phải quay về thành thánh tinh một chuyến. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, quyết định trở về thành Thánh Tinh. Vì thế, Lục Trường Sinh tạm thời rời khỏi đạo tràng Địa Thánh, trở về thành Thánh Tinh. Thời gian Lục Trường Sinh đến đạo tràng Địa Thánh chưa đến một năm. Tuy rằng chưa đến một năm, nhưng Lục Trường Sinh vậy mà đã hóa đạo lần hai. Điều quan trọng nhất, giờ phút này vô hạn võ đạo của Lục Trường Sinh không biết tăng lên bao nhiêu. Đoạt võ đạo hai gã Địa Thánh. Đặc biệt là kiếm đạo của Lưu Phong, đó là Địa Thánh đạo thể có thể ngang với Lục Trường Sinh, Chống cự thời gian rất lâu cuối cùng mới bị thua. Tới địa thánh viên mãn, phương pháp bình thường căn bản không thể tăng thực lực. Cách duy nhất tăng cường thực lực là trận chiến hóa đạo. Bởi vậy, hiện giờ thực lực của Lục Trường Sinh tăng lên, địa thánh đạo thể càng mạnh mẽ hơn. Nếu sẽ kết hợp với huyết nhục võ đạo, thi triển pháp thiên tượng địa, thực lực Lục Trường Sinh sẽ đạt tới cấp bậc nào, ngay cả chính Lục Trường Sinh cũng không biết rõ. Không biết hiện tại nếu so sánh ta với Thiên Thánh thì sẽ như nào. Lục Trường Sinh nghĩ tới Trần lão tổ, lúc trước hắn từng ra tay với Trần Lão Tổ một lần. Đương nhiên, Trần Lão Tổ chắc chắn không hề sử dụng toàn bộ sức lực. Nhưng dù vậy, Lục Trường Sinh vẫn có thể ẩn ẩn cảm nhận sự đáng sợ của thiên thánh. Đu hiện tại thực lực có bước tiến lớn, Lục Trường Sinh vẫn không dám nói chắc có thể sánh bằng thiên thánh. Dù sao, thiên thánh là lột xác về chất luôn. Lục Trường Sinh rời khỏi bí giới lâu, lập tức trở về Bách Hoa Tông. Tuy nhiên, khi Lục Trường Sinh vừa mới trở lại Bách Hoa Tông, sắc mặt Trương Linh hoàn toàn thay đổi. Lục trưởng lão, mau đi, mau đi nhanh. Lục trường sinh nao nao. Tuy nhiên, tất cả đã muộn. Bao vây hắn. Chờ lão tổ tiến đến. Ha ha, không ngờ lục trường sinh vậy mà đã trở lại. Nghe nói hắn đi đạo tràng địa thánh, chưa đầy một năm đã trở lại, chẳng lẽ sợ hãi trận chiến hóa đạo sao? Cho dù sợ cũng rất bình thường, trận chiến hóa đạo của đạo tràng địa thánh là trận chiến sống chết, một khi bước vào trận chiến hóa dạo, hoặc là sống hoặc là chết, quả thực vô cùng nguy hiểm. Đừng nhìn Lục Trường Sinh có thể coi như vô địch trong các địa thánh ở thành Thánh Tinh, nhưng một khi đã tới đạo tràng địa THANHDA tới trận chiến hóa đạo, thật ra chẳng là gì hết. Nhưng vậy cũng tốt, Lục Trường Sinh nhất gan không dám tham dự trận chiến hóa đạo, sống sót trở về, nếu hắn chết trong đạo tràng địa thánh, chúng ta chạy nơi nào đi tìm linh bảo. Chúng ta không cần đối phó Lục Trường Sinh, giữ chân hắn là được, lão tổ sắp lập tức ra. Lục Trường Sinh nhìn hướng bốn phía. Bốn phương tám hướng tất cả là địa thánh, bao vây hắn nhưng bọn họ lại không ra tay tất nhiên là đang kiên kỵ lục trường sinh dù sao lục trường sinh chính là cường giả địa thánh viên mãn trước kia mạnh mẽ như vậy ai mà không sợ tuy nhiên bọn họ vẫn lựa chọn bao vây lục trường sinh nguyên nhân rất đơn giản bọn họ đang đợi chờ lão tổ giáng lâm có thể trở thành lão tổ của nhiều địa thánh như vậy chỉ có một loại khả năng thiên thánh chống lưng đằng sau những địa thánh này là đại năng thiên thánh giữ chân lục mỗ các ngươi giữ được sao ánh mắt lục trường sinh hiện lên một tia sắc bén. Đối phương tất cả đã tiến vào bên trong sơn môn Bách Hoa Tông, đủ để chứng tỏ rất nhiều vấn đề. E rằng Bách Hoa Tông bị giết không còn nhiều. Lục trường sinh bùng lửa giận. Bởi vậy, khi ra tay không hề nương tình, sát ý tận trời. Địa thánh đạo thể của hắn, nháy mắt hiển hóa ba đầu sáu tay. Bay thẳng đến địa thánh bốn phía vỗ một phát. Lập tức che trời che đất. Giống như ngân hà treo ngược, tận thế giáng lâm. Ước chừng hơn 10 tên địa thánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mấy cánh tay trong hư không hung hăng đập về phía họ. Nếu một đòn này hạ xuống, chắc chắn bọn họ sẽ chết. Không, không, lão tổ cứu ta. Lập tức, ánh mắt những địa thánh này lộ vẻ sợ hãi. Âm thanh run rẩy quanh quẩn trong hư không, dừng tay. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bàn tay to hư ảo đang đáp xuống, ý đồ ngăn cản lục trường sinh. Bàn tay to hư ảo này đủ để ngăn cản bất kể địa thánh, thậm chí dễ dàng bóp chết địa thánh tuy nhiên đối phương hẳn còn đang ở xa chân thân còn chưa giáng lâm chỉ là một đòn từ xa đến có lẽ một phần uy năng còn chưa đủ nhưng dù vậy lục trường sinh vẫn có thể cảm nhận được khí tức thiên thánh trên bàn tay to hư ảo này đó là một vị đại năng thiên thánh hơn phân nửa là thiên thánh chống lưng những người này lão tổ đã đến mau thả chúng ta ra lão tổ đã tới ngươi còn dám làm càn những địa thánh nhìn thấy bàn tay to hư ảo cả đám mừng rỡ như điên laoc tổ thiên thánh giáng lâm chắc chắn bọn họ được cứu trợ Ừ, lục trường sinh lại hừ lạnh nhìn bàn tay to hư ảo kia ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ sau đó hắn căn bản mặc kệ bàn tay to kia huy động sáu cánh tay vẫn hung hăng đập vào những tên địa thành này ầm rốt cục cánh tay hạ xuống a à, ngươi dám cả đám địa thánh hoảng sợ không thôi ai cũng không thể ngờ được lục trường sinh biết rõ có thiên thánh giáng lâm nhưng vẫn dám ra tay với bọn họ hắn không nhìn mặt đại năng thiên thánh sao hay là muốn đồng quy vô tận với bọn họ. Đồng quy vô tận tất nhiên không thể xảy ra. Vậy chỉ còn lại có một khả năng. Lục Trường Sinh không xem mặt đại năng thiên thánh. Nói cách khác, hắn không sợ đại năng thiên thánh. Dù đại năng thiên thánh đã sắp tới, nhưng chỉ cần chân thân vẫn có dáng lâm, thì Lục Trường Sinh không quan tâm. Điều này quả thật, quá to gan. Địa thánh nào dám coi thường đại năng thiên thánh như vậy? Thằng nhãi danh, ngươi dám. Vị đại năng thiên thánh kia tất nhiên cũng thấy được một màn này âm thanh hắn ẩn chứa một tia lửa giận. Vì thế, bàn tay lớn hư bao bốc ngọn lửa hừng hực, hừng hực thiêu đốt, giống như lửa phẫn nộ, muốn thiêu đốt Lục Trường Sinh thành cho tàn. Hơn nữa, tốc độ bàn tay to hư ảo nhanh chóng tăng tốc, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lúc này sáu điều cánh tay mãnh hoành ở trước ngực, toàn bộ phương vị co rút lại lực lượng, đối với kia con hư ảo bàn tay to trực tiếp đón đỡ. Ầm, bàn tay to hư ảo bùng ngọn lửa, hung hăng đập vào địa thánh đạo thể của Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, địa thánh đạo thể hiện tại của lục trường sinh sớm khác ngày xưa. Hắn đã hóa đạo lần hai, thậm chí còn đoạt võ đạo của Lưu Phong. Mà Lưu Phong lại là hóa đạo bảy lần. Tính toán như vậy, võ đạo lục trường sinh đoạt lấy sẽ vô cùng đáng sợ. Tuy rằng chỉ là hóa đạo lần hai, nhưng cộng thêm địa thánh đạo thể trước đó, bây giờ địa thánh đạo thể của hắn đã mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là một đòn của đại năng thiên thánh. Tuy chưa được một phần lực lượng, nhưng đó vẫn là lực lượng thiên thánh. Bởi vậy, bàn tay to hư ảo này lập tức châm lửa toàn thân Lục Trường Sinh. Địa Thánh Đạo thể của Lục Trường Sinh đang hừng hực thiêu đốt. Thậm chí, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh Lục Trường Sinh khiến hắn phải lui người cách trăm trượng mới có thể ổn định thân thể. Nhưng Địa Thánh Đạo thể gần như sắp sụp đổ. Tuy vậy, nói cho cùng vẫn chưa sụp đổ. Chỉ thiếu chút nữa, nhưng Địa Thánh Đạo thể của Lục Trường Sinh vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Mấu chốt là chưa hoàn toàn sụp, với khả năng khôi phục của Lục Trường Sinh địa thánh đạo thể gần như đã khôi phục như ban đầu trong chớp mắt hửng vậy mà cũng có một thủ đoạn khó trách ngươi dám giết người trước mặt bổn tọa âm thanh vị đại năng thiên thánh truyền vào trong tai lục trường sinh cùng lúc đó cuối cùng chân thân của đối phương đã tới lục trường sinh ngẩng đầu nhìn đó là một gã nam tử trung niên mặc áo bào đỏ tươi như máu toàn thân có ngọn lửa đỏ ngòm đang rực cháy hư không dường như bị bóp méo trên người hắn tản ra khí thế khủng bố khí thế khủng bố này địa thánh bình thường muốn đứng trước mặt cũng là hy vọng xa vời không hề nghi ngờ đối phương chính là một vị đại năng thiên thánh hàng thật giá thật huyết hỏa lão tổ lục trường sinh nhìn vị đại năng thiên thánh trước mắt hắn trước tiên nhận ra thân phận đối phương huyết hỏa lão tổ một vị đại năng thiên thánh vừa chính vừa tà hiển nhiên hắn bị huyết hỏa lão tổ theo dõi tuy vậy chỉ dựa vào lực lượng địa thánh đạo thể đã chặn một đòn từ xa của huyết hỏa lão tổ điều này khiến trong lòng lục trường sinh đã có phần chắc chắn hóa đạo lần hai quả thực giúp thực lực của hắn tăng cường rất nhiều nhưng mà nếu lấy địa thánh để ước lượng đã không còn cách nào ước lượng chỉ có đại năng thiên thánh mới có thể giúp lục trường sinh hiểu được thực lực của hắn tăng lên nhanh như nào tuy nhiên tình cảnh hiện tại của lục trường sinh rất nguy hiểm hắn làm trò trước mặt huyết hỏa lão tổ giết người của huyết hỏa lão tổ điều này đã đắc tội chết với một vị đại năng thiên thánh hoàn toàn không giữ mặt mũi cho huyết hỏa lão tổ với tính tình của huyết hỏa lão tổ sao hắn có thể bỏ qua khoa nhựa huyết hỏa lão tổ ngươi là đại năng thiên thánh đứng trên cao liếc chúng sinh cao cao tại thượng vì linh bảo sao phải ra tay với bách hoa tông linh bảo ở trên người lục mũ, huyết hỏa lão tổ có thể giết thân thể này của lục mỗ nhưng tốt nhất huyết hỏa lão tổ có thể tiêu diệt tất cả phân thân của lục mỗ nếu không sẽ có ngày lục mỗ lĩnh giáo với huyết hỏa lão tổ lục trường sinh lạnh lùng nói hắn không hề khách khí với huyết hỏa lão tổ thậm chí lời nói của hắn đang uy hiếp huyết hỏa lão tổ Trước đó Lục Trường Sinh còn vô cùng khách khí với Trần Lão Tổ. Đó là vì Trần Lão Tổ chưa từng giết người của Bách Hoa Tông. Nhưng huyết hỏa Lão Tổ thì sao? Bách Hoa Tông gần như đã máu chảy thành sông. Chỉ sót lại một ít người, có lẽ là vì uy hiếp Lục Trường Sinh nên mới chưa bị giết chết. Bách Hoa Tông đã gần như bị diệt môn. Mà đầu sỏ của tất cả chuyện này là huyết hỏa Lão Tổ, Lục Trường Sinh sao còn có thể khách khí với hắn? Phân thân, ánh mắt huyết hỏa Lão Tổ hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn lạnh lùng cười, nói, ha ha, Tiểu bối ngươi xem ra lại dũng cảm, cũng rất lợi hại, có thể chống cự một đòn từ xa của lão tổ ta, nhưng vậy thì sao? Địa thánh và thiên thánh khác biệt một trời một vực, dù ngươi có phân thân, ngươi vẫn chỉ có thể vĩnh viễn trốn chạy, cả đời đừng nghĩ tới thăng cấp thiên thánh, còn muốn uy hiếp lão tổ. Trên đường lão tổ ta quật khởi, có ngày nào không phải gió tanh mưa máu, ngươi muốn giết lão tổ rất nhiều, có xếp hàng cũng chưa đến lượt ngươi. Ngươi đã nói như vậy, lão tổ thành toàn ngươi, chết. Huyết hỏa lão tổ không phải người nói lý lẽ như Trần lão tổ, hắn sẽ không kiên kỵ cái gọi là phân thân của Lục Trường Sinh. Dù sao, huyết hỏa lão tổ xử sự, sự vừa chính vừa tà, bản thân không có mấy cái gia tộc, môn phái, cơ bản không có ràng buộc, hoàn toàn không kiên kỵ điều gì, làm việc không kiên kỵ. Bất cứ người nào đối đầu một vị lão tổ thiên thánh như vậy cũng phải đau đầu, sao hắn sẽ sợ một cái uy hiếp từ địa thánh như Lục Trường Sinh? Thậm chí, Lục Trường Sinh càng kiên cường, thể hiện càng khủng bố thì huyết hỏa lão tổ càng muốn giết chết lục trường sinh nhổ cỏ nhổ tận gốc tận diệt hậu họa đây mới là phong cách làm việc tà đạo ngươi thực sự nghĩ bổn tọa là trần lão tổ sao người trần lão tổ không dám giết để đấy bổn tọa giết giết thân thể này của ngươi có bản lĩnh thì sau này phân thân tìm đến bổn tọa mà báo thù huyết hỏa lão tổ cười mỉa gì mà phân thân gì mà bất tử gì mà tiềm lực lớn tương lai có triển vọng huyết hỏa lão tổ hắn trước này làm việc đều lo cái trước mắt mấy thứ gọi là thiên tài chết trong tay hắn không phải số ít vậy thì sao có bao nhiêu người cuối cùng có thể tìm hắn báo thù một tên cũng không có mặc kệ lúc trước trần lão tổ có điều cố kỵ nào mà không ra tay với lục trường sinh huyết hỏa lão tổ cảm thấy trần lão tổ rất ngu xuẩn mấy cái tương lai tiềm lực hữu dụng sao đường đường là đại năng thiên thánh lại bị một địa thánh hù dọa thậm chí huyết hỏa lão tổ còn cảm thấy trần lão tổ làm mất mặt mũi thiên thánh lần này huyết hỏa lão tổ muốn tự tay chém lục trường sinh ầm ngay sau đó huyết hỏa lão tổ động thủ đừng nhìn huyết hỏa lão tổ rất cuồng vọng một khi hắn ra tay là toàn lực đối phó không hề bảo toàn thực lực lập tức trong hư không hiển hóa một võ đạo đó là võ đạo chân chính võ đạo giống như ngọn lửa máu thiêu đốt cả hư không tỏa ra lực lượng khủng bố đó là võ đạo của huyết hỏa lão tổ một khi thăng cấp thiên thánh võ đạo sẽ ngưng tụ trở thành võ đạo chân chính không còn là hình thức sơ khai trạng thái hư ảo thậm chí thiên thánh có thể điều động lực lượng trong võ đạo đánh ra lực lượng kinh thiên động địa võ đạo mới là căn bản của thiên thánh bởi vậy một đòn này của huyết hỏa lão tổ điều động lực lượng võ đạo hoàn toàn toàn là một đòn dồn toàn lực một đòn toàn lực của đại năng thiên thánh không thể tưởng tượng nổi lực lượng thuần túy tập trung toàn bộ vào lục trường sinh khiến hắn muốn tránh không được muốn trốn không xong chỉ có thể gắng gượng chống đỡ đến thời điểm này lục trường sinh đã cảm nhận được sự khủng bố của thiên thánh đó thật sự là lực lượng bao trùm bất cứ địa thánh nào thậm chí không biết có phải lục trường sinh cảm giác sai hay không hắn cảm giác tuy rằng huyết hỏa lão tổ trước mắt thoạt nhìn sát ý ngút trời thậm chí làm việc không hề kiêng kỵ tưởng như uy thế rất mạnh nhưng uy hiếp lại không lớn như lúc trần lão tổ gây cho lục trường sinh trần lão tổ là ẩn mà không hiện nhưng thật ra lại mạnh hơn đương nhiên lúc trước trần lão tổ không có sát ý lớn như vậy mà huyết hỏa lão tổ lại không hề kiêng nể tỏa sát ý không một chút che giấu. Hắn chắc chắn muốn chém lục trường sinh. Đây là lực lượng võ đạo. Ánh mắt lục trường sinh loài sáng. Hắn nhìn chòng chọc vào huyết hỏa lão tổ, chỉ sợ bỏ sót một chút. Lục trường sinh đã ngưng tụ võ đạo sơ khai. Cách luyện hóa võ đạo nhập thể chỉ thiếu một bước. Tuy vậy, một bước này xa như lạch trời, không biết đã ngăn cản bao nhiêu người. Dù ngươi kinh tài tuyệt diễm như nào, một khi không thể đột phá bước mấu chốt đó, thì vĩnh viễn không thể thăng cấp thiên thánh. Thử nhìn đạo tràng địa thánh có bao nhiêu võ giả địa thánh viên mãn. Mục tiêu cuối cùng của người nào không phải là thăng cấp thiên thánh. Nhưng mà, cuối cùng có bao nhiêu người có thể thăng cấp thiên thánh. Cũng khó trách Huyết Hỏa lão tổ kiêu ngạo như vậy. Người lúc trước kinh tài tuyệt diễm hơn hắn, bối cảnh lớn hơn hắn, tài nguyên dồi dào hơn hắn, kết quả thì sao? Chỉ có hắn thăng cấp thiên thánh. Bởi vậy, Huyết Hỏa lão tổ khinh thường ngó tới cái gọi là thiên tài. Thiên tài mức nào vẫn cần đột phá bước mấu chốt mới được bằng không tất cả không đáng cân nhắc. Pháp thiên tượng địa, lục trường sinh gầm nhẹ. Giờ khắc này, hắn không giữ lại gì, huyết nhục võ đạo trong cơ thể nháy mắt bùng nổ. Huyết nhục vô tận bao trùm địa thánh đạo thể của lục trường sinh. Lập tức, giữa hai người sinh ra một loạt biến hóa không rõ. Từ khi bắt đầu trận chiến hóa đạo đến này, lục trường sinh gần như chưa từng thi triển pháp thiên tượng địa. Hiện tại hắn thi triển pháp thiên tượng địa, lập tức cảm giác được điều khác biệt. Địa thánh đạo thể của hắn đang điên cuồng bành trướng. Không, nói chính xác là huyết nhục và địa thánh đạo thể đang điên cuồng bành trướng. Hai loại võ đạo dung hợp không phải chuyện đơn giản như một cộng một, mà là điên cuồng tăng gấp bao nhiêu lần. Võ đạo lục trường sinh đoạt lấy lúc này dường như cũng dung hòa với huyết nhục, tạo ra biến hóa thần kỳ. Trong chớp mắt, pháp thiên tượng địa khổng lồ của lục trường sinh đã vắt ngang hư không, tỏa ra từng luồng uy thế khủng bố. Uy thế mạnh mẽ này thậm chí khiến huyết hỏa lão tổ phải cảm thấy kinh ngạc. Loại khí thế này, sao có thể? Chỉ là một địa thánh, dù là địa thánh viên mãn thậm chí dù đã hóa đạo vài lần chắc chắn không thể có được uy thế đáng sợ như thế hư bổn tọa nhìn xem ngươi có phải loại chỉ được cái mã ngoài hay không huyết hỏa lão tổ hừ lạnh bàn tay bùng lửa lớn ầm ầm hạ xuống tất nhiên lục trường sinh dốc toàn lực đối phó sau cánh tay hợp nhất đồng thời đánh vào bàn tay cực lớn của huyết hỏa lão tổ ầm 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 hư không chấn động kịch liệt lục trường sinh chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ khó ngăn cản cộng thêm khí thế nóng rực khó sánh đánh vào trong cơ thể của hắn lập tức đạo thể của hắn nứt thành từng khúc thậm chí còn có ngọn lửa máu bám vào trên đạo thể không ngừng thiêu đốt loại đau đớn này nếu người có ý chí tâm linh không kiên định e rằng đã sớm không chịu nổi nhưng lục trường sinh lại gắng gượng nhẫn nhị hắn không rên tiếng nào điên cuồng điều động huyết nhục dự trữ kết hợp địa thánh đạo thể điên cuồng dập tắt lửa máu đang bám vào đạo thể nhưng ngọn lửa máu này giống như bộc phát từ trong ra ngoài chuyên để thiêu đốt đạo thể huyết nhục trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể dập tắt hoàn toàn chỉ một đòn mà lục trường sinh đã bị thương nặng tuy nhiên người càng kinh ngạc là huyết hỏa lão tổ hửng ừ, chặn được thậm chí luồng lực lượng kinh khủng kia còn đang chấn động võ đạo của ta huyết hỏa lão tổ là thiên thánh hàng thật giá thật tuy rằng hắn kiêu ngạo nhưng không ngu xuẩn một tên địa thánh lại có thể lay động thiên thánh người như vậy đã không chỉ đơn giản là thiên tài phải giết chết lục trường sinh nếu không sau này sẽ phiền toái rất nhiều người xung quanh đang chăm chú quan sát trận chiến này. Bọn họ nhìn thấy Lục Trường Sinh đối đầu trực diện với huyết hỏa lão tổ, tất cả mọi người cảm thấy rất khiếp sợ. Đặc biệt là người của Bách Hoa Tông còn sót lại, tất cả mở to hai mắt nhìn, tâm thần kích động. Chặn, thái thượng trưởng lão chặn được. Dùng thân thể địa thánh ngăn cản một đòn toàn lực của đại năng thiên thánh, điều này chưa từng nghe thấy. Nếu thái thượng trưởng lão thăng cấp thiên thánh thì sẽ mạnh mẽ tới mức nào? Đáng tiếc, thái thượng trưởng lão không nên quay về, nhanh chóng chạy trốn, trốn càng xa càng tốt sau đó chậm rãi ngủ đông sau khi thăng cấp thiên thánh lại trở về báo thù cho chúng ra thái thượng trưởng lão mau đi nhanh hy vọng có ngày ngày thăng cấp thiên thánh có thể trùng kiến bách hoa tông chỉ cần đạo thống của bách hoa tông không đoạn tuyệt là đủ tất cả mọi người trong bách hoa tông sản sinh một tia hy vọng đó là hy vọng kéo dài đạo thống về phần sống sót đó là điều không thể xảy ra bọn họ chính mắt thấy trận chiến này bởi vậy hiểu rõ dù lục trường sinh chặn được một đòn của huyết hỏa nhưng chỉ có vậy, Huyết Hỏa lão tổ căn bản không chịu nhiều áp lực, hắn có thể đánh ra một đòn thì sẽ có đòn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mà Lục Trường Sinh có khả năng ngăn cản mấy đòn. Chỉ một đòn mà Lục Trường Sinh đã phải dốc hết sức lực. Thật sự do chênh lệch giữa Địa Thánh và Thiên Thánh quá lớn, hoàn toàn là một khoảng cách cực lớn. Chẳng sợ ngay cả Lục Trường Sinh cũng vô pháp hoàn toàn vượt qua khoảng cách này. Huyết Hỏa lão tổ càng kiên định phải giết chết hắn. Lục Trường Sinh cuối cùng đã dập tắt lửa máu trên người. Tuy nhiên trong lòng hắn càng nặng nề, thiên thánh quả là vô cùng, lực lượng thực sự khủng bố, hiện tại hắn thật sự không phải đối thủ của thiên thánh. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh mơ hồ cảm giác, nếu hắn lại thêm vài lần hóa đạo, dù vẫn không phải đối thủ của huyết hỏa lão tổ, nhưng hắn sẽ không chật vật như vậy. Hơn nữa, nếu hóa đạo thêm vài lần, huyết hỏa lão tổ muốn giết hắn e rằng cũng rất khó. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại gặp phải phải tình huống này, dù Lục Trường Sinh muốn chạy cũng không chạy được nếu các bạn thấy hay hãy cho ad một like đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.